Chương 507, Kiều Long có phải bán mình cứu cha hay không? Đối với tính toán trong lòng mấy người, Diệp Phàm thông qua thuật xem tướng quan sát một hồi cũng lờ mờ hiểu được. Hắn thầm nghĩ, mẹ ơi, bí thư cổ ủy quyền cho mình hay là cho mình phiền toái đây? Chuyện này một khi định ra thì chắc là phải đắc tội mấy đồng nghiệp. Mấy người khác không lấy được vị trí phó chủ nhiệm chắc sẽ làm ầm ĩ lên, trong hội nghị đảng ủy sẽ mất đi mấy phiếu, không có lời. Làm như thế nào thăng bằng những quan hệ này, sao cho mấy người dù không lấy được vị trí phó chủ nhiệm cũng phải ủng hộ công tác của mình, điều này đúng là khó khăn. Diệp Phàm cười nhẹ cạn chén với mấy người, nói chuyện phiếm nhìn Kiếm Vũ, thật ra thì trong đầu đang căng như dây đàn, cảm giác càng nghĩ càng loạn, mãi không ra một chút đầu mối. Theo như ý nghĩ của mình, đương nhiên là muốn Liễu Chính Nhất rồi, chẳng qua tư cách của y còn quá cạn, nếu như cho y còn phiền hơn nữa. Tư cách của Tống Ninh Giang thì đủ, chỉ là sợ làm tổn thương tới Liễu Chính và mấy người khác. Bản thân mình đang muốn tranh thủ kéo mấy người về trận doanh, dĩ nhiên không thể đẩy họ qua bên phía ra. Vậy nếu lấy một người từ ngoài vào có khi lại tốt, Diệp Phàm nhất thời bừng tỉnh, suy nghĩ làm thế nào để đem được người ngoài vào vị trí phó chủ nhiệm. Bảo Toàn, việc thành lập khu kinh tế Lâm Tuyền chắc tôi còn bận dự hội nghị ở tỉnh. Phó chủ tịch thành phố Lô Trần Thiên sẽ đại diện xuống. Tuy nhiên anh đem một tiểu tử như Diệp Phàm đặt ở một vị trí trọng yếu như vậy thật yên tâm sao? Bí thư thị ủy Chu Càn Dương cười hỏi, giọng tương đối thân thiết, hai người chẳng những có quan hệ cấp trên cấp dưới mà quan hệ riêng cũng không tồi. Không yên lòng. Cổ Bảo Toàn cung kính nói. Không yên lòng, vậy vì sao? Chu Càn Dương nói nửa câu. Có Quốc Hoa ở một bên phối hợp giúp Diệp Phàm nên chắc không có vấn đề gì lớn. Y từ thị ủy xuống nên việc xử lý quan hệ Quốc thành thạo. Cổ Bảo Toàn thành thật. Vậy sao anh không để luôn Quốc Hoa làm chủ nhiệm, anh có nghĩ nếu khu kinh tế Lâm Tuyền phát triển một khi thất bại, rất có thể ảnh hưởng tới đại cục Ngư Dương, anh cần phải nghĩ kỹ đấy. Giọng Chu Càn Dương không thay đổi, chẳng qua tựa hồ thận trọng rất nhiều. Tôi cũng đã nghĩ kỹ, Diệp Phàm tuy nói còn có chút góc cạnh nhưng lại có nhiệt huyết, tôi cần chính là điều này. Trước kia lúc hắn ở thị trấn Lâm Tuyền mới là một phó chủ tịch thị trấn nhưng đã kéo về được món đầu tư lớn 3.500 cho nhà máy giấy Ngư Dương. Hiện giờ đem hắn đặt ở vị trí trọng yếu hơn chắc là càng phát huy công dụng. Tôi muốn hắn lôi kéo đầu tư không phải chỉ cho một thị trấn mà cả 6 thị trấn 2 xã. Nếu không các bên khác nhất định sẽ có ý kiến, đừng bảo là nhiều, chỉ cần một thị trấn kéo về 1.000 vạn là tính ra gần 1 tỷ rồi, đối với chuyện này tôi rất có hy vọng. Ha ha ha, Cổ Bảo Toàn cười trong điện thoại. Xem ra anh rất ma mãnh, muốn Trương Quốc Hoa ngầm đứng sau khu kinh tế Lâm Tuyền, đẩy Diệp Phàm lên ngựa bán mạng kéo xe. Không tệ, Chu Càn Dương cúp điện thoại. Tiểu Nguyệt, hiện tại thành lập khu kinh tế Lâm Tuyền, cô phối hợp với Quốc Tư, lúc trước Trung Minh Đào của thị trấn Nam Khê có xu hướng lấy lòng, Thái Đại Giang thì hơi khó hiểu, anh sẽ cảnh cáo y. Các người phải hợp đồng tốt để dạy cho thằng nhãi Diệp Phàm một bài học trong hội nghị đảng ủy khu. Hừ, chuyện hắn muốn thì các ngươi cứ phản đối và ngược lại. Bí thư khối đảng Phí Mặc nói với Phí Tiểu Nguyệt. Nếu làm như vậy thì khu kinh tế Lâm Tuyền không phát triển được, biết đâu lại cháy sang chúng ta. Đến lúc đó Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh tức giận thì chắc sẽ thay máu toàn bộ 6 thị trấn và 2 xã. Phí Tiểu Nguyệt hơi chần chừ, không hiểu ý của anh họ. Thay đổi nhân viên, không sợ, dù thế nào cũng đổi cho cô vị trí không kém thị trấn Vũ Khê. Trong 2 năm nữa mà kinh tế không tốt lên thì người khóc chính là Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh, hừ. Phí Mặc cười lạnh, làm cho Phí Tiểu Nguyệt bất giác dùng mình. Thầm nghĩ, Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh ngã thì anh chiếm vị chứ gì, thì ra ánh mắt anh họ nhìn vào chiếc ghế của Cổ Bảo Toàn. Cũng tốt, anh họ lên rồi thì mình cũng lên theo. Trong đại viện của Ngọc Gia, Xuân Thiền, sau khi thành lập khu kinh tế Lâm Tuyền thì chị phải chú ý liên lạc với Mâu Dũng. Ít nhất trong đó Ngọc Gia có 2 phiếu, Phí Gia tuy nói đoán chừng là có 3-4 phiếu nhưng vẫn tồn tại biến số. Chị phải chú ý kéo thêm mấy người về đây, chẳng hạn như Thái Đại Giang. Ngọc Nhã Chi đang nói chuyện với chị họ Sa, cũng chính là trợ lý chủ tịch huyện Ngọc Xuân Thiền. Nghe nói lần trước Diệp Phàm còn khi dễ em gái nhà Trúc ta. Em muốn chị xử lý quan hệ với hắn ra sao? Ngọc Xuân Thiền trưng cầu ý kiến. Trước khác nay khác, tạm thời nói chúng ta không ủng hộ hắn, nếu như có lợi ích trao đổi chúng ta cũng có thể tạm thời cùng hắn kết minh.
Chẳng qua chuyện Mâu Dũng muốn kiêm nhiệm phó chủ nhiệm còn phải cần Diệp Phàm gật đầu mới được, Cổ Bảo Toàn cũng không biết nghĩ sao, lại có thể đem quyền nhân sự lớn như vậy trực tiếp giao cho Diệp Phàm, điểm này hơi làm người ta khó hiểu. Ngọc Nhã Chi cũng không đoán được tâm tư thật của Cổ Bảo Toàn. Em gái, chị thấy Kiều Long gần đây hơi khác thường, lén lén lút lút đi ra ngoài hơn 10 ngày cũng không biết đang làm những gì. Ngọc Xuân Thiền đột nhiên nói. Con bé chẳng phải là trở về trường học rồi sao, chẳng phải nói là giáo viên nói nó về trước học thêm. Ngọc Nhã Chi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ngọc Xuân Thiền. Học thêm cái gì, hàng xóm của chị cũng có con học ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu, nghe nói phải mười mấy tháng riêng mới khai giảng vì trường học còn sửa chữa, đang còn giai đoạn hoàn thiện nên chỉ hoãn thời gian nhập học. Nhà của Ngọc Xuân Thiền ở trên thành phố nên thấy hơi ngạc nhiên. Cái gì, nhà đầu chết tiệt kia, dám gạt mình. Ngọc Nhã Chi giận dữ đứng lên định gọi điện thoại. Đừng nóng vội, Nhã Chi, em thử nghĩ xem, bác trai chẳng phải là đã về rồi, chẳng lẽ có quan hệ với 10 ngày vắng mặt của Kiều Long? Ngọc Xuân Thiền nghi ngờ. Chúng em cũng đang cảm thấy buồn bực, hôm vào tiết nguyên tiêu, Kiều Long đột nhiên gọi điện thoại tới, nói là đã hỏi thăm rõ ràng, bảo cha sẽ có thể đi ra, chắc là sẽ giao tới cục trên thành phố, chúng em vội vàng báo với chú Hoài Nhân liên hệ với Vu Kiến Thần. Lúc ấy chú Hoài Nhân nghe xong rồi lắc đầu bảo có phải Kiều Long đùa ác hay không, không ngờ vào sáng hôm sau thì đúng là chuyển người đến cục công an thành phố, chẳng lẽ việc này thật sự là Kiều Long làm? Con bé sao có bản lĩnh lớn như vậy, ngay cả chú ba chú bốn trên tỉnh cũng không có cách. Chẳng lẽ Kiều Long có bạn bè nào bên quân đội rồi giả vờ thần bí với mình? Ngọc Nhã Chi đột nhiên như nghĩ tới điều gì, sầm mặt lại. Lập tức lấy điện thoại ra gọi. Kiều Long, em nói rõ cho chị chuyện cha được thả là thế nào. Em cũng chỉ nghe nói vậy thôi. Ngọc Kiều Long hoảng hốt, lắp bắp. Nếu như lộ ra chuyện mình đến Diệp gia thì nguy rồi, đây là chuyện mất mặt cực lớn, người nhà họ Ngọc tuyệt đối không thể tha thứ. Hừ, còn muốn gạt chị, nếu không chị bảo chú Hoài Nhân đích thân đến Thủy Châu hỏi em. Ngọc Nhã Chi giận mắng. Em thật không làm gì. Ngọc Kiều Long nghe chừng sắp khóc. Hừ, khẳng định làm cái gì rồi, có phải đi cầu Diệp Phàm hay không, nhà đầu chết tiệt, có phải muốn Ngọc gia chúng ta mất hết thể diện không, Kiều Long, thân thể của em rất cao quý, lưu manh tiểu tử kia không xứng với em. Ai, chị vô dụng, hại em a. Ngọc Nhã Chi trong lòng quính lên, hai hàng lệ nóng chảy ra. Ngọc Nhã Chi còn tưởng rằng Ngọc Kiều Long dùng thân thể đi đổi lấy tự do của cha nên giận đến run rẩy. Chị, em không làm gì thật mà. Là cha của một bạn học công tác ở binh đoàn Liệp Báo nên em hỏi thăm được. Sao em lại phải đi cầu xin hắn, còn hận không ăn thịt hắn được ấy chứ, đồ lưu manh, hừ. Ngọc Kiều Long vội vàng kêu lên. Ừ, không có là tốt rồi, Ngọc gia chúng ta coi như chưa mất mặt. Lúc nào đem bạn học của em đến nhà chúng ta cảm ơn. Ngọc Nhã Chi nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cúp điện thoại, Ngọc Kiều Long vừa thẹn vừa tức. Nhắm ngay một búp bê vải trên giường quyền cước một hồi coi như đó là đồng chí Diệp Phàm, mắng. Đều là ngươi, một mình ăn cả, vô lại, lưu manh, khốn kiếp, làm hại ta thiếu chút lộ rồi. Van ngươi, ngàn vạn không thể đem chuyện này nói với người nhà, nếu không ta thật không biết để mặt mũi vào đâu, sao lúc ấy mình lại ngu như vậy, đi làm vợ hắn, nếu hắn lưu manh đem mình đùa giỡn thì xong rồi. Ngọc Kiều Long ngơ ngác ngồi trên giường, suy nghĩ miên man. Gương mặt hồng rực. Chị dâu, sao da mặt đỏ vậy, có phải nóng lòng không? Đúng lúc này vang lên một giọng nữ quen thuộc. À, là Tử Y à, chưa, chị còn chưa nghĩ đến chuyện này. Ngọc Kiều Long vội vàng nói. Hiện giờ Diệp Tử Y đối xử rất thân thiết với Ngọc Kiều Long, hai người tuy khác khóa nhưng lại ở cùng ký túc xá. Chỉ cần rảnh rỗi là Diệp Tử Y lại chạy đến chơi, mỗi khi không có ai đều gọi Ngọc Kiều Long là chị dâu. Khiến cho Ngọc Kiều Long trong lòng hối hận không ngừng, lại không thể giải thích gì. Chương 508, Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố tới lật bài. Kỳ lạ là Ngọc Kiều Long nghe hai chữ chị dâu thì trong lòng cũng thấy ấm áp, kích động lẫn ngọt ngào, điều này thì chính cô cũng không rõ ràng. Vừa giống như hận đến chết người ta nhưng lại không dậy nổi lòng ác độc. Thật ra thì Ngọc Kiều Long đã rơi vào tình đầu, chỉ là bản thân chưa biết mà thôi. Nếu như không có tình cảm này thì đánh chết cô cũng không chịu chạy đến nhà Diệp gia ăn vạ, lại còn muốn làm vợ đồng chí Diệp Phàm,
đây chỉ là một thứ tình cảm trong vô thức chỉ đường. Tử Y, anh của em trước kia có bạn gái chưa? Ngọc Kiều Long tò mò. Chưa nhìn thấy, chắc là chỉ gặp gỡ với đồng nghiệp, chẳng lẽ chị dâu lại ghen, ha ha ha. Diệp Tử Y cười đắc ý. Ai nói đấy, chị làm sao ăn phải giấm của hắn chứ? Hắn cũng không phải là Phan An Tống Ngọc. Ngọc Kiều Long cảm giác khuôn mặt lại càng nóng rực, vội vàng chối đầy đẩy. Đúng à, anh trai lớn lên cũng không phải là đặc biệt đẹp trai. Chẳng qua anh ấy rất có khí độ nam tử Hán. Có thể lấy được chị dâu đó là phúc khí của anh ấy, chị dâu là tiên nữ trên trời. Mỹ nữ trong trường chúng ta không ít, có lẽ tới vài ngàn nhưng chị dâu là đẹp nhất. Hừ, lúc trước em thấy hình như anh ấy làm chị tức giận, sau này còn thế thì chị nói cho em. Hừ hừ. Diệp Tử Y hừ luôn mấy tiếng. Ừ. Ngọc Kiều Long không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng. Ngọc cô nương, hoa hồng này là tôi đặc biệt gọi đưa tới. Xin mời xin vui lòng nhận cho, ha ha ha. Lúc này ngoài cửa đi vào một thanh niên béo tròn, cười híp mắt, đang cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ tươi. Thật xin lỗi, Trịnh Nhất Hoài, bó hoa hồng này tôi không thể nhận. Ngọc Kiều Long mặt nghiêm lạnh như băng. Ngọc cô nương, không thể nói như vậy, Liễu gia ở Thủy Châu cũng là đại gia. Tập đoàn vận chuyển Lôi Ngư Hải xếp hàng đầu ở Nam Phúc, nghe nói gần đây vừa mua hai chiếc tàu hàng trọng tải lớn, tài sản có chừng hơn tỷ. Ngọc cô nương còn do dự gì chứ? Qua thôn N không còn phòng trọ rồi, y chỉ cập đứng ở giữa trường hô một tiếng cũng có một đoàn. Vậy mà Liễu thiếu gia vẫn một mực si tình cô nương, thật là hiếm thấy, ha ha ha. Trịnh Nhất Hoài uốn ba tấc lưỡi làm bà mối. Người mà gã vừa nhắc tới chính là nhị thiếu gia Liễu gia ở Thủy Châu. Nghe nói là kinh doanh đường thủy, gia sản có trên 1 tỷ. Hơn nữa, hiệu trưởng Liễu Hạ Hồng của Học viện Âm nhạc chính là chú út gã nên cũng dọc ngang khá nhiều trong này, được mấy người trong học viện gọi là hoa hoa tứ thiếu gia. Vốn trong học viện có tứ đại thiếu gia cực kỳ hoa tâm, mỹ nữ trong trường bị bọn chúng hại không ít, bốn người này gọi là hoa hoa tổ hợp, đều có gia thế nhất định, bình thường hoành hành ngang ngược chưa ai dám chọc vào, Liễu sĩ lại đứng hàng thứ tư nên mới có danh xưng như vậy. Thật ra thì Liễu sĩ đúng là si mê Ngọc Kiều Long, nếu không đã sớm phái người dùng sức mạnh cưỡng ép, đâu phải tốn công tặng hoa. Tuy nhiên Ngọc Kiều Long cũng rất tuyệt tình, chưa hề nhận của gã một cành hoa lẫn ăn qua một bữa cơm khiến vị tứ thiếu gia này cảm giác đặc biệt mất mặt. Gần đây gã đã cảm thấy nóng nảy muốn ra tay, thủ hạ lại có mấy tên mèo chó giật dây làm sằng khiến gã càng động tâm. Biến biến biến, nếu không biến tôi dội nước sôi đấy, hừ. Diệp Tử Y đã sớm không nhịn được, thuận tay cầm chậu nước, lại có người dám cả gan tới câu dẫn chị dâu, em chồng làm sao chịu được. Cô là ai? Trịnh Nhất Hoài cao giọng. Tôi là ai liên quan gì đến anh? Anh chỉ cần biết, Ngọc cô nương là chị dâu của tôi, là vợ của anh hai tôi. Không đi tôi sẽ dội thật đấy. Diệp Tử Y nhíu nhíu cái chậu, vì anh trai mà thục nữ cũng biến thành hổ cái, trực tiếp nói luôn Ngọc Kiều Long là vợ của Diệp Phàm. Tốt, tôi đi, mẹ kiếp, cô chờ đi. Trịnh Nhất Hoài liếc một cái rồi vội vàng cút thẳng. Tử Y, Liễu Si cũng không phải dễ chọc đâu, em phải cẩn thận một chút. Ngọc Kiều Long hơi lo lắng. Sợ cái gì, anh em là hào kiệt, cho dù 10 Liễu Si cũng không bằng một chân của anh ấy. Chị dâu, chị không cần lo lắng, có anh em thì sợ gì chứ. Diệp Tử Y tin tưởng vì cũng biết khả năng của Diệp Phàm. Có lần thấy tận mắt thấy hắn đá gãy ba chồng đá xanh nên căn bản không coi Liễu Si vào mắt. Ngày 16 tháng 3 năm 1996 công lịch Trung Quốc là một ngày đặc biệt. Khu kinh tế Lâm Tuyền chính thức treo biển thành lập. Trụ sở của khu tạm thời ở nhờ trong toàn bộ tầng thứ tư của Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền. Lễ ra mắt rất long trọng bao gồm cả hai vị đầu lĩnh của huyện, các cục chỉ cần không có việc gì gấp đều cử người đứng đầu đến. Thường vụ huyện có mặt đầy đủ. Cán bộ cấp phó phòng căn bản đều đến. Thành phố cử phó chủ tịch thường vụ Lô Trần Thiên cầm đầu đoàn kiểm tra Ngư Dương, cộng thêm với một số nhân vật nổi tiếng lẫn giàu có ở thành phố Mạc Hương, toàn bộ khách chừng 30 người. Mục đích của việc mời này cũng không khó đoán, dĩ nhiên là muốn tạo thế cho Ngư Dương một phen, có cơ hội kéo được vài món tài chính đầu tư thì coi như là công đức viên mãn rồi. Từ điểm này có thể nhìn ra phân lượng của cổ bảo toàn trong lòng bí thư Chu Cản Dương rất nặng. Từ phương diện khác mà nhìn thì Chu Cản Dương bắt buộc phải chấn hưng kinh tế Ngư Dương. Đài truyền hình thành phố cho Phi Phi dẫn người xuống phỏng vấn quay chụp,
còn mời thêm mấy nhân vật nổi tiếng, Ngư Dương phàm là người nào có tiền cũng đều được mời đến, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt và long trọng. Diệp Phàm làm người chủ trì vất vả ngược xuôi, may mắn là có mấy người Đinh Hương muội, Đoàn Hải, Trịnh Lực Văn giúp đỡ đắc lực. Phương Nghê muội cũng bận trước bận sau, chỉ là mỗi khi nhìn thấy Diệp Phàm thì không có phản ứng, thái độ chính là tư thế thuộc hạ với thượng cấp, chỉ quan tâm tới việc chung. Nhiều lần khi không có ai, Diệp Phàm kéo lại thì cô lại lảng đi, hắn đoán trong lòng chắc đang hờn dỗi mình. Hôm nay tuy nói đồng chí Diệp Phàm mới là chủ nhân, tuy nhiên nói đến cán bộ cấp trưởng phòng lúc này thì đầy rẫy, vì thế mà vị trí trên đài chủ tịch cũng chưa đến lượt hắn. Ngay cả mấy thường vụ của Ngư Dương, ngoại trừ Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh thì cũng ngồi lại thành một đám như quần chúng, chỉ là có được ngồi hàng trước mà thôi. Một trận pháo đinh tai nhức óc, tiếp theo đó là một loạt tiếng vỗ tay như sấm dậy. Các đồng chí, hôm nay khu kinh tế Lâm Tuyền chính thức thành lập, đối với chúng ta Ngư Dương mà nói là thời khắc có ý nghĩa trọng đại, kinh tế Ngư Dương chúng ta hiện giờ không được tốt. Các vị cũng biết, đây là trách nhiệm của mỗi người Ngư Dương, chỉ có dũng cảm đi tới hòa theo nhịp đập của thời đại, những đảng viên chúng ta lại càng phải không ngại gian khổ đi trước. Cổ nhân nói, nghèo không sợ chỉ sợ không có gan mà giàu. Cổ Bảo Toàn ra màn đầy hùng hồn. Sau khi nói mấy câu ngắn gọn thì y tiếp tục giới thiệu. Giờ xin mời lãnh đạo thành phố Phó Chủ tịch thành phố Lô nói chuyện, mọi người hoan nghênh. Một trận vỗ tay vang lên nhiệt liệt, Lô Trần Thiên nhìn lướt qua mấy trăm quan viên lớn nhỏ dưới đài chủ tịch, cười khẽ rồi nói. Hôm nay tôi rất vinh hạnh được Bí thư Chủ ủy thác tới chứng kiến lễ ra mắt thành lập khu kinh tế Lâm Tuyền. Hôm nay là một ngày đặc biệt, đối với khu kinh tế này, thành phố cũng vô cùng coi trọng. Bởi vì nó là đôi cánh cho Ngư Dương bay lên. Thật ra thì về hình thức ban đầu của khu kinh tế Lâm Tuyền năm ngoái đã có người nói ra, trong các đồng chí chắc cũng có người đã nghe nói qua bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, ha ha ha. Thật ra thì hôm nay khu kinh tế chính là thành lập trên cơ sở đó, hoặc là nói bản đồ quy hoạch chỉ là một phần khu kinh tế. Ngay cả thị ủy Bí thư Chu cũng rất chú ý bản đồ quy hoạch, cả Bí thư Chu, Chủ tịch thành phố La. Phó Bí thư Tả cũng đã đề cập. Cảm thán nói người có thể nghĩ ra bản đồ quy hoạch chắc chắn không đơn giản, chỉ là lúc ấy điều kiện các mặt còn chưa chín muồi. Đối với Ngư Dương mà nói áp lực quá lớn, cho nên sẽ không thi hành bản đồ quy hoạch được. Sau khi tôi nghe nói cũng cảm giác rất kỳ lạ muốn xem qua tài liệu về bản đồ, thậm chí hình như còn làm ra bản đồ ba chiều rất chân thực. Đúng là không đơn giản a. Đây chính là một trợ lực lớn để kinh tế Lâm Tuyền bay lên. Người làm ra bản đồ quy hoạch nghe nói tên là Diệp Phàm, tôi chỉ mới nghe tên mà cũng chưa gặp mặt. Bí thư Cổ, không được giấu giếm, gọi đồng chí Diệp Phàm đi ra ngoài cho mọi người nhìn thấy nào, ha ha ha. Lô Trần Thiên phát biểu một hồi khiến một đám lớn quan viên ngồi dưới suýt ngã, bên dưới một mảnh ồn ào. Nếu không phải biết Chủ tịch Lô đến đây nói chuyện còn tưởng rằng Diệp Phàm tìm về. Tiểu tử này đúng là dẫm phải chó. Xem ra ấn tượng của Phó Chủ tịch thành phố Lô đối với hắn tương đối tốt. Mẹ kiếp! Chủ nhiệm ban tổng hợp thị trấn Lâm Tuyền Lưu Trì nhỏ giọng thầm nói. Ai, người ta mạng tốt! Một giọng khác cào nhau vẻ oán hận. Lão Vương, nghe nói vị trí của anh là do họ Diệp kia lấy đi. Lưu Trì vẫn không quên đẩy chó bụi rậm, châm chọc nguyên chủ nhiệm văn phòng đảng chính Vương Nguyên Thành. Ai, Vương Nguyên Thành thở dài, đôi mắt tì hí chợt lóe hung quang rồi biến mất. Thầm nghĩ, mẹ kiếp, Phí Gia cũng không phải là người, lúc ấy an bài bảo mình phối hợp đẩy ngã Diệp Phàm. Kết quả như thế nào? Diệp Phàm chẳng những không có việc gì trái lại càng mạnh mẽ. Bây giờ hắn so với một phó chủ tịch, thường vụ huyện ủy còn mạnh hơn, trong tay nắm cả 6 trấn 2 xã. Hoàng Hải Bình ngã, đoán chừng phải ngồi chồm hổm nhà tù, còn phải bồi thường theo con cá nhỏ là lão tử. Phí Gia mò được tiền từ nhà máy giấy còn ít sao? Tại sao các ngươi không bị chuyện gì mà xui xẻo chỉ có Hoàng Hải Bình và ta chứ? Chương 509, tiền trảm hậu tấu. Vương Nguyên Thành hiện giờ rất hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường. Đỗ Bằng thỉnh thoảng còn ở trước mặt y bực bội, nói là lúc trước mù quáng nghe theo y, nếu cứ một mực theo Diệp Phàm thì tiền đồ vô lượng a. Cùng thời kỳ với Đỗ Bằng thì Đoàn Hải đã đề bạt lên cán bộ cấp phó phòng đến kho khu nhậm chức chủ nhiệm. Tuy nơi đó có vắng vẻ một chút nhưng dù gì cũng là một chủ nhiệm, nghe nói dầu đèn cũng không thiếu. Trịnh Lực Văn thì càng không cần phải nói, vừa thăng lên đã là phó cục trưởng cục chiêu thương, hiện giờ còn chưa có cục trưởng,
chuyện trong cục là do một tay gã định đoạt. Nghe nói sở trưởng sở công an thị trấn Lâm Tuyền Triệu Thiết Hải thăng lên phó cục trưởng cục công an cũng là Diệp Phàm đề nghị. Đúng thật là một người có khả năng, xứng đáng để người ta đi theo. Hiện tại Đỗ Bằng chỉ có thể cay đắng âm thầm nuốt khổ vào bụng. Mạng tốt cái rắm, sự do người làm, lão Vương, chớ nhụt chí, chúng ta khi có cơ hội thì trả hết mọi uất ức. Lưu Trì Trong đi guốc vào bụng Vương Nguyên Thành, làm sao không hiểu tính toán của y. Có chút quái lạ, phó chủ tịch thành phố Lô thật giống như đặc biệt tới để tạo thế cho Diệp Phàm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cổ Bảo Toàn thầm hoảng sợ bởi vì lời của Lô Trần Thiên cũng quá lộ liễu. Liên tưởng đến Lô Vĩ là cháu của Lô Trần Thiên cứ một mực đòi xử Vương Tiểu Ba theo pháp luật, Cổ Bảo Toàn cũng bình tâm trở lại, đoán là hai người có quan hệ, nếu không Lô Trần Thiên tuyệt sẽ không tạo thế như vậy cho Diệp Phàm. Tiểu tử này lợi hại nha, lúc nào lại dính vào Lô Trần rồi. Vệ Sơ Tinh cũng buồn bực. Phí Mặc lại tức tối. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ ba vị lão đại thành phố rất chú ý đến họ Diệp này sao? Chắc là không thể nào. Có lẽ là Diệp Phàm vì bản đồ quy hoạch lôi khá nhiều khoản tiền làm cho ba vị lão đại cảm giác hắn lợi hại, là một cao thủ hóa duyên thôi. Mấy vị đầu lĩnh trấn, xã của Ngư Dương cũng cảm thấy mờ mịt, hết thảy đều nhìn lại đồng chí Diệp Phàm, phân lượng của hắn trong lòng bọn họ tăng lên không ít. Bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà cũng rất khó coi, mắng thầm. Tiểu tử này quả thực chính là một cây hôi không nói nổi que kẹo, hình như mấy vị lãnh đạo thành phố đều chú ý đến hắn. Nếu thật sự là vậy thì muốn triệt hạ nghe chừng khó khăn. Các vị lãnh đạo, các vị khách mời, các đồng chí ở Ngư Dương, các người mạnh giỏi. Hôm nay đứng ở nơi này, nói thật, trong lòng tôi vừa hưng phấn vừa thấp thỏm. Hưng phấn là vì việc thành lập khu kinh tế Lâm Tuyền biểu thị việc kinh tế Ngư Dương chúng ta bắt đầu bay lên, lãnh đạo cấp trên coi trọng, phó chủ tịch thành phố Lô đặc biệt dẫn một đoàn nghiên cứu xuống nói rõ thành phố cũng hạ quyết tâm trợ giúp Ngư Dương chúng ta thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Bí thư Cổ và chủ tịch huyện vệ đối với việc hồi phục kinh tế Ngư Dương cũng tràn đầy lòng tin. Quyết định loại bỏ tất cả nhân tố bất lợi, muốn tiền đưa tiền, muốn người cấp người, bật đèn xanh thiết lập khu kinh tế Lâm Tuyền. Chẳng qua, hai vị huyện thái gia đem trọng trách này để lên người tôi, đồng thời cũng đưa ra chỉ tiêu phát triển là khu kinh tế Lâm Tuyền trong vòng 2 năm phải từ 5% trở lên. Tôi cũng biểu thị quyết tâm nếu không làm được như vậy thì về nhà bán hồng. Tôi nghĩ mỗi quần chúng, cán bộ của khu kinh tế Lâm Tuyền chắc chắn sẽ vì mục tiêu này mà phấn đấu. Mục tiêu chỉ là biểu tượng, mọi người cùng giàu lên mới là thật sự. Cho nên, để thực hiện mục tiêu tôi nghĩ đầu tiên phải thực hiện bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn. Nếu như có thể thực hiện mục tiêu này thì có thể thành lập một tiểu khu vực lấy Lâm Tuyền làm trung tâm, toàn bộ đường xá thông thương 6 trấn 2 xã. Có động mạch chủ, tôi tin tưởng kinh tế bay lên không còn là mơ ước. Nhân dân khu kinh tế Lâm Tuyền giàu có cũng không phải là giấc mơ. Đương nhiên, mục tiêu này thực hiện cũng khó như lên trời, nhưng người Ngư Dương chúng ta không sợ, mọi người đều là hảo hán có thể lên trời. Nói thật, nói những lời này tôi còn chưa nói với Bí Thư Cổ và Chủ tịch huyện vệ câu thông, là người đầu tiên quyết định. Được Bí Thư Cổ và Chủ tịch huyện vệ cho không gian rộng lớn để phát triển, tôi đã quyết định dốc hết sức lực để làm. Tôi tin Bí Thư Cổ và Chủ tịch huyện vệ cũng sẽ ủng hộ công tác của tôi, mới vừa rồi Phó Chủ tịch thành phố Lô nói tới bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, nghe ngài nói thì cũng có chút cao hứng, đã cao hứng khẳng định sẽ ủng hộ rồi. Hôm nay tôi lấy thân phận chủ nhiệm ban quản lý và bí thư đảng ủy khu kinh tế Lâm Tuyền để đạt yêu cầu với Phó Chủ tịch thành phố Lô mong thành phố ủng hộ viện binh cho Ngư Dương chúng ta, ủng hộ bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền. Phó Chủ tịch thành phố Lô, Bí Thư Cổ, Chủ tịch huyện vệ, tôi tiền trảm hậu tấu như vậy không biết các ngài có thể chi trì bao nhiêu. Diệp Phàm sau khi nói xong lập tức quay sang Phó Chủ tịch thành phố Lô Trần Thiên chắp tay một cái, thản nhiên nhìn chằm chằm vào Lô Trần Thiên. Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh đều cảm thấy hơi hoảng hốt, vốn định ngăn lại nhưng lại khó có thể mở miệng. Cả hai thầm nghĩ. Xong rồi, Tiểu Diệp a Tiểu Diệp, cậu chẳng phải là cưỡng éo Phó Chủ tịch thành phố Lô. Cho dù là mặt ngoài đồng ý nhưng sau này sẽ có ấn tượng xấu. Hơn nữa, ai? Hừ, tiểu tử này rất khí thế a. Trước mặt mấy ngàn người còn dám bức vua thoái vị, người ta đường đường là phó chủ tịch thường vụ thành phố, xem ra cuộc đời phó chủ tịch huyện từ đây chấm dứt. Phí Mặc và Chu Trường Hà lẫn trao đổi ánh mắt, lộ vẻ vui mừng.
phần lớn cán bộ ở đây đều kinh ngạc há hốc mồm, cũng rất hưng phấn để xem thường vụ thị ủy Lô Trần Thiên như thế nào xuống đài. Ha ha ha, tiểu tử, muốn ép tôi có phải không? Lô Trần Thiên cười sảng khoái. Liếc mắt nhìn mọi người trên đài dưới đài còn đang sững sờ. Nói đi, cậu muốn tôi ủng hộ thế nào? Tuy nhiên nếu muốn tôi ủng hộ vậy cũng có điều kiện, bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền của cậu tôi cũng đã xem rồi. Muốn đánh thông 6/2 xã hình thành một vùng thống nhất với tiêu chuẩn đường công lộ thì ít nhất cũng phải có kinh phí 3.000 vạn. Khoản tiền 3.000 vạn trên tay ta cũng là một khoản tiền lớn, đối với cả Ngư Dương mà nói số lượng này cũng không nhỏ, ta giống như nghe nói tổng thu tài chính một năm của Ngư Dương không quá 4.000 vạn. Bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền của cậu muốn hoàn thành chắc sẽ phải hao tổn hết một năm thu nhập tài chính của huyện. Cho nên, trong mắt của tôi tạm thời là không thể nào thực hiện, có chút không thực tế. Cơm ăn còn chưa đủ lấy đâu ra đến tiền sửa đường. Dĩ nhiên là tôi còn muốn nghe cậu nói về tính toán tìm nguồn tài chính của mình, tôi chỉ nghe thực tế thôi, những chỗ nào là báo cáo láo hay không thể thì thôi. Lô Trần Thiên trên mặt tuy đang cười, nhưng ngôn từ tương đối sắc bén. Những câu đưa ra đều trúng vào chỗ yếu hại. Nếu như Diệp Phàm không giải trình được tài chính vậy thì thật là mất mặt, sẽ lưu lại ấn tượng trong các quan viên ngồi đây là một kẻ bốc phét. Nghe y vừa nói như vậy thì những cán bộ có mặt bất giác hít một hơi khí lạnh. Con số 3.000 vạn là khá lớn, đối với Ngư Dương là con số trên trời, gần bằng thu nhập tài chính một năm. Cho dù đối với một vài người tay nắm trọng quyền thành phố cũng có thể nói là một con số lớn. Ánh mắt mọi người nhìn tập trung cả vào Diệp Phàm, xem hắn làm sao đáp lại. Hiện trường chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng thở của mọi người. Ha ha ha, không có bản lĩnh sao dám lên Lương Sơn. Câu tục ngữ này tôi chắc mọi người đang ngồi đây chắc đều nghe cả rồi. Hôm nay, có lẽ. Diệp Phàm nói tới đây thì dừng lại nhìn quanh một lát. Rất nhiều đồng nghiệp sẽ nói Diệp Phàm tôi càn rỡ. Cũng không còn cách nào, vì Ngư Dương, vì cuộc sống của mười mấy vạn quần chúng của khu kinh tế Lâm Tuyền, Diệp Phàm tôi sẽ cản rỡ một lần rồi. Chủ tịch thành phố Lô, nếu như tôi có thể làm ra 2.000 vạn tài chính thì thành phố tính toán ủng hộ bao nhiêu? Diệp Phàm đấu khí dâng trào, nhìn vào Lô Trần Thiên, xem ra hình như là ngang bằng. Đồng chí Diệp Phàm, làm sao có thể nói lãnh đạo thành phố có thể làm ra bao nhiêu, đương nhiên là căn cứ tình hình thực tế mà định ra. Thành phố Mạc Hương không chỉ có một mình Ngư Dương, thành phố có chỗ khó xử của thành phố. Suy nghĩ của chủ tịch thành phố Lô chính là toàn bộ thành phố, không phải chỉ ở trong cục bộ. Lúc này Cổ Bảo Toàn cảm thấy nếu không lên tiếng thì tình hình có thể xấu đi nên nghiêm túc lên tiếng. Ha ha ha, bí thư Cổ, không có chuyện gì, chủ nhiệm Diệp. Lúc này tôi gọi chức danh của cậu, đã là hạng mục lớn liên quan đến mấy ngàn vạn, chúng ta thận trọng một chút. Nếu cậu có thể làm ra 2.000 vạn tiền mặt thì tôi đại biểu thành phố cho 200 vạn ủng hộ bản đồ quy hoạch xây dựng mạng giao thông lớn Lâm Tuyền. Nếu như cậu có thể làm ra nhiều hơn thì thành phố thì theo như tổng giá trị trợ cấp 12%, như thế nào đây? Lô Trần Thiên cười nói. Thành. Diệp Phàm gật đầu. Nói xong hắn quay đầu nhìn Trịnh Lực Văn dưới đài hô. Phó Cục trưởng Trịnh, mang thức ăn lên. Mang thức ăn lên. Nghe Diệp Phàm kêu gào. Mấy ngàn người toàn trường toàn bộ mù mịt, chẳng lẽ chủ nhiệm Diệp chuẩn bị trên đài chủ tịch chiêu đãi khách nhân, sao chỉ nhìn thấy ở đây được một hàng dài bàn ghế. Mười mấy hàng lãnh đạo ngồi trước đều là ghế dựa, còn các cán bộ cấp phòng, cấp ban đều là ngồi ghế băng của trường trung học Ngư Dương. Không có cái bàn làm sao ăn cơm, khó có thể bắt những lãnh đạo đứng ăn. Hơn nữa hiện trường còn có 2-3 ngàn quần chúng từ 6/2 xã chạy tới xem náo nhiệt, làm sao có thể chuẩn bị nhiều cơm ăn như vậy. Ừ. Trịnh Lực Văn dứt khoát đáp, không lâu sau có một điệu nhạc trầm chậm vang lên rồi có mấy cô gái ăn mặc y phục kiểu dân tộc chia làm 3 hàng đi ra. Tất cả đều dùng khay gỗ trang nhã, bên trên dùng khăn lụa đỏ che kín, cũng không biết bên trong đựng cái gì. Chẳng lẽ đây chính là khay đựng món ăn, có lẽ là không thể, chẳng lẽ chủ nhiệm Diệp làm thịt rồng tổ yến rồi đấu giá sửa đường, vậy thì có thể được bao nhiêu tiền, quả thực là ngu ngốc. Phần lớn những người ở hiện trường đều nghĩ vậy. Chương 510, phân cao thấp với Phó Chủ tịch Thường vụ Thành phố. Hừ, tiểu tử này không biết lại chơi trò hoa dạng gì. Chu Trường Hà khinh thường hừ một tiếng. Chơi gì cũng chơi không ra 2.000 vạn,
trừ phi hắn thành tiên có thể điểm đá thành vàng, nếu không, hừ. Phí Mặc khẳng định hôm nay Diệp Phàm chắc là mất mặt rồi, qua một lần như vậy thì uy tín của hắn trong lòng của Cổ Bảo Toàn sẽ xuống rất thấp. Bí thư Cổ, Diệp Phàm rốt cuộc làm những thứ gì, hảo hảo treo biển thành lập tại sao lại như tạp kỹ vậy, dối như mớ bòng bong, trước đó hắn có báo cáo qua với anh không? Vệ Sơ Tinh ghé tai vào Cổ Bảo Toàn, giọng nói nghe vẻ tức giận. Ai, tiểu tử này, để chút quyền cho hắn lại có thể chơi trò bí ẩn, cho dù thế nào thì theo lý cũng không nên làm loạn, có lẽ hắn có trò quỷ đằng sau, chỉ cần có thể ra tiền thì cứ để hắn chơi đi, không theo lẽ thường cũng không phải là cái gì xấu. Cổ Bảo Toàn thản nhiên, bộ dạng rất yên tâm. Chỉ sợ, ai? Vệ Sơ Tinh thở dài cũng không nói nữa. Các vị lãnh đạo và khách quý chắc cảm thấy hơi khó hiểu. Chủ tịch thành phố Lô, bí thư Cổ, các cục trưởng, có thể mở vải che hay không? Diệp Phàm cười, gật đầu ra hiệu các cô gái đi về đài chủ tịch. À, có chút ý tứ. Lô Trần Thiên mỉm cười mở tấm vải ra, thầm nghĩ có phải tiểu tử này chơi ảo thuật hay không? Quyển tranh. Vừa lật ra thì mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói tiểu tử này chơi có ra gì đâu, mấy quyển tranh nát này thì có thể bao tiền, cũng không phải là cổ họa gì. Chu Trường Hà thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ với Phí Mặc. Đó là đương nhiên, cổ họa thuộc về đồ cổ, quốc gia không cho phép tùy tiện mua bán, hơn nữa tiểu tử này lấy đâu ra nhiều cổ họa như vậy, cũng không thể đi trộm mộ, ha ha ha. Phí Mặc cũng buông lỏng tâm tình. Các cô gái, mở ra, rũ bức họa xuống cho các vị quan khách thưởng lãm. Diệp Phàm cười nhẹ. Mấy cô gái rũ một cái, mở mấy quyển vẽ ra. Chữ. Toàn trường chấn động, nguyên lai là một bức thư pháp, các loại kiểu chữ đều có, bút lực cứng cáp, phóng khoáng bất phàm. Cái gì mà Nan Đắc Hồ Đồ Ninh Tĩnh Chí Viễn Trầm Mặc Tự Kim Tài Nguyên Quảng Tiến Bảo Kiếm Phong Tòng Ma Lệ Xuất, Mai Hoa Hương Tự Khổ Hàn Lai. Tất cả đều là những danh ngôn về quan viên hay tài phú. Chủ nhiệm Diệp, tôi nghĩ cậu không đơn thuần chỉ là lấy ra những chữ này cho mọi người tới đây thưởng thức chứ. Lô Trần Thiên cười nói. Đương nhiên là không phải. Những bức thư pháp này là tôi chuẩn bị để quyên tặng khách quý ủng hộ bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền. Các vị khách chắc cũng không cười tôi là tục nhân, chúng tôi làm đường đúng là cần tiền. Hôm nay lấy mức quyên tặng theo số lượng chữ, theo thứ tự lựa chọn chữ mình vừa ý. Có lẽ mọi người có thầm mắng tôi chắc cần tiền đến điên rồi, tuy nhiên tôi cảm thấy người khách nào có thể có được một bức thư pháp là tương đối may mắn, ha ha ha. Diệp Phàm cười bình tĩnh, có chút kỳ quái. Chủ nhiệm Diệp, chẳng lẽ những chữ này rất có lai lịch? Lúc này Cục trưởng Cục Văn hóa thành phố Trương Thiên Thu không nhịn được hỏi. Cục trưởng Trương, ngài xuất thân là làm nghệ thuật, nghe nói ngài còn là hội viên Hiệp hội Thư pháp tỉnh. Cũng là hội trưởng Hiệp hội Thư pháp thành phố chúng ta, xin mời ngài đi lên đây giám định xem những chữ này đáng giá bao tiền. Diệp Phàm cười nói, làm một cái thủ thế. Trương Thiên Thu cảm giác tương đối hưởng thụ, cười ha hả nói. Chủ nhiệm Diệp đã nói như vậy rồi, Trương Mỗ trước kia chính là xuất thân làm mỹ thuật tạo hình, cũng đặc biệt yêu thích thư pháp. Tôi cũng muốn xem chủ nhiệm Diệp có thể đưa ra tuyệt phẩm gì. Trương Thiên Thu mỉm cười đeo kính rồi lấy ra một cái kính lúp để sát vào mấy chữ cẩn thận quan sát. Xem ra lão này yêu thư pháp như mạng, theo lãnh đạo xuất hành còn phải mang theo kính lúp. À, Trương Thiên Thu cầm lấy kính lúp vừa để sát vào mấy chữ lạc khoản và ấn giá thì thốt lên một tiếng sợ hãi, trong đó bao gồm cả vui mừng. Nghe ia một tiếng như vậy, trên đài chủ tịch cũng có mấy quan viên yêu thích thư pháp bắt đầu ngồi không yên. Ai nấy nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Thu, trơ mắt nhìn chờ y giải thích. Tuy nhiên Trương Thiên Thu lại đem kính lúp soi kỹ vào ấn giám rồi còn đưa tay vuốt ve, tựa hồ đang nhấm nháp. Đột nhiên y quay đầu lại nhìn Diệp Phàm hô. Đây là bức thật sao? Trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy, tôi dám làm giả sao? Ha ha ha, nếu như vậy các ngài lại chẳng rút ra tôi ra. Diệp Phàm cười tự tin. Không được, chữ của Cố lão. Đúng thật là chữ của Cố lão a. Chủ nhiệm Diệp, tôi đặt trước một bức Ninh Tĩnh Chí Viễn đi. Trương Thiên Thu đột nhiên nôn nóng hô lên. Cố lão nào? Lô Trần Thiên nghe vẻ cũng sành thư pháp, mở miệng hỏi. Cố Khải Chi đại sư a, một trong tứ đại danh gia của tỉnh Nam Phúc chúng ta, tuyệt đối chính phẩm a. Trương Thiên Thu kích động. Để đấy tôi xem. Lô Trần Thiên vừa nghe thì cũng đứng bật dậy. Nghe y vừa nói như vậy,
toàn bộ quan viên trên đài chủ tịch đều đi qua vậy quanh, những người bên trong thì tấm tắc, những người bên ngoài cũng chỉ trỏ trầm trồ, đương nhiên ai cũng tỏ ra là mình có văn hóa thưởng thức. Nhất thời, trên đài chủ tịch vang lên toàn tiếng than thở. Chữ tốt a. Ưng Câu Thiết bút, hoa phá thương khung. Anh nhìn xem, phảng phất như thần tài ra tay, quá quỷ dị. Sau đó là những tiếng trầm trồ ủng hộ. Nhìn những quan viên này ở trên đài rung đùi đắc ý, trong đó phần lớn đều là lòe đời, Diệp Phàm cũng thấy cay cay trong lòng. Để có được những bức thư pháp chính phẩm này, hắn đã tốn một phen tâm sức. Vào hôm trước, Diệp Phàm vội vã chạy tới nhà giáo sư Lan Cơ Văn để cầu ông đưa mình giới thiệu với Viện trưởng Viện Văn học Hà Bác Tài vì ông này là một đại sư thư pháp. Ở trong Hoa Hạ ông cũng có chút danh tiếng, còn ở tỉnh Nam Phúc thì danh nghe như sấm động, cùng với Cố Khải Chi, Tào Xuân Thu, Vương Bột được gọi là Nam Phúc Tứ Thánh Thủ, Hà Bác Tài ở vị trí thứ tư. Nghe nói chỉ có bốn chữ Nan Đắc Hồ Đồ của ông đã có một phó chủ tịch tỉnh lấy 10 vạn để mua, tuy nhiên viện trưởng Hà là đại sư nên cũng có phong phạm thanh cao của đại sư, cuối cùng vị phó chủ tịch tỉnh kia đành ăn canh không. Những năm gần đây, số lượng quan lớn như vậy cũng không ít, về căn bản đều là quan viên cấp ban trở lên. Quan viên cấp dĩ nhiên là tự biết phận mà không dám gõ cửa, bởi bản thân đại sư cũng là cán bộ cấp phó ban, cấp sở nào dám đi bêu xấu. Lúc ấy hiệu phó Lan Cơ Văn nghe Diệp Phàm nói là muốn kiếm vài chữ để khi thành lập khu kinh tế Lâm Tuyền thì tiện tay kiếm chút tiền tạo phúc cho dân chúng. Liền lắc đầu, thở dài nói. Khó khăn, cậu đừng cho tôi là hiệu phó của Đại học Hải Giang là có thể mời được viện trưởng Hà Bác Tài. Không phải tôi không giúp cậu mà năm ngoái vụ trưởng Thái của vụ nhân sự Bộ Giáo dục muốn cầu viện trưởng Hà một bức Nan Đắc Hồ Đồ mà cuối cùng không được. Ha ha, khó được. Y tuyệt sẽ không hồ đồ nên cậu chắc bỏ cuộc đi. Hừ, viện trưởng Hà giả bộ thanh cao, có gì mà hay, bạn của cha Trinh Ngọc so với y còn có tên tuổi hơn. Lan Điền Trúc bên cạnh làm loạn. Nói gì vậy Điền Trúc, phải kính trọng viện trưởng Hà, người ta có bản lãnh, quái nhân có phong cách quái lạ, tiểu hài tử, thật là chưa trưởng thành. Lan Cơ Văn bật thốt lên cười mắng. Có bản lãnh thì ra vẻ sao, cha của Đình Đình không vậy. Danh khí của ông ấy so với viện trưởng Hà đâu kém, hừ. Lan Điền Trúc vẫn gân cổ. Đình Đình là ai à? Diệp Phàm vội vàng hỏi, biết đâu lại có thể câu được con cá lớn. Cháu gái của Cố Khải Chi, có biết Cố Khải Chi là ai không đầu nhà quê? Lan Điền Trúc hừ lạnh. Đương nhiên nghe nói qua, một trong bốn thánh thủ của giới thư pháp, danh nhân của Nam Phúc chúng ta. Hình như là cùng với viện trưởng Hà, Tào Xuân Thu. Vương Bột xưng là Nam Phúc Tứ Thánh có phải không? Diệp Phàm nghĩ một vòng, viện trưởng Hà không được thì chuyển sang Cố Khải Chi vậy. Theo truyền ngôn thì Cố Khải Chi đứng hàng thứ ba trong Nam Phúc Tứ Thánh, danh khí xem ra còn nổi hơn so với Hà Bác Tài. Thật ra đây cũng chỉ là xưng tụng còn thì mỗi người mỗi vẻ. Không phải ông ấy thì là ai? Thế nào, có phải động lòng rồi không? Ha ha ha! Lan Điền Trúc rầu môi, liếc cái đã nhìn thấu tâm tư Diệp Phàm. Ha ha ha, Lan cô nương, nghe nói cháu gái của Cố đại sư là bạn tốt của Trinh Ngọc, có thể giới thiệu không? Diệp Phàm cười ha hả, trong lòng lại bắt đầu nóng rực, đã thấy một con đường ra, muốn mất hứng cũng không được. Giới thiệu, tại sao phải thế, anh là cái gì của tôi? Rồi nói tại sao Trinh Ngọc phải giúp anh, hừ, đừng tưởng rằng 19 tuổi lên làm phó chủ tịch huyện là ghê gớm, ở tỉnh Nam Phúc có vô số, một huyện nghèo đầy lưu manh có gì mà đắc ý. Lan Điền Trúc lại nổi điên, nhìn Diệp Phàm nơi nào cũng không thuận mắt. Điền Trúc, nói chuyện chú ý một chút, Diệp Phàm mới 19 tuổi đã là phó chủ tịch huyện, đúng là có bản lãnh, với độ tuổi như vậy trừ đám con ông cháu cha dựa thần dựa thế mà bò lên thì có mấy ai có thể làm được như vậy. Năm cha 19 tuổi còn chưa tốt nghiệp đại học, còn là một sinh viên. Lan Cơ Văn híp nửa mắt, ra vẻ tán thưởng Diệp Phàm. Cha, làm sao cha lại nói giúp người ngoài như vậy? Lan Điền Trúc bất mãn. Chương 511, đồng khí đầy người. Cha chỉ giúp đúng lý chứ không giúp người thân, ha ha ha. Lan Cơ Văn cười ha hả, nhìn con gái rồi lại nhìn lướt qua Diệp Phàm, vẻ mặt có chút kỳ quái, cũng không biết nghĩ gì. Diệp Phàm, để dì pha trà ngon cho cháu uống, đừng để ý tới con bé này, mồm miệng cứ như cọp cái, cũng không biết kiếp trước là gì. Vợ của Lan Cơ Văn là Triệu Mai Chi thân thiết. Thật không giúp.
Diệp Phàm cười mỉm, nhìn chằm chằm Lan Điền Trúc. Bổn cô nương chính là không giúp, xem anh có thể làm gì tôi. Mẹ, trà đại hồng bào rất ít, đừng lãng phí, cho cái loại dã nhân này uống thì có biết vị gì đâu, nuốt chừng một ngụm, đáng tiếc. Lan Điền Trúc lại càng tức giận, liếc Diệp Phàm, đắc ý kêu lên. Không giúp thì bỏ đi, dì, cháu cho dì một loại mỹ phẩm nhé, vừa lúc có mang theo một viên hậu cung ngọc nhan hoàn. Diệp Phàm ném ra đòn sát thủ. Hậu cung ngọc nhan hoàn, lần trước nghe Trinh Ngọc nói hiệu quả dường như rất tốt, được. Được, phụ nữ dù là tuổi cao cũng không thể chịu được sự hấp dẫn của việc làm đẹp. Huống Triệu Mai Chi còn chưa già, mới chừng tuổi, chỉ là da mặt cũng có nếp nhăn, lại càng phải chú ý bảo dưỡng. Lần trước Tống Trinh Ngọc trở về cứ luôn nói về chuyện hoàn thuốc nên cũng rất muốn biết, nghe nói hoàn thuốc rất quý, cũng rất hiếm thấy, nên giờ lại có trước mắt thì không cao hứng cũng không được. Anh lấy đâu ra? Lan Điền Trúc bật thốt, vẻ mặt kinh ngạc, không kịp cao ngạo hỏi tới. Không phải nói chỉ có mấy viên, đã dùng hết rồi sao? Quản gì đến cô, tôi đưa cho gì, cô cứ ngồi trên ghế xa, chúng ta làm luôn trong đại sảnh. Diệp Phàm cười híp mắt. Không để ý tới Lan Điền Trúc. Không được, chỉ cần nửa viên là đủ rồi. Lan Điền Trúc ưỡn ngực làm Diệp Phàm rúng động vội vàng vận thanh tâm quyết mới có thể dẹp yên bên dưới. Ừ, thì bôi nửa viên đi, lưu lại chút cho Điền Trúc. Triệu Mai Chi thương yêu nhìn con gái. Gì, lần đầu tiên dùng nhất định phải toàn bộ viên, nếu không hiệu quả không rõ ràng. Diệp Phàm cố ý lắc đầu. Không để thì thôi, tôi không cần. Một viên thuốc nát thôi, có gì hay chứ, hừ. Lan Điền Trúc nổi giận. Không cần thì thôi, tôi còn một viên, để cho đưa cho Trinh Ngọc đi, cô ấy chắc sẽ giúp, ha ha ha. Diệp Phàm đem bình lấy ra còn khẽ tung trong tay như đoán chừng sức nặng. Còn có một viên, không được, viên này là của tôi đã định rồi. Lan Điền Trúc cũng không kịp đành hanh, quay lại muốn đoạt. Được, cho có cũng được. Mời Cố Đình Đình đến đây thì viên này thuộc về cô. Diệp Phàm ra giá. Mời thì mời, ai sợ ai. Lan Điền Trúc được tiện nghi còn ra vẻ, tuy nhiên cũng gọi điện thoại. Không lâu sau Cố Đình Đình và Tống Trinh Ngọc đều đến xem Diệp Phàm bảo dưỡng ra mặt cho Triệu Mai Chi. Đương nhiên, sau một giờ thì lập tức có tác dụng. Cố Đình Đình trợn tròn mắt, ngay cả Triệu Mai Chi và Lan Cơ Văn cũng thấy ngạc nhiên, luôn miệng khen thần kỳ. Cặp mắt của Cố Đình Đình lại càng lấp lánh, chỉ là cô không quen Diệp Phàm nên không tiện mở miệng, gấp đến độ dậm chân, Tống Trinh Ngọc một bên cũng nói vào, tuy nhiên cũng lồng thêm chuyện muốn cô yêu cầu cha của mình viết cho vài bức thư pháp để Diệp Phàm đem về lễ thành lập khu kinh tế Lâm Tuyền. Cố Đình Đình trái lo phải nghĩ, cuối cùng cá răng đồng ý, vốn cha cô là Cố Khải Chi cũng có tính tình quái lạ không kém viện trưởng Hà, người nào không thích thì nhất định không viết. Kết quả đồng chí Diệp Phàm vì Cố Đình Đình phục vụ 3 lần mà có được mấy bức, nghe nói sau đó Cố Đình Đình về nhà cũng dở võ của phụ nữ là nước mắt mới có thể khiến cho Cố Khải Chi gặp Diệp Phàm. Tuy nhiên sau khi gặp, Cố Đại Sư nghe Diệp Phàm nói muốn đưa những bức thư pháp để đấu giá cho các quan viên và phú hộ thì nhăn mặt. Trẻ danh, không được, như vậy là bôi xấu chữ của ta. Diệp Phàm nhẫn nhịn. Cố Lão. Những chữ này tuy nói là cho đám quan viên đầy tục khí và đám phú hộ sặc mùi tiền treo lên nhưng tôi tin sau khi thưởng thức chữ của Cố Lão bọn họ cũng có thể giảm đi tục khí lẫn mùi tiền, ha ha ha. Hừ, tiểu tử, xem chữ của ta là bột giặt à. Cố Lão hừ nói, tuy nhiên trong lòng rất hưởng thụ, đem đổi chữ trẻ danh thành tiểu tử rồi. Diệp Phàm cười thầm, còn giả bộ thanh cao, chẳng phải là ông cũng thích nghe nịnh nọt. Người mà, ai chẳng có tục khí. Nếu không đã chẳng phải là người. Chỉ là phương thức tục khí bất đồng thôi. Người nghèo mắng làm quan một lòng vì mũ quan là tục khí, đố kỵ người giàu một thân sặc mùi tiền. Người giàu khinh thường nói người nghèo toàn thân chua loét, quan viên lại càng mắng người nghèo là sĩ diện hão. Chí sĩ nói hạng Bạch Đinh là tục khí, Bạch Đinh nói chí sĩ là giả thanh cao, cõi đời ai cũng nói không rõ. Không, Cố Lão, chữ ngài không phải là bột giặt, là mãn địa sinh hoa. Diệp Phàm vỗ mông ngựa nào ngờ vỗ nhầm làm Cố Khải Chi sầm mặt. Trẻ danh, không được đem chữ của ta đánh đồng với tiền, vậy sẽ nhuộm dơ bẩn nó. Tạm thời dơ bẩn không có chuyện gì, chờ sau khi quyên tiền rồi thì sẽ dùng vào việc sửa đường của khu kinh tế Lâm Tuyền. Mấy vạn dân chúng có đường thông suốt, mọi người sẽ nghĩ đến lúc khó khăn nhất là Cố Lão dùng chữ của ông trải thành.
Diệp Phàm ứng biến rất nhanh. Hừ, đúng là đồ dẻo miệng, mài mực. Cố Khải Chi hô. Dạ. Diệp Phàm lập tức xắn áo lên mài mực. Cố Khải Chi vừa cười vừa vung bút thì làm ra mấy bức thư pháp có thể đổi ra tiền. Diệp Phàm nhận lấy rồi vội vã chạy về Ngư Dương. Chẳng qua Cố lão còn đặc biệt tặng Diệp Phàm một bức chữ nhất nhất hải khoát thiên không. Vì thế Diệp Phàm thấy hôm nay đám quan viên ở trên đài rung đùi đắc ý thì chua xót mắng thầm, con mẹ nó, lão tử vất vả bao công mới lấy được những thứ tốt này, có thể vì dân làm chút việc mà đúng là sắp chết. Lòng chua xót a. Quyên tiền bắt đầu. Sau một giờ đang chuẩn bị kết thúc thì chợt nghe tiếng cãi cọ khiến Diệp Phàm vội vàng vào tới. Hắn vừa nghe thì vui mừng thiếu chút nữa mê đi. Thì ra là hai phú ông đang tranh giành một bức thư pháp đồng khí mãn thâm. Vốn là lúc ấy Diệp Phàm nào dám xin mời Cố lão viết bốn chữ này, đây không phải là mắng thầm đám người giàu sao. Tuy nhiên Cố lão cười nhạt, nói. Diệp tiểu tử, bốn chữ này phải tặng người, nếu không cậu làm sao lấy được tiền. Tuy nhiên phải tặng cho phú hộ, còn phải đem lời của ta nói rõ. Diệp Phàm cuối cùng không thể làm gì khác là đau khổ cầm bức thư pháp này về, trong lòng vẫn luôn lo lắng, đã sớm sắp xếp xong xuôi người cầm chữ này. Ai ngờ lúc này lại có hai phú ông tranh giành làm toàn trường chú ý. Các quan viên sau lưng đều bàn luận xôn xao, mấy phú ông khác thì lắc đầu thở dài bất mãn. Một phú ông lớn tiếng nói. Bức chữ này tôi định rồi sao anh lại cầm đi? Phú ông còn lại dứt khoát không nhường. Tôi lấy là có chỗ dùng, lão huynh, tôi mở mỏ đồng, nếu đồng khí đầy mình thì rất tốt, nói rõ tôi phát tài, chữ chính là tuyệt A. Ha ha lão đệ, hạnh ngộ. Hạnh ngộ, tôi cũng làm đồ đồng, treo bức này trong công ty nói rõ đồ của tôi đều là thượng đẳng, Cố lão có thể làm chứng. Ha ha ha, huynh đệ, tặng cho tôi đi, tôi bỏ ra 30 vạn thì lấy rồi. Phú ông kia cũng liếc mắt, trên người dường như đầy đồng khí. Lão huynh, bốn chữ này của Cố lão anh chỉ ra có 30 vạn cũng dám lấy đi, đúng là làm xấu đồng khí đi. Chủ nhiệm Diệp, tôi ra 50 vạn, ha ha ha. Phú ông thứ hai lại trêu chọc, vẻ mặt đầy ngạo khí, nghe nói là người tỉnh Tích Ninh sang, cũng đã nghe danh của Cố lão. 60 vạn, 80 vạn, 90 vạn, 100 vạn. Phú ông tỉnh Tích Ninh ra giá cuối cùng, xem ra mở mỏ đồng có tiền hơn. Coi như vậy đi, lão ca, anh Huy Phong, anh lấy đi, tôi ra 50 vạn cầm bức chiêu tài tiến bảo. Phú ông kia rút lui. Tuy nhiên sau khi hai người cãi vã lại kết thành bạn bè, vừa cầm hai bức thư pháp vừa trò chuyện, chắc là nói chuyện đồng khí, nghe nói sau này còn thường xuyên hợp tác làm ăn. Chữ của Cố lão nhiều nhất là 3 vạn, cuối cùng lại có thể đạt tới 100 vạn, coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Phàm nói vang trong loa. Người quyên tặng tổng cộng là 158 người, số tiền quyên tặng là 413 vạn, những vị có lòng hảo tâm này khi sửa đường chúng tôi sẽ khắc vào bia đặt bên đường. Hơn nữa còn phát trên bản tin đặc biệt trên truyền hình mấy ngày sau, chân thành cảm tạ. Diệp Phàm vừa nói xong thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, thật lâu mới dừng lại, Diệp Phàm xoay đầu lại, cười híp mắt nhìn Lô Trần Thiên không nói lời nào. Cười gì chủ nhiệm Diệp còn kém con số 3.000 vạn nhiều lắm. Lô Trần Thiên cười nhẹ, tỏ ra không chút hoang mang, tuy nhiên trong lòng cũng cảm thấy cao hứng với chiêu vừa rồi của hắn. Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh ở bên sớm đã cười trộm, chỉ có phần lớn khách là không dám cười ra tiếng. Mấy người đứng đầu của 6.2 xã khu kinh tế Lâm Tuyền đều nhìn bội phục nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Quần chúng đứng dưới thì đều coi Diệp Phàm như thần linh, một bà cụ còn nói. Trở về nhất định phải đem chủ nhiệm Diệp mỗi ngày hương khói hầu hạ. Cháu của bà cụ nghe thấy thì trách. Bà nội, bà làm vậy thì xông chết chủ nhiệm Diệp đấy. Cháu sao có thể nói gở vậy chứ? Chủ nhiệm Diệp là thiên thần hạ phàm, sao có thể xông chết, thắp hương để sau này thành Phật đấy? Chương 512, màu hồng phấn điên cuồng. Tuy nhiên người cháu này nói thầm. Chủ nhiệm Diệp đang làm quan rất tốt, làm sao chịu đi xuất gia? Phó chủ tịch thành phố Lô, chỗ này đã có 500 vạn, cộng thêm tập đoàn Nam Cung quyên tặng 200 vạn. Năm ngoái mỗi cục hành chính thành phố ở hội nghị thường vụ huyện cũng đã quyên tặng 200 vạn. Nguyên thị ủy Bí Thư Dương cũng tặng 100 vạn, Hải quan Thủy Châu quyên tặng 100 vạn, Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Vương Thiên Lượng cũng cho 200 vạn, tổng cộng lại đã có 1.300 vạn rồi, ha ha. Diệp Phàm cười nói. Phải không, Bí Thư Cổ, T.
tình hình có đúng vậy không? Lô Trần Thiên cười hỏi Cổ Bảo Toàn. Đúng vậy, trên hội nghị thường vụ còn lưu hồ sơ, lúc ấy nguyên bí thư thị ủy Dương Quốc Đống còn ở đó. Cổ Bảo Toàn cẩn thận nói. Hảo hảo, không tệ. Lô Trần Thiên khen, liếc nhìn Diệp Phàm. Vậy vẫn còn thiếu 700 vạn. Không vội, lập tức tới ngay rồi. Diệp Phàm bình tĩnh lắc đầu, bộ dạng đã định liệu trước. Chủ nhiệm Diệp không phải là có ảo thuật chứ, ha ha ha. Một vị cục trưởng trêu chọc. Như vậy thì tôi trở thành Tôn Ngộ Không rồi, không thể nào, các lãnh đạo, các vị khách, các ngươi nhìn, tới. Diệp Phàm chỉ vào phía trước nói. Mọi người nhìn theo ngón tay của Diệp Phàm thì thấy một dãy xe con chạy ra, tất cả đều là xe hạng sang, thậm chí có cả BMW. Đoàn Hải, mau đốt pháo nghênh đón khách quý Thủy Châu đường xa đến đây. Diệp Phàm giống to một tiếng, tiếng pháo nổi lên ầm ầm. Tập đoàn giấy Thái Hưng Thủy Châu quyên tặng 200 vạn. Tập đoàn Hoành Xương Thủy Châu quyên tặng 200 vạn. Nhà máy giấy Long Hưng Thủy Châu quyên tặng 100 vạn. Tập đoàn Điện lực thành phố Mạc Hương quyên tặng 400 vạn. Lâm Trường Cảnh Dương quyên tặng 200 vạn. Quán Lẩu Lão Vương Thủy Châu quyên tặng 50 vạn. Đại học Hải Giang quyên tặng 100 vạn. Cuối cùng hợp lại thì con số gần với 2.850 vạn, tất cả đều là tiền thật, từng tấm chi phiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời làm người ta nhìn vào chằm chằm. Hiện trường không riêng quần chúng mà toàn thể quan viên Ngư Dương đều sửng sốt, bay cả các đầu lĩnh của các cục trên thành phố, Lô Trần Thiên ngược lại cười sảng khoái. Nói, tốt, 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 rất giỏi, bí thư Cổ, anh nhặt được bảo khố A. Sớm biết chủ nhiệm Diệp lợi hại như vậy tôi đã đề cử đến cục chiêu thương nhậm chức cục trưởng rồi, ha ha ha. Lô Trần Thiên cười xong nhìn một vòng rồi nghiêm túc nói. Nhân chuyện vui hôm nay tôi nghĩ các vị công bộc cũng nên học tập đồng chí Diệp Phàm, không so đo được mất, không so đo vinh nhục, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Tôi nghĩ đồng chí Diệp Phàm vì những số tiền quyên tặng này đã hao tổn không ít tâm sức, ngay như chữ của Cố lão mấy ai có thể xin được. Lô Trần Thiên tôi cũng xấu hổ nói một câu, cho dù là tôi cũng không dám gõ cửa Cố đại sư để xin chữ. Đồng chí Tiểu Diệp là quan to cấp tỉnh sao? Không phải, hắn dụng tâm khổ cực, toàn thể các đồng chí khu kinh tế Lâm Tuyền khổ cực. Cuối cùng, tôi cũng góp phần náo nhiệt, báo lên thành phố trợ cấp cho các đồng chí 300 vạn, ngàn vạn đừng nói Lô Trần Thiên tôi keo kiệt, thành phố có chỗ khó xử của thành phố. Nghi thức thành lập long trọng kết thúc. Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh lẫn một đám thường vụ đều hài lòng mà về, Phí Mặc và Chu Trường Hà cũng chỉ có thể thở dài than thầm năng lượng tiểu tử này. Buổi tối, trong lễ chúc mừng, vị anh hùng Diệp Phàm, đại an hô thủ quốc thuật thất đoạn bị đám người cầm đầu của 6 trấn 2 xã và mấy phú ông cố ý lưu lại ở Quỷ Anh than xây nhà máy vây công. Sau khi liên hoan thì đến Lam Nguyệt Lượng anh múa, cuối cùng đồng chí Diệp Phàm vinh quang ngã xuống. Kết quả là phân cục trưởng bất lương Triệu Thiết Hải lại tổ chức cho mấy chị em TANG ban dân số và kế hoạch hóa gia đình Lâm Tuyền diễn lại kịch xưa, mang anh hùng hóa duyên đi vào Tử Vân Tử Lâu. Phạm Xuân Hương gấp đến độ rướm nước mắt nhưng lại không dám đến gần, cuối cùng lấy lý do nấu một bát NHNH giải rượu bảo Lý Xuân Thủy đút cho Diệp Phàm. Chừng nửa đêm, Diệp Phàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, đến phòng vệ sinh tắm nước lạnh, cảm giác tốt lên rất nhiều. Hắn thấy điện thoại di động hết pin, sau khi đổi pin thì chuông vang lên. Kỳ quái là không nghe thấy tiếng người bên kia, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển. Quái, không phải là lại có người nào muốn tìm mình báo tin cơ mật chứ? Diệp Phàm nghĩ đến đây thì tỉnh táo lại một phần, nếu quả là vậy thì không thể gấp, phải kiên nhẫn chờ cho đối phương hạ quyết định mới có thể nói chuyện. Sau 2 phút, đối phương vẫn không nói chuyện, nhưng không treo máy, Diệp Phàm cũng kiên nhẫn chờ. Càng cảm thấy đối phương hẳn là có chuyện cơ mật trọng đại muốn nói, lại càng cảm thấy tò mò. Sau 4 phút thì nghe giọng. Em là Nghê Muội, em muốn gặp ở căn phòng màu hồng chỗ cũ. Phương Nghê Muội nói hổn hển. Nghê Muội. Diệp Phàm vừa hô một câu, đối phương đã cúp điện thoại. Nghê Muội, em chắc oán hận anh xin lỗi em. Em giờ đã đính hôn với Tạ Đoan rồi, thật khó. Hắn thay đồ đen lẻn đi. Không theo lối chính mà nhảy từ ống nước cửa sổ xuống. Không lâu thì đến nhà bà con của Phương Nghê Muội, cửa sau còn khép, Diệp Phàm quan sát một chút động tĩnh chung quanh không nghe thấy tiếng thở, đoán là Phương Nghê Muội đã bảo người bà con của cô đi ra ngoài. Hắn khẽ đẩy cửa rồi xông lên lầu,
trên lầu cửa cũng không đóng, ánh đèn màu hồng chiếu rọi ấm áp. Diệp Phàm đứng thật lâu ở ngoài cửa không dám bước chân qua, ngơ ngác. Tới thì vào đi, ai? Bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc của Phương Nghê Muội, trong đó có một tia bất lực lẫn oán hận, Diệp Phàm đương nhiên cũng nghe ra. Diệp Phàm buồn bã nhấc chân đi vào. Không khí trong phòng ấm áp, Phương Nghê Muội tóc búi an hô, mặc váy cô dâu màu đỏ, đi chân trần trên sàn, gương mặt đánh phấn hồng nhẹ, bộ ngực an hô vút phập phồng. Nhất thời, Diệp Phàm đứng ngây ra như tượng, hoàn toàn kinh ngạc, trong lòng vừa đau đớn vừa mơ hồ có cảm giác mất mát. Trước kia, hắn thật sự cũng chưa nghĩ đến việc nghiêm túc với Phương Nghê Muội, chỉ là cảm thấy thích thân thể của cô, nhưng sau đêm nay hắn biết sẽ mất cô nên nỗi đau đặc biệt rõ ràng. Em có đẹp không? Nghê Muội dịu dàng hỏi. Tiên nữ trên trời không bằng em. Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Anh có đồng ý cưới em không? Phương Nghê Muội tiếp tục hỏi, câu hỏi hết sức quái dị bởi vì rõ ràng cô đã đính hôn với Tạ Đoan, chẳng qua Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi nói. Đồng ý. Ừ, vậy thì tốt, tối nay coi như em là tân nương của em, cả đêm nay nhé. Yêu em đi, hảo hảo yêu em. Phương Nghê Muội thì thầm, nước mắt trong suốt nhỏ ra. Nghê Muội, anh thật xin lỗi em. Em từ hôn đi, anh cưới em. Diệp Phàm nói. Đừng nói ngốc nghếch thế. Phương Nghê Muội đột nhiên lao đến ngã vào trong ngực Diệp Phàm, nhỏ giọng nghẹn ngào khóc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao em lại đính hôn với Tạ Đoan? Diệp Phàm ngây ngốc hỏi. Vào lúc Tết âm lịch, anh bảo em tìm một nhà khá giả nào đó gả vào. Anh, em biết anh cầu tiến, Nghê Muội sẽ không quấn anh. Em chỉ muốn làm nhân tình của anh mấy năm, không phải là tình nhân, mà là nhân tình. Cho đến sau khi anh kết hôn sẽ đi tìm người khác, tuy nhiên sau khi em trai của em xuất ngũ từ Tây Tạng trở về, là một tiểu đội trưởng bị thương nên chuyển nghề trước thời hạn. Chủ nhiệm Lâm Trường Trịnh bảo nó đi cảnh dương, có thể thu xếp vị trí tốt nhưng em trai của em không đi, nó muốn làm công an. Chủ nhiệm Lâm Trường Trịnh gần đây cũng rất bận rộn, nghe nói có người đang tranh đoạt vị trí chủ nhiệm Lâm Trường nên chúng em cũng không dám đi làm phiền y. Lúc ấy em cứ luôn gọi điện thoại cho anh nhưng một mực tắt máy, em tuyệt vọng biết anh đang trốn em. Em nói rồi, em sẽ không dây dưa với anh sao anh còn trốn em. Anh, em sẽ không làm phiền anh. Phương Nghê Muội thương tâm. Thật xin lỗi em, anh có việc gấp quên cầm điện thoại đã đi rồi, cho nên, ai? Diệp Phàm đau nhói, thầm nghĩ. Đều là bọn Nhật Bản làm hại a. Nhiệm vụ kia lại không thể nói cho em. Tuy nhiên lúc ấy mình cũng không có lòng cưới Nghê Muội, ai? Sau đó chắc là Tạ Đoan nói sẽ giúp em trai em. Diệp Phàm hỏi, đoán chừng là như vậy. Ừ. Tạ gia nói trước tiên có thể thu xếp em trai của em làm ở văn phòng đảng chính thị trấn Lâm Tuyền nửa năm sau đó sẽ chuyển sang bên công an, hơn nữa có thể thu xếp vị trí sở trưởng. Mẹ em cứ ép mãi, em gọi điện thoại cho anh không được, cũng không lay chuyển được bà, cuối cùng nhắm mắt đưa chân, cũng tốt, cũng tốt. Phương Nghê Muội nhẹ giọng thở dài, đột nhiên nói. Hảo hảo yêu em đi anh. Thật lâu, thấy Diệp Phàm trần chờ không có động tĩnh. Phương Nghê Muội đột nhiên lại nức nở lên, ai oán. Anh, em biết anh chê thân thể em bẩn có phải không? Không phải, em là người sạch sẽ nhất thế gian, anh bẩn. Diệp Phàm lẩm bẩm, đưa tay ôm lấy vai Phương Nghê Muội an ủi. Anh, thân thể em là để dành lại cho anh, cho tới giờ vẫn chưa cho Tạ Đoan chạm vào, ngay cả cầm tay. Em muốn chờ anh trở về để yêu em một lần nữa. Tạ Đoan cũng có mấy lần nổi giận. Nói là đã đính hôn rồi sao còn không cho chạm vào người, em nói dối nói là chờ 2 tháng sau. Tuy nhiên Tạ Đoan đã đợi không kịp, kỳ hạn là cuối tháng này, may là anh trở lại, tối nay em sẽ là cô dâu của anh rồi, em rất hạnh phúc, hy vọng anh có thể yêu em một lần nữa, hảo hảo yêu em cả đêm nay, sau này em đã là người khác, không dùng thân thể bẩn thỉu để hầu hạ anh. Phương Nghê Muội nói như trong mơ, trên mặt hết sức đau đớn. Em, anh cưới em. Ngày mai em từ hôn đi, mẹ kiếp. Tạ gia không cần quản đến. Diệp Phàm ngoan độc. Chương 513, lần đầu tiên chủ trì hội nghị đảng ủy. Đừng, em không cho phép anh làm như vậy, anh còn có tiền đồ, là một con rồng chờ ngày bay lên, em không muốn làm phiền anh, chuyện này em đã quyết định, yêu em đi. Đêm nay là đêm cuối cùng em thuộc về anh. Phương Nghê Muội nhắm hai mắt, ôn nhu chân thành.
quần áo phút chốc bay tán loạn, hai thân thể quấn vào nhau lăn lộn, trong nhà chỗ nào cũng lưu lại dấu vết. 5 giờ sáng, Diệp Phàm hôn một lần cuối cùng Phương Nghê muội, lẩm bẩm nói. Em vĩnh viễn ở trong lòng anh xin lỗi em, anh là một thằng hèn. Anh sẽ chiếu cố cho em trai em, anh thề. Diệp Phàm đi xuống lầu, Phương Nghê muội cũng từ giả vờ ngủ say mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói. Tình này chỉ đợi thành hồi ức, anh đi thật tốt, em vĩnh viễn nhớ đêm nay. 3 ngày sau, vào 8 giờ sáng. Hội nghị đảng ủy của khu kinh tế Lâm Tuyền lần đầu tiên khai mạc. Người đã sớm đến đông đủ, chỉ còn thiếu người phát biểu. Đồng chí bí thư đảng ủy Diệp Phàm lạnh nhạt ngồi chỗ đầu tiên của chiếc bàn hội nghị hình chữ nhật. Bên trái là phó chủ nhiệm thường vụ đồng chí Trương Quốc Hoa, từ thị ủy điều thẳng xuống, kiêm chức trợ lý chủ tịch huyện, là một trung niên nhìn qua rất dễ gần, nghe nói mới 32 tuổi, ngồi thẳng tắp ra vẻ uy nghiêm. Ngồi bên phải là Ngọc Xuân Thiền. Nghe nói là chị họ của Ngọc Thế Hùng, từ đoàn thanh niên thành phố xuống, cũng kiêm chức trợ lý chủ tịch huyện, cũng khá xinh đẹp. Phía dưới chính là người đứng đầu của 6 trấn 2 xã. Thị trấn Lâm Tuyền bí thư Mâu Dũng. Thị trấn Nam Khê bí thư Trung Minh Đào. Thị trấn Vũ Khê bí thư Phí Tiểu Nguyệt. Thị trấn Giác Lâm bí thư Tống Ninh Giang. Thị trấn Tà Nham bí thư Thái Đại Giang. Xã Khanh Hương bí thư Phí Quốc Tư. Xã Xài Mộc bí thư Triệu Đính. Diệp Phàm nhìn lướt qua, thầm nghĩ, những người này thật đúng là biết điều, ngồi đúng theo địa vị kinh tế của mỗi người. Ví dụ như thị trấn Lâm Tuyền kinh tế tốt nhất nên Mâu Dũng ngồi bên cạnh phó chủ nhiệm thường vụ Trương Quốc Hoa, thị trấn Nam Khê đứng hàng thứ hai Trung Minh Đào ngồi bên cạnh Ngọc Xuân Thiền. Quan trường chính là như vậy, tự có quy tắc ngầm không nói ra mà mọi người đều hiểu, tuyệt không rối loạn. Ninh Hương muội hiện giờ làm tránh văn phòng khu kinh tế Lâm Tuyền, ngồi ở một góc ghi chép. Các đồng chí, cửa ải cuối năm đã qua gần một tháng rồi. Khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta rốt cục thành lập, ánh mắt lãnh đạo huyện đều nhìn chằm chằm vào đây, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Bây giờ cần gấp nhất chính là đem bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền thực hiện, để cho bản đồ quy hoạch biến thành công lộ trên thực tế. Vấn đề tài chính ngoài mặt hôm đó mọi người đều thấy là 3.150 vạn. Trên thực tế thì chưa quá 2.600 vạn, chắc cũng chỉ được 2.600 vạn. Phải dựa vào 2.600 vạn mà muốn xây dựng công lộ khu kinh tế Lâm Tuyền có mặt đường rộng 10 mét, cộng thêm vỉa hè bên cạnh thì nói thật. Lỗ hổng tài chính đạt tới hơn ngàn vạn. Hơn nữa khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta cũng không thể ở nhờ mãi địa bàn thị trấn Lâm Tuyền, phải có nhà làm việc của mình, nhà cũng không thể quá khó coi, đây là vấn đề công trình thể diện. Là vấn đề hình tượng của khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta, để xây được một tòa nhà tầng lớn chắc cũng phải đến 500 vạn. Khấu trừ như vậy chỉ còn lại 2.100 vạn. Mọi người nói một chút đi, đường này làm sao để sửa, sửa từ đâu, phân phối tiền như thế nào? Diệp Phàm nói tới đây, thấy tất cả mọi người đều nhìn vẻ dò hỏi thì cười cười không nói. Hiện trường trầm mặc một chút. Bí thư Phí Tiểu Nguyệt vẫn một bộ dạng gái quê cười một tiếng giả bộ hết sức kinh ngạc, nói. Chủ nhiệm Diệp, không phải là 3.180 sao? Làm sao thoáng cái chỉ còn lại 2.600 vạn, vậy 500 vạn kia? Điều mà Phí Tiểu Nguyệt nói cũng là tiếng lòng của mọi người, chỉ là cô nói có một nửa dẫn tới mọi người đều nhìn vào Diệp Phàm chằm chằm. Ha ha, tôi nghĩ chuyện này có quan hệ với thị trấn Lâm Tuyền, để đồng chí Mâu Dũng nói một chút đi. Diệp Phàm làm một hớp trà, cười nhạt. Hắn vừa nói như vậy, mọi người lại quay sang Mâu Dũng. Ai, là như vậy? Cửa ải cuối năm ngoái thị trấn chúng tôi thật sự khổ sở, nhà máy giấy Lâm Tuyền hơn ngàn công nhân viên chức chưa phát lương, dù sao cũng phải có tiền cho bọn họ mừng năm mới. Cho nên 100 vạn mà Hải quan Thủy Châu quyên tặng lấy ra để phát, 300 vạn mà mỗi cục trong hội nghị thường vụ huyện quyên tặng khuyến vạn cũng dùng chừng 200 vạn. 200 vạn mà cục trưởng cục tài chính thành phố Vương Thiên Lượng đưa xuống thì huyện cũng dùng chừng 100 vạn, còn lại 100 vạn cũng dùng vào công trình của Quỷ Anh Than. Bởi vậy thoáng cái đã dùng đi 400 vạn. Không khéo chính là sau năm mới ở nhà máy thép Kim Ngưu vốn là thuộc về Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện cũng xảy ra bãi công kháng nghị, nhà máy thép Kim Ngưu lại đóng ở Lâm Tuyền, huyện chỉ thị cho dù thế nào cũng phải dẹp yên sự phẫn nộ của hơn 1.000 công nhân. Bởi vì trong nửa năm vừa rồi, mỗi tháng bọn họ chỉ nhận được 100 đồng tiền lương, thật sự chịu không nổi, thấy công nhân nhà máy giấy Lâm Tuyền nhận tiền lương thì rối loạn,
kết quả không có biện pháp nên lại trích trong số tiền sửa đường, hiện giờ chỉ còn 2.600 vạn, ai? Vẻ mặt Mâu Dũng bất đắc dĩ, hận không đào được hầm ngầm hoặc dùng độn thuật chui vào bỏ chạy. Nghe Mâu Dũng nói như vậy, mấy đảng ủy viên ngồi đây, ngoại trừ Diệp Phàm thì đều dài mặt như lừa. Cả đám thầm nghĩ. Hừ, 3.000 vạn này thuộc về khu kinh tế Lâm Tuyền, bị thị trấn Lâm Tuyền các ngươi chuyển đi 500 vạn, chiếm 20% tổng tài chính, dùng số tiền này cũng có thể xây được cao ốc làm việc của khu, quá độc đi. Thái Đại Giang nhịn không nổi đầu tiên, phát pháo nói. Bí thư Mâu, tiền là của khu kinh tế, hiện giờ bị thị trấn Lâm Tuyền dùng đi hơn 500 vạn, chuyện này nên xử lý như thế nào, kính xin bí thư Mâu nói cho mọi người nghe một chút. Đúng, không sai, đó là tiền khu kinh tế, nếu như nói là mười mấy vạn thì xét đến khó khăn đặc thù của thị trấn Lâm Tuyền chúng tôi cũng không muốn nói gì, nhưng là 500 vạn. Hiện giờ mỗi nơi đều có chỗ khó xử của mình, Lâm Tuyền đã coi là không tệ rồi. Phí Tiểu Nguyệt nói tới đây, quay đầu nhìn về Diệp Phàm, nói. Chủ nhiệm Diệp, số tiền kia nếu như nói là cấp cho Lâm Tuyền còn có chút đạo lý, nếu không, thiếu hụt lớn như vậy thì làm sao để sửa đường. Tôi nghĩ bí thư Mâu cũng phải hẹn ngày trả mới đúng, kéo dài như vậy không phải là cách. Mâu Dũng là cháu Ngọc Hoài Nhân, Phí Gia và Ngọc Gia vốn hục hắc nên Phí Tiểu Nguyệt thừa cơ làm khó dễ. Tôi cảm thấy bí thư Phí nói có lý 500 vạn chiếm gần 20%, là con số không nhỏ. Nói như xã Khê Khanh chúng tôi để bắt được cây cầu nối thông với thị trấn Tà Nham mà 5 vạn dân đã nghĩ hết cách rồi. Chỉ thiếu nước quỳ xuống xin lãnh đạo, 500 vạn hoàn toàn có thể sửa một câu cầu lớn rồi. Chuyện này bí thư Mâu phải nói rõ mới được, kính xin chủ nhiệm Diệp giữ cân bằng. Nếu không, cũng phải cho chúng ta xã Khanh Hương chúng ta 500 vạn, chỗ chúng ta cần tiền để xây cầu. Đó là thứ mà cả nửa thế kỷ nay nhân dân Khanh Hương trông mong. Phí Quốc Tư là người của Phí Gia, Phí Tiểu Nguyệt phát biểu, y đương nhiên ủng hộ vô điều kiện. Hơn nữa khẩu khí tương đối nghiêm nghị, có chút tư thế bức cung. Trợ lý chủ tịch huyện, phó chủ nhiệm khu kinh tế Ngọc Xuân Thiền vừa thấy tình thế không ổn, tính ra Mâu Dũng coi như là bậc cháu chắt của mình, vội vàng mở miệng phát biểu, nói. Không thể nói như vậy, tình huống của thị trấn Lâm Tuyền mọi người cũng rõ ràng. Tiền thân của nhà máy giấy Lâm Tuyền là nhà máy giấy Ngư Dương. Lúc ấy người đề xuất cải cách chính là chủ nhiệm Diệp, lúc ấy huyện ủy cũng tương đối coi trọng. Nhà máy sắt cứng Kim Ngưu thật ra là xí nghiệp của huyện, hoàn toàn là vì tình huống đột phát dẫn tới, nói ra bí thư Mâu đã giúp huyện rất nhiều. Hơn nữa lúc ấy khu kinh tế Lâm Tuyền còn chưa thành lập, khoản tài chính coi như là tất cả của thị trấn Lâm Tuyền, bởi vì đường tu sửa đều nằm trong khu vực của Lâm Tuyền. Cho nên chuyện này không quan hệ nhiều lắm với đồng chí Mâu Dũng, y là người có công. Nếu đã dùng thì cũng dùng xong rồi, chúng ta đừng nghĩ linh tinh. Phó chủ nhiệm Ngọc, cũng không thể nói như vậy. Lúc ấy khi quyên tặng người ta có nói rõ, số tiền kia dùng để cho sửa đường theo bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, tại sao có thể nói là tiền của thị trấn Lâm Tuyền, lời nói này không đúng. Chuyện của huyện nên do huyện đi giải quyết, nếu bí thư Mâu đã ra mặt thì số tiền kia cũng có thể do bí thư Mâu lấy về. Phí Tiểu Nguyệt miệng lưỡi bén nhọn. Không chút lưu tình đối đầu với Ngọc Xuân Thiền. Phí Gia hơi mạnh hơn so với Ngọc Gia, cho nên Phí Tiểu Nguyệt cũng không cần sợ hãi Ngọc Gia, cho nên cô ta cũng không kiêng kỵ những người khác. Hừ, nguyên bí thư thị ủy thành phố Dương Quốc Đống rút ra 100 vạn, nhưng trên tay chủ nhiệm Diệp phát ra ngoài, lúc ấy không có bàn giao cho chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình trước khi chuyển giao. Quỷ Anh Than hiện tại đã xác định là khu công nghiệp của khu kinh tế Lâm Tuyền, cần phải nghĩ cho toàn thể kinh tế. Cho nên số tiền sửa sang lại Quỷ Anh Than không nên tính trên đầu thị trấn Lâm Tuyền. Nhà máy thép Kim Ngưu là việc mà huyện trực tiếp ép xuống, tất cả mọi người đều ở trong thể chế quan trường, thượng cấp ra lệnh có thể không phục tùng sao. Mâu Dũng cũng nổi giận, khí thế thái tử ra thành phố bắt đầu vọng động, lại có thể đem đầu Mâu dẫn hướng Diệp Phàm. Nghe y vừa nói như thế, hiện trường lại trầm mặc. Ha ha ha, đồng chí Mâu Dũng. Thị trấn Lâm Tuyền cũng không phải chia tiền lương cho cán bộ công chức thị trấn. Lúc ấy tôi chỉ phát tiền lương thiếu cho mọi người, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Vốn số tiền đó là do Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền trả, lúc ấy chỉ có thể coi là mượn. Công trình Quỷ Anh Than cũng không cần nói, hiện tại đã xác định vì khu kinh tế Lâm Tuyền khu công nghiệp rồi, chỗ cần dùng tiền thì phải dùng. Về phần nhà máy thép Kim Ngưu thì mỗi nơi chịu một nửa, thị trấn Lâm Tuyền còn một nửa đi. Diệp Phàm cười bình tĩnh,
vậy là còn bao nhiêu? Mậu Dũng nổi giận đùng đùng hừ nói. Bị Lâm Tuyền dùng đi hơn 500 vạn, ít nhất cũng phải còn 200 vạn. Bí thư Liễu chính của thị trấn Quy Hồ phát biểu, tỏ vẻ ủng hộ Diệp Phàm. 200 vạn đều coi là thiếu, coi như vậy đi, Lâm Tuyền sẽ xuất ra nhận 200 vạn. Tống Ninh Giang và Thái Đại Giang đều ủng hộ Diệp Phàm. Chủ nhiệm Diệp, Lâm Tuyền đã dùng đi 300 vạn, vậy sau này tài chính sửa đường có nên hướng về nơi khác không? Phí Tiểu Nguyệt lại bắt đầu quấy rối. Chương 514, kiên quyết chèn ép thằng nhãi kiêu căng. Ha ha ha, chuyện này còn phải xem tình huống mới quyết định được. Diệp Phàm cười nói. Ừ, số tiền kia nói ra lúc ấy trên danh nghĩa là quyên tặng cho Lâm Tuyền, cho nên thị trấn Lâm Tuyền dùng nhiều một chút cũng không trách được. Hơn nữa danh nghĩa khu vực này của chúng ta chính là khu kinh tế Lâm Tuyền. Ý tứ chính là lấy Lâm Tuyền làm trung tâm, giải đất trung tâm có đầu tư tài chính nhiều hơn cũng bình thường. Lúc này phó chủ nhiệm thường vụ đồng chí Trương Quốc Hoa đột nhiên chen vào một câu. Hừ, lời này của Trương Quốc Hoa hình như là nói giúp Lâm Tuyền, thật ra có manh mối khơi mào chiến tranh. Diệp Phàm âm thầm liếc mắt nhìn Trương Quốc Hoa, cảm thấy con người này cũng không dễ đối phó như bề ngoài. Phí Quốc Tư quả nhiên trúng kế, nói. Phó chủ nhiệm Trương, hiện tại khu kinh tế Lâm Tuyền bao gồm 6 thị trấn và 2 xã, nếu như tài chính đều đưa hết thị trấn Lâm Tuyền sử dụng, vậy xã Khanh Hương chúng tôi còn xây cầu làm gì, cũng không thể xây cầu lớn cho xe lớn đi qua. Không sai, số tiền này còn dư lại 2.600 vạn, nếu chia bình quân thì mỗi thị xã thị trấn có hơn 300 vạn, xã Khanh Hương không đủ tiền để xây cầu lớn, còn tuyến đường huyết mạch của đập Thiên Thủy có lẽ phải tiêu tốn khoảng 1.000 vạn. Đoạn đường của xã Xài Mộc và thị trấn Quy Hồ đều quá kém, không có 400 vạn có lẽ không giải quyết xong. Lẽ nào con đường này không cần tu sửa? Triệu Đính của xã Xài Mộc có vẻ nóng nảy. Có gì không được? Không phải có 200 vạn rồi sao? Mậu Dũng này có đập nồi bán sắt vụn cũng phải đòi. Mậu Dũng sầm mặt xuống giống như đáy nồi, khẩu khí cũng tương đối gay gắt, hội nghị đảng ủy xem ra sắp đến mức độ cãi nhau rồi. Lâm Tuyền là trung tâm, đương nhiên phải sửa chữa xong trung tâm mới kéo theo các thị trấn khác được. Nếu trung tâm không làm tốt thì bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền làm sao thực hiện? Cơm phải ăn từng miếng, đường cũng phải sửa từng bước. Năm nay chúng ta hoàn thành con đường chủ đạo của đập Thiên Thủy, sang năm lại có thể khai thông thị trấn Giác Lâm, có thể phân đoạn thu xếp thực hiện. Ngọc Xuân Thiền cũng đưa ra chủ ý, khiến Diệp Phàm không khỏi nhíu mày. Hắn thầm nghĩ cô ả này cũng không biết đang nghĩ gì, còn muốn chờ sang năm, năm sau nữa, đến lúc đó hoa cúc đã sớm tàn, còn nói gì đến chấn hưng kinh tế, kéo theo kinh tế toàn huyện phát triển tốc độ cao. Nếu không chia đều cho mỗi thị xã, một nơi sẽ có hơn 300 vạn, khởi công sửa đường trước đi, còn tốt hơn không sửa. Phó chủ nhiệm Trương Quốc Hoa nói. Tán thành. Phí Tiểu Nguyệt gật đầu nói. Ừ, chỉ có thể như vậy, theo như kế hoạch mỗi thị xã chế định 300 vạn để sửa đường, có thể sửa thành thế nào thì sửa. Bí thư Trung Minh Đào của thị trấn Nam Khê lại giơ hai tay tán thành. Bởi vì thị trấn Nam Khê là điểm trung gian nối thẳng đến vùng sát cổng thành huyện Ngư Dương. Đoạn đường từ Nam Khê đến Ngư Dương đã được trải nhựa, chỉ còn thiếu đoạn từ Nam Khê tới Lâm Tuyền. Hơn nữa nền đường của đoạn đường này tương đối tốt, vì là đường giao thông của tỉnh, không cần mở rộng san bằng gì nữa, chỉ cần giải nhựa là được. 300 vạn lấy ra nói không chừng còn dùng không hết. Trung Minh Đào đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Nếu làm như vậy cũng không ổn, đoạn đường từ thị trấn Giác Lâm chúng tôi tới xã Miếu Khanh vẫn chưa được nối liền, 300 vạn dùng để đả thông còn được. Chứ làm sao có thể giải đường. Chủ nhiệm Diệp, tôi thấy nên nhìn tình hình thực tế rồi xác định mới đúng. Tống Ninh Giang không vui, tỏ vẻ phản đối. Tôi cũng thấy cách này không ổn, 300 vạn đối với xã Xài Mộc chúng tôi mà nói căn bản không làm được việc gì. Triệu Đĩnh nói. Được rồi, nếu cứ tiếp tục tranh chấp như vậy bao giờ mới chấm dứt, bao giờ mới có thể khởi công đường. Như vậy đi, lấy đập Thiên Thủy làm con đường chính. Con đường đó nhất định phải sửa xong, hơn nữa lúc ấy tập đoàn Nam Cung quyên tặng cũng đã nói rõ, xác định là vì phục vụ cho đập Thiên Thủy. Nền đường của thị trấn Nam Khê và thị trấn Vũ Khê tốt hơn, giải nhựa mặt đường trước. Những nơi khác như xã Xài Mộc, thị trấn Giác Lâm thì khai thông mặt đường, giải đá vụn dùng trước. Mọi người nghĩ tất cả biện pháp lựa chọn một địa điểm tốt để xây cầu ở xã Khanh Hương, nối liền với thị trấn Tả Nham.
Tuy nhiên mọi người phải xác định chủ yếu là nối liền trải đá vụn lên dùng trước, cũng đừng hy vọng xa vời chỉ cần một bước có thể giải nhựa. Một cây cầu, chi phí ít nhất có lẽ cũng phải 400 vạn, tính như là vượt mức. Còn đường từ Lâm Tuyền tới Miếu Khanh khẳng định cũng phải giải nhựa trước, bởi vì tập đoàn điện lực thành phố Mạc Hương quyên tặng 400 vạn, nếu vẫn đi trên đường đá vụn thì các cán bộ công nhân viên chức của tập đoàn điện lực sẽ suy nghĩ như thế nào. Số tiền kia nện vào sửa đường lẽ nào ngay cả một cái bong bóng cũng không toát ra được, như vậy thì quá thua lỗ. Diệp Phàm khẽ phát ra khí thế, bình thản liếc nhìn các vị đảng ủy viên, nhấp một ngụm trà, nói. Cuối cùng, tôi muốn bổ sung một câu, mọi người hoàn toàn có thể phát huy năng lượng của mình, đi lôi kéo chút ít tài chính. Hôm nay tôi cũng xin hứa hẹn ở đây, nếu trong các vị có người nào lôi kéo được tài chính thì xem như là của thị trấn các vị. Khu kinh tế Lâm Tuyền không động chạm đến một chút nào, giống như Bí thư Mâu là một người tài ba, quan hệ rộng rãi trên thành phố, hoàn toàn có thể tới thành phố chạy chút ít tài chính. Đồng chí Ngọc Xuân Thiền cũng là từ đoàn thanh niên thành phố xuống đây, có thể lợi dụng ảnh hưởng của đoàn thanh niên vận động một số quyên tặng. Đồng chí Trương Quốc Hoa đến từ ban thị ủy, quen biết rộng, quen đường đi, anh muốn kiếm 100 vạn hẳn là không khó. Chư vị đều là lãnh đạo trọng yếu của khu kinh tế Lâm Tuyền. Tất cả cùng có chung mục tiêu đó là đưa khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta có thể phát triển nhanh hơn, tốt hơn. Tất cả mọi người đều là thị xã anh em, cho dù có thị xã nào đó nhất thời chịu thiệt một chút, cũng nên thông cảm cho khó khăn của các thị xã anh em, 11 đồng chí ở đây đều là ngựa phi trên cùng một sợi dây. Tôi nói câu này không dễ nghe, khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta gánh vác trọng trách chấn hưng kinh tế Ngư Dương, nếu làm không tốt có lẽ không có ai thoát tội. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, trưởng phòng Thiết Minh Hạ của phòng kế hoạch khu kinh tế chế định kế hoạch khởi động cụ thể trước, tôi nghĩ, lần này tài chính vô cùng khổng lồ, chúng ta phải áp dụng phương thức kêu gọi đấu thầu tương đối tốt, cũng tương đối công bằng. Hắn thầm nghĩ, Trương Quốc Hoa không có ý tốt, y lại có thể đề xuất ra phân chia công bằng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, đè ép khí phách của thằng nhãi này trước rồi nói, nếu không hội nghị đảng ủy còn tiến hành làm sao? Diệp Phàm mạnh mẽ nói ra làm tất cả mọi người đều tịt ngòi, cuối cùng cứ quyết định qua loa như vậy. Phí Tiểu Nguyệt mấp máy một hồi cuối cùng không phát ra lời nào, cảm giác trường hợp nếu như chọc ra chuyện không hay sẽ đưa lãnh đạo các thị xã vào vòng vây. Cô nói giúp cho công ty võ thần của cháu, đem quyền nhận thầu con đường ở đập Thiên Thủy giao cho công ty võ thần, còn cả hai đoạn đường ở thị trấn Nam Khê và Vũ Khê, ha ha ha. Phí Vũ Vân giống như con mèo ngửi thấy mùi tanh. Hai mắt lóe một luồng kích động nhìn chằm chằm vào thư ký trưởng thị ủy Phí Ngọc. Đừng đến làm phiền cô, tìm cha cháu đi. Phí Ngọc tức giận hừ nói. Cô, lão đầu tử không thể nào đối phó được với Diệp Phàm, kể từ khi Hoàng Hải Bình bị Diệp Phàm kiếm chuyện, mượn tay cổ bảo toàn lột mũ quan, lão đầu tử thiếu chút nữa tức nổ phổi. Địa bàn Lâm Tuyền chẳng khác nào bị mất đi, tuy nhiên vẫn còn may. Hiện tại khu kinh tế Lâm Tuyền, Phí gia chúng ta cũng có 3 người. Trong đảng ủy chí ít cũng có 3 phiếu, tuy nhiên chuyện gọi thầu lần này còn phải mời cô ra mặt nói giúp, cháu nghĩ Diệp Phàm dù cường ngạch cũng không dám không nể mặt ủy viên thường vụ thị ủy. Phí Vũ Vân mặt dày quấn lấy Phí Ngọc. Không đúng, cha cháu là bí thư khối đảng ủy huyện Ngư Dương, Diệp Phàm tuy nói cũng là cấp phó phòng, nhưng có thể vượt qua cha cháu sao? Chuyện này cô không tiện nhúng tay vào, người ta sẽ nhìn cô như thế nào? Phí Ngọc lắc đầu. Anh rể. Lần này gọi thầu liên quan đến tài chính hơn 2.000 vạn, nghe nói công ty võ thần của Phí gia đã sớm hành động rồi. Trước kia khi Hoàng Hải Bình ở Lâm Tuyền làm chủ tịch thị trấn, san bằng nền đất của Quỷ Anh Than chính là bọn họ. Chẳng qua lợi lộc trong đó rất lớn, san bằng nền đất của Quỷ Anh Than, Lâm Tuyền bỏ vào khoản tiền lớn hơn 300 vạn, em đoán có lẽ Phí Vũ Vân kiếm được 250 vạn, quả thực là món lãi cách xù. Lão tổng công ty Nhật Thăng Ngư Dương hướng Phi nói với anh rể Tiếu Tuấn Thần. Ý tứ của cậu là nói công trình Quỷ Anh Than có vấn đề. Tiếu Tuấn Thần nhìn em vợ hướng Phi nói. Em đã điều tra kỹ càng, công trình Quỷ Anh Than vốn yêu cầu dùng vật liệu bằng đá, đá tảng còn phải tương đối lớn mới được, nếu không nền tảng sẽ không vững chắc. Anh đoán Phí Vũ Vân dùng cái gì? Ha ha, tất cả đều là đất, chỉ lát một tầng đá mỏng trên mặt, giải bùn đất qua loa lên là xong. Công trình bã đậu như vậy nhất thời còn chưa nhìn ra cái gì. Nhà xưởng văn phòng xây năm ngoái, tuyệt đối không lâu nữa sẽ đổ xuống, nghe nói lúc ấy chủ nhiệm Diệp Thu xếp người giám sát,
tuy nhiên sau khi Hoàng Hải Bình vừa lên nhậm chức liền cho bãi miễn, toàn bộ đều đổi thành người của Phí gia. Hoàng Hải Bình ở Lâm Tuyền lấy tay che trời, lúc ấy bên đầu tư của Thủy Châu lại nói muốn hủy bỏ đầu tư, cho nên song phương cũng không có người giám sát, khiến võ thần của Phí gia muốn làm gì thì làm. Hướng Phi gượng cười nói. Có chứng cớ sao? Tiêu Tuấn Thần liếc mắt nhìn em vợ. Có, lúc ấy em đã thu xếp người lén chụp ảnh lại. Hơn nữa nền đất chỉ cần khẽ đào xuống sẽ lòi ra, bây giờ gọi thầu sắp tới. Chúng ta có nên lợi dụng chuyện này? Hướng Phi vẫn tiếp tục cười khan. Không vội, chuyện này còn quá sớm. Tiêu Tuấn Thần cười nhạt. Còn quá sớm, nếu như để công ty võ thần cướp đi mất thì Nhật Thăng của chúng ta sẽ chịu lỗ lớn. Hướng Phi có vẻ nóng nảy. Ha ha, cậu nhìn đi, cậu vẫn là người thiếu kiên nhẫn. Phương án gọi thầu bình thường mà nói, công ty tham gia gọi thầu vì để biểu hiện thực lực, đều sẽ ứng ra trước mười mấy vạn làm tài chính dự chi. Nếu như ghi danh không có nguyên nhân đặc thù cuối cùng sẽ không tham gia vào gọi thầu, khoản tiền dự chi thì để khu kinh tế Lâm Tuyền nuốt, công ty võ thần muốn túm được gói thầu, ít nhất phải bỏ ra số tiền dự chi 4 vạn. Tiêu Tuấn Thần vững như kiềng ba chân. Cao, vẫn là anh rể lợi hại, chờ sau khi Phí Vũ Vân tham dự trả giá chúng ta sẽ lộ ra lá bài tẩy, vậy công ty của y vì vấn đề chất lượng công trình, danh tiếng rất xuống, nhất định sẽ bị thủ tiêu tư cách đấu thầu. Hơn nữa chuyện này khu kinh tế Lâm Tuyền không có bất kỳ sai lầm nào, công ty võ thần vi phạm quy ước trước, 4 vạn đó có lẽ sẽ trôi theo dòng nước. Công trình quỷ anh than nếu như bị điều tra ra, võ thần khẳng định sẽ bị lột ra, ha ha ha. Hướng Phi mỉm cười vui vẻ. Tổng giám đốc Ngô à, tôi là Diệp Phàm của thị trấn Lâm Tuyền. Diệp Phàm trực tiếp gọi điện cho Ngô Kiến Hoa của công ty Hải Thiên thành phố. Ngô Kiến Hoa là người không tệ. Kể từ khi được Phu Kiến Thần giới thiệu quen biết y, Diệp Phàm cũng vẫn muốn tìm công trình cho công ty bọn họ làm. Chào chủ nhiệm Diệp, tôi cũng đang muốn tìm anh, nghe nói sửa đường của khu kinh tế Lâm Tuyền chuẩn bị tiến hành gọi thầu. Công ty Hải Thiên chúng tôi là xí nghiệp trong ngành xây dựng có tư cách cấp 3, chuyên môn phụ trách bộ phận công trình. Chúng tôi tiếp nhận thi công đường đi, cầu cống, cũng giành được tiêu chuẩn chất lượng cấp 3 của xí nghiệp nhận thầu thi công công trình quốc lộ. Thật ra bộ phận công trình của chúng tôi sớm đã xin cấp tiêu chuẩn cấp 2, chỉ là mới thành lập được không lâu, tài chính cũng có thiếu hụt nhất định, nhân viên kỹ thuật công trình thiếu nhiều, có lẽ phải đợi mấy năm nữa rồi mới có thể xin được. Lão Tổng Ngô Kiến Hoa của công ty Hải Thiên nói. Chương 515, chiến hỏa đốt đến ủy ban kiểm tra. Được, các anh có thể tham gia đấu thầu, tôi tin rằng với thực lực của các anh, hy vọng trúng thầu là rất lớn, mặt đường lần này chỉ là giải nhựa cấp 3. Yêu cầu của công trình kém hơn đường quốc gia tương đối nhiều, đương nhiên, yêu cầu của chúng tôi là ít nhất không được quá kém so với giải nhựa của đường tỉnh, cho nên, tôi rất mong đợi chuyện này. Ha ha ha! Diệp Phàm cười nói. Tuy nhiên trong thời gian 3 ngày, dưới sự hướng dẫn của chủ nhiệm Thiết Minh Hạ, tham khảo các loại số liệu, tham khảo các phương án gọi thầu của các công trình có liên quan khác, buổi tối cuối cùng cũng chắc chắn được hạng mục gọi thầu cụ thể, chuẩn bị ngày mai dán lên. Tuy nhiên, công ty tham gia đấu thầu hiện tại đã báo danh 15 nơi, hơn nữa số tiền đấu thầu trên cơ bản đều đạt trên 100 vạn. Công ty Hải Thiên của thành phố Mặc Hương đấu thầu 300 vạn, biểu hiện thực lực của công ty lớn trong thành phố. Hơn nữa, để có thể thuận lợi cạnh tranh, Lão Tổng Ngô Kiến Hoa của công ty Hải Thiên thậm chí mời cả Vu Kiến Thần Cục trưởng Cục Công an thành phố ra mặt, nói chuyện với Diệp Phàm. Tuy nhiên, cạnh tranh đấu thầu lần này cũng tương đối lớn. Ngay cả phía bên tỉnh Thích Ninh cũng có 3-4 công ty kiến trúc cỡ vừa cũng tham gia đấu thầu. Hơn nữa người ta vừa vung ra đã có 4-500 vạn là giá thầu thấp nhất, thế tới hung mãnh. Công ty Nhật Thăng và công ty Võ Thần của Ngư Dương đều đưa ra 150 vạn là giá thầu thấp nhất, so sánh thực lực với một số công ty lớn vừa nhìn là có thể thấy, rõ ràng nằm ở tình thế bất lợi. Phong Vân bắt đầu khởi động, gọi thầu còn chưa bắt đầu. Áp lực nội bộ như mây đen chuyển động đè ép xuống người các vị lãnh đạo trung tâm của khu kinh tế Lâm Tuyền. Người đến chào hỏi gần đây đặc biệt nhiều, từ huyện đến thành phố, thậm chí có công ty ngay cả lãnh đạo trong tỉnh cũng mời tới. Một tấm lưới quan hệ nhân tình từ trên trời trục xuống, những công ty công trình lợi dụng tất cả cơ hội, sớm đã có người có chủ ý với gia đình Diệp Phàm, làm cha mẹ Diệp Phàm gần đây nhận thuốc lá, rượu ngon nhiều đến mức sắp mở được một cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên Diệp Phàm có thận trọng giao đãi, tuyệt đối không được nhận tiền, rượu thuốc có thể tận lực thoái thác,
nếu thật sự đẩy không xong thì thu nhận. Diệp Phàm gần đây sợ nghe nhất là tiếng điện thoại, vừa nghe thấy tiếng chuông vang thì đầu đã chướng đại, ngay cả vào nhà vệ sinh cũng lo lắng có người theo dõi, đuổi theo mình vào nhà vệ sinh nói chuyện giao dịch. Mẹ kiếp, quyền và tiền thật đúng là hòa thành làm một, có quyền thì có tiền cũng có thể đổi quyền, quyền tiền không phân biệt. Diệp Phàm vừa đi vệ sinh vừa thầm mắng một câu. Trong huyện cũng có ý tứ của mình, đoán chừng là cố ý đem hạng mục công trình lớn liên quan đến hơn 3.000 vạn này cho đội công trình địa phương Ngư Dương nhận thầu. Giống như một câu tục ngữ đã nói, thóc đâu mà đãi gà rừng. Cùng lúc đó, những chuyện mờ ám cũng đang âm thầm tiến hành. Bí thư Tào Anh Bồi của Ủy ban Kỷ luật thành phố đang xem hai lá thư bí mật. Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố Diệp Đạo Minh ngồi đối diện vẻ mặt nghiêm túc, đang uống trà cau mày chờ Tào Anh Bồi phát biểu. Anh nói xem, anh có ý kiến gì? Sau khi Tào Anh Bồi xem xong nhíu mày, hỏi, xem ra chuyện này đã thu hút sự chú ý của hắn. Hai tờ tài liệu này ghi chép vô cùng tỉ mỉ xác thực. Một tờ kiện lão tổng phí Vũ Vân của công ty Võ Thần Phí ra Ngư Dương lúc ấy cấu kết trong ngoài với Hoàng Hải Bình chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, lấy cớ sửa sang lại nền móng Quỷ Anh Than, ngầm nuốt khoản tiền khổng lồ hơn 260 vạn của nhà nước. Thực chất Quỷ Anh Than là công trình bã đậu, là hàng nhái, tổn hại nghiêm trọng, lấy tập đoàn giấy Thái Hưng Thủy Châu làm đại cổ đông đại diện, ảnh hưởng tới tình thế thu hút tài chính, phát triển kinh tế của Ngư Dương, bại hoại danh tiếng của chính quyền Ngư Dương. Diệp Phàm nói đến đây nhấp một ngụm trà nói tiếp. Một tờ khác là kiện công ty Nhật Thăng của Ngư Dương. Lão Tổng Hướng Phi không quan tâm đến an toàn tánh mạng của mấy ngàn học sinh, làm chất lượng trường học cấp 1 Ngư Dương thấp kém đến mức giật mình. Số lượng, mật độ thép không đủ, chất lượng thép quá kém, sức chịu đựng không đủ, dễ dàng bị bẻ gãy, phân lượng xi măng không đầy, chỉ tiêu chất lượng không cao. Khi học sinh đi học thỉnh thoảng cũng xảy ra cảnh tượng đáng sợ vôi vữa từ trên trần rơi xuống, trường học mới xây dựng được mấy năm, mặt tường xi măng sớm đã chóc sạch, mấp mô giống như người bị bệnh chóc đầu, rất là bất bình. Các thầy giáo, học sinh ngày ngày lo lắng, tánh mạng chịu uy hiếp nghiêm trọng, chuyện quan trọng nhất là trường cấp 1 Ngư Dương do tiên sinh Thiếu Phi Thành lão tổng của tập đoàn Phi Vân Hồng Công ái tâm quyên tặng 500 vạn xây dựng. Nếu quả thật như tình huống viết trên tài liệu thì đây chính là tổn hại cực lớn đến lòng yêu nước thương dân của các thương nhân bên ngoài. Tờ tài liệu này cung cấp số liệu chi tiết vô cùng cụ thể, thậm chí qua tay người nào kiểm tra, người nào nghiệm thu làm giả đều ghi chép rõ ràng. Nếu chuyện này là thật nó sẽ liên quan đến đại công trình mấy trăm vạn, quan trọng nhất là liên quan đến an toàn của học sinh đồ, chúng ta phải thận trọng ra tay, nếu không đại sự gì xảy ra cũng không có ai gánh vác nổi trách nhiệm này. Cho nên có lẽ anh nên phái người đi kiểm tra chứng thực. Công ty Nhật Thăng, thú vị thật, anh đã điều tra được tình huống của công ty này chưa? Tào Anh Bồi mặt không chút thay đổi hỏi, hai mắt như hồ sâu liếc nhìn Diệp Phàm. Tôi đã điều tra rồi, lão tổng tên là Hướng Phi, tổng tài chính đạt tới hơn 1.000 vạn. Nhân viên đội kiến trúc đoán chừng có 200 người. Tuy ê nhiên nghe nói lão tổng Hướng Phi của công ty kiến trúc Nhật Thăng là con rể của Tiếu gia Ngư Dương. Hình như chính là em rể của Phó Chủ tịch, Thường vụ huyện ủy Tiếu Tuấn Thần, có lẽ công ty Nhật Thăng chính là Tiếu gia âm thầm thao túng. Diệp Đạo Minh cũng có nghi ngờ này, tuy nhiên không nói ra mà thôi. Ha ha, thú vị thật, hai công ty ở Ngư Dương có lẽ đều nằm trong hàng ngũ đứng đầu. Chẳng lẽ Ngư Dương gần đây có hạng mục xây dựng lớn cần lên ngựa, nếu không làm sao lại chơi đòn ngầm lẫn nhau như vậy? Tào Anh Bồi trái lại lộ ra một nụ cười phức tạp. Lúc ấy sau khi nhận được hai tờ tài liệu được tốc hành chuyển đến phòng làm việc, tôi cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, tại sao điều kiện Ngư Dương, hơn nữa hành nghề giống nhau, chẳng lẽ là cạnh tranh không chính đáng hay sao? Cho nên tôi thu xếp người lặng lẽ đi điều tra, Ngư Dương gần đây thành lập một khu kinh tế Lâm Tuyền lấy 6 thị trấn 2 xã làm cơ sở, người phụ trách tên là Diệp Phàm, một cán bộ cấp phó phòng. Tiểu tử này không đơn giản. Khả năng vô cùng lớn lại có thể kiếm được khoản tiền tài chính lớn đến 3.000 vạn, hắn làm ra bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, ngày hôm qua đài truyền hình thành phố hình như còn đặc biệt làm chuyên để truyền bá 40 phút, năng lượng không nhỏ. Diệp Đạo Minh khẽ tán thưởng. Anh nói khu kinh tế Lâm Tuyền có biến động lớn. Trong mắt Tào Anh Bồi đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang, tuy nhiên chỉ lóe lên rồi biến mất, ngay cả Diệp Đạo Minh ngồi đối diện y cũng không phát hiện. Người này quả nhiên là đanh đá chua ngoa. Ừ, khu kinh tế Lâm Tuyền làm hạng mục gọi thầu sửa đường,
đoán chừng đầu tư đạt đến hơn 3.000 vạn. 3.000 vạn này dùng cho xây dựng quốc lộ, chính là nối liền 6 trấn 2 xã trực thuộc khu kinh tế, hô khẩu hiệu là giải nhựa hết mặt đường, đạt tiêu chuẩn đường giao thông tỉnh. Nếu quả thật có thể thực hiện được chuyện này, khu kinh tế Lâm Tuyền cho dù ở cả thành phố Mặc Hương chúng ta mà nói cũng có lực ảnh hưởng tương đối, có thể làm được một mô hình huyện nhỏ có tính trang trí. Mấy hôm trước khi treo biển thành lập hoạt động, Phó Chủ tịch thành phố Thường vụ Lô Trần Thiên được Bí thư Thị ủy Chu Càn Dương ủy thác còn tham dự nghi thức treo biển lần này, công ty Võ Thần và công ty Nhật Thăng của Ngư Dương đều bỏ vào 150 vạn làm giá thầu thấp nhất, ngay cả phía bên Tích Ninh cũng có người đến cạnh tranh, hết sức náo nhiệt. Diệp Đạo Minh nói đến đây thì không nói nữa. Cha, lập tức đi xuống cha. Cha đến cùng, Tào Anh Bồi đột nhiên biến sắc, lại càng nghiêm túc, gần giống như bao công, tuy nhiên lại nói. Bí mật làm việc, hạ lệnh cấm khẩu cho các đồng chí, dám can đảm để lộ bí mật sẽ xử tội theo quốc pháp. Có cần báo cho đồng chí Chu Trường Hà của Ngư Dương phối hợp hay không? Diệp Đạo Minh hỏi thăm dò. Không cần. Tào Anh Bồi hừ ra khỏi hai chữ. Y nhìn Diệp Đạo Minh nói. Chuyện này do anh toàn quyền chịu trách nhiệm, nhắc lại lần nữa phải chú ý giữ bí mật kỷ luật của Ủy ban kiểm tra, đưa phương án dự phòng cho các đồng chí. Nếu ai để lộ bí mật sẽ chịu trừng phạt quốc pháp kỷ luật đảng, tuyệt đối không tha thứ. Lão Diệp, kinh tế Mặc Hương nằm ở trình độ dưới trung bình của cả tỉnh Nam Phúc, không thể để những người đó lãng phí tài sản quốc gia trên diện rộng. Những kẻ bại hoại toàn là sâu mọt quốc gia, ủy ban kiểm tra chúng ta đang làm gì chứ, công tác của chúng ta chính là đào sâu. Chúng ta lấy bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền ra mà nói. Tiểu tử họ Diệp vì kiếm 3.000 vạn tài chính có lẽ cũng hao phí tâm sức, không dễ à, một cán bộ cấp phó phòng nhỏ bé, năng lượng thực tại không nhỏ. Tâm huyết của người ta không thể để cho một số sâu mọt cắn nuốt, hơn nữa chuyện này ảnh hưởng cực xấu, trên tài liệu báo cáo cũng có nói qua, ảnh hưởng cực lớn đến các lão tổng tới đầu tư. Chuyện trường học cấp 1 liên quan đến an toàn tính mạng của mấy ngàn thầy trò, nếu thật sự xảy ra chuyện sụp đổ thì chính là chuyện kinh thiên. Nếu như chúng ta có thể cứu người trước đó, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cho dù để mất trường cấp 1 Ngư Dương giá trị mấy trăm vạn, cũng vẫn tốt hơn mấy ngàn thầy trò bị đè chết. Tiền tiêu có thể kiếm lại, nhà đổ cũng có thể xây lại, người đã chết đó chính là tánh mạng, ai cũng không thể lấy lại được. Chúng ta không thể để cho dân chúng mắng chửi ủy ban kiểm tra chúng ta không biết làm gì. Khi nói đến đây, sắc mặt Tào Anh Bồi lại càng nghiêm túc, cau mày. Chủ nhiệm Diệp, thị trấn Lâm Tuyền trông coi cuộc sống của mười mấy vạn nhân khẩu, xã Khanh Hương vốn là xã nghèo nhất của cả huyện, chuyện này chủ nhiệm Diệp cũng biết rõ nhất. Năm ngoái tiền lương trợ cấp giáo viên, xây dựng trường học, lát mặt đường, tiêu tốn mấy trăm vạn. Hiện tại trên sổ sách không có một đồng nào, sắp đến mức không còn gạo trong nồi, có thể rút từ khu kinh tế ra 100 vạn để cấp cứu trước, đương nhiên, chúng tôi chỉ muộn thôi, đợi khoản tiền của cấp trên cấp xuống, thị trấn chúng tôi lập tức trả lại. Tạ Đoan mới nhậm chức chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, ngượng nghịu nhìn Diệp Phàm. Ha ha ha, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh a. Khoản tiền của khu kinh tế chắc chắn là khoản tiền chuyên nghiệp dùng cho sửa đường, tuyệt đối không thể động vào. Đương nhiên, khó khăn của Lâm Tuyền tôi cũng biết rõ. Chẳng qua, nếu hôm nay Lâm Tuyền các anh mượn đi 100 vạn, ngày mai thị trấn Vũ Khê lại tới rút đi 100 vạn, vậy chủ nhiệm này không phải là người vô ích sao? Nếu động vào khoản tiền sửa đường sau này tôi biết ăn nói thế nào với mười mấy vạn dân chúng khu kinh tế như thế nào, chẳng lẽ để cho bọn họ có thể đi phá đường như phá mông người, người ta không ở sau lưng đâm tôi sao? Mấy ngày hôm trước trên hội nghị đảng ủy Lâm Tuyền chịu áp lực nhiều bên, bọn họ đã tiêu số tiền khổng lồ 500 vạn vào khu kinh tế, các thị trấn khác vốn có ý kiến nặng nề. Ai, tôi nghĩ đồng chí Mâu Dũng là người rõ nhất có phải không? Nếu mượn bọn họ cũng không thể nói tạo phản. Diệp Phàm quay đầu nhìn Mâu Dũng ở bên cạnh, ý vị sâu xa. Chương 516, thể diện cũng đem ra cân đo. Chuyện này, ai? Mâu Dũng mấp máy một hồi, mặt bối rối, nói không nên lời. Chuyện là thế này, chủ nhiệm Diệp, có thể nhờ anh nói chuyện khu nhà gia đình của trạm phát điện ngụ lại xã Khanh Hương với tổng giám đốc Phạm của tập đoàn điện lực thành phố, nếu khéo léo có thể thu được tài chính khoảng 800 vạn. Có số tiền này chúng tôi cũng không cần đến làm phiền khu kinh tế nữa. Tạ Đoan lại gõ sang bên kia. Hừ, một chút tài nghệ này cũng lấy ra thi thố trước mặt mình, chỉ đông đánh tây,
muốn nhờ mình nói chuyện tình cảm với tổng giám đốc Phạm của tập đoàn điện lực, còn bày mánh lới ra trước để đòi tiền, sau đó nếu không có tiền thì lại kêu mình không nhiệt tình. Có lẽ hôm đó chuyện tổng giám đốc Phạm tự mình đến quyên tiền cũng làm cho Tạ Đoan và Mâu Dũng nghe thấy đã vãi linh hồn, biết mình và tổng giám đốc Phạm quan hệ rất thân thiết, thoáng cái đem chủ ý đặt lên người mình, lẽ nào chuyện tốt trong thiên hạ này để Tạ Đoan một mình ăn cả hay sao? Diệp Phàm lạnh lùng chế giễu Tạ Đoan một hồi. Thật ra trong đáy lòng hắn vẫn có chút đau nhói, chuyện Phương Nghiêm muội và Tạ Đoan đính hôn thoáng cái cũng không thể quên được. Đàn ông hình như đều như vậy, bản thân không muốn kết hôn, tuy nhiên lại muốn chiếm đoạt người ta lâu dài, bệnh chung cả thôi. Thuần túy là ham muốn chiếm giữ của giống đực với giống cái, gọi chung là khí vương bát. Lâm Tuyền hiện tại thuộc về quản lý trực tiếp của khu kinh tế, hơn nữa còn là trung tâm của khu kinh tế. Tôi làm chủ nhiệm khu kinh tế đương nhiên cũng nên bắt tay vào xử lý một số chuyện của mấy xã và thị trấn phía dưới. Tôi nói ra cũng có chút giao tế với tổng giám đốc Phạm của tập đoàn điện lực thành phố, chẳng qua. Diệp Phàm nói tới đây dừng lại một chút, liếc hai người Mâu Dũng và Tạ Đoan. Chẳng qua khu kinh tế có khó khăn của khu kinh tế, chúng tôi hiện tại cũng không có gì khá hơn Lâm Tuyển các anh, chỉ ít các anh còn có tòa cao ốc văn phòng, chúng tôi hiện tại đang phải ăn nhờ ở đậu, ngay cả tòa nhà rách nát để ngồi làm việc cũng không có. Dù tốt dù xấu khu kinh tế cũng là đơn vị cấp phó phòng, nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định là không được. Diệp Phàm ném ra câu này rất có hàm ý. Tạ Đoan và Mâu Dũng suy nghĩ liền hiểu ngay chủ nhiệm Diệp đang treo giá, ý bảo ra mặt nói giúp cũng được, nhưng thị trấn Lâm Tuyền cũng phải bỏ ra gì đó, mới đầu năm cũng không thể làm chuyện không công, cái gì cũng phải có qua có lại, hơn nữa giao tình cũng phải cân bán lấy tiền, cho nên vẫn phải liên quan đến lợi ích kinh tế. Chẳng qua, khu kinh tế Lâm Tuyền cho dù muốn xây tòa cao ốc văn phòng cũng phải xây ở Lâm Tuyền, vật liệu xây dựng, tiền công công nhân. Sau này trưng thu đất, chính quyền thị trấn Lâm Tuyền cũng có thể mò được chút ít trợ cấp đất đai, cũng là kiếm tiền cho Lâm Tuyền, trái lại đối với Lâm Tuyền cũng có chỗ tốt, lọt sàng xuống nia. Cho nên chủ tịch thị trấn Tạ Đoan và bí thư đảng ủy Mâu Dũng liếc mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý. Mâu Dũng gật đầu, nói. Khu kinh tế vừa thành lập, tôi cũng là một trong những đảng ủy viên, theo lý nếu có tòa nhà mới tôi cũng có một phòng làm việc. Không có tòa cao ốc văn phòng đúng là bất lợi cho khu kinh tế triển khai công tác. Hơn nữa nói thật, hiện tại kinh tế khu chiếm tòa nhà của thị trấn Lâm Tuyền, khiến thị trấn cũng có vẻ vô cùng chật chội, cứ tiếp tục như thế mãi khẳng định là không được. Chủ nhiệm Diệp, tôi cũng nói thẳng ra, chúng ta coi như người quen cũ. Nếu như khu chung cư của trạm phát điện có thể thuận lợi xây dựng ở Khanh Hương, tài chính kiếm được thị trấn Lâm Tuyền chúng tôi có thể chia phần với khu kinh tế. Ha ha, cũng được. Xây dựng tòa nhà văn phòng hẳn là đủ rồi. Diệp Phàm cười híp mắt, giống như con sói xám. Xây tòa nhà văn phòng, vậy mà anh cũng dám nói, ngoài tòa nhà làm việc của khu kinh tế các anh theo quy hoạch còn có sân vườn, bãi đậu xe, số này cũng phải bỏ vào hơn 500 vạn. Khu chung cư trạm phát điện đổi lại nhiều nhất bán được 800 vạn, để các anh nuốt đi hơn 500 vạn, chẳng phải chúng tôi phí công sao, đúng là tham lam. Tuy nhiên không bỏ tiền. Chủ nhiệm Diệp nhất định không chịu ra mặt, cho dù có ra mặt cũng chỉ qua loa cho xong, có lẽ chuyện đó sẽ thất bại, kết quả nhất định là một phân tiền cũng không kiếm được. Tạ Đoan vừa nghĩ đến đây đã không cách nào giữ được bình tĩnh. Y khẽ mỉm cười, lại nhìn Mâu Dũng, có ý xin chỉ thị, nói. Chủ nhiệm Diệp, nếu chia phần nhiều nhất cũng có số này, dù sao cũng phải lưu lại bát canh cho Lâm Tuyền chúng tôi có phải không? Ha ha! Ở dưới bàn Tạ Đoan xòe ra ba đầu ngón tay, đoán chừng là muốn hỏi ý kiến Mâu Dũng, ý tứ cho khu kinh tế ba thành. Tuy nhiên Mâu Dũng khẽ lắc lắc, Tạ Đoan thầm nghĩ, có phải Mâu Dũng ngại nhiều quá hay không, cho nên lại giảm đi một đầu ngón tay, vậy mà Mâu Dũng vẫn lắc. Tạ Đoan giờ mới hiểu không phải là nhiều mà là thiếu, cho nên vội vàng thêm thành bốn đầu ngón tay, chẳng qua Mâu Dũng vẫn lắc đầu, cuối cùng chủ tịch thị trấn Tạ Đoan cắn răng một cái. Y thò ra năm ngón tay trên mặt bàn cho Diệp Phàm thấy. Mâu Dũng lúc này mới không lắc nữa, Diệp Phàm liếc nhìn, thầm nghĩ. Tạ Đoan đoán chừng sắp ăn thịt người rồi, có thể phân năm thành cho khu kinh tế đúng là đủ nhiều, đây chính là 400 vạn. Ha ha ha, chủ tịch thị trấn Tạ không tệ, anh rất khẳng khái, như vậy phải không? Dù sao mọi thứ đều ở Lâm Tuyền, khu kinh tế cũng xây ở Lâm Tuyền. Sau này phương diện đất đai thị trấn Lâm Tuyền không thể không trưng thu tiền gì cả. Phân chia 5,5 quả thực hơi quá mức,
Nếu tôi thật sự lấy số tiền này, có lẽ hai vị sẽ đâm một nhát sau lưng tôi, mắng Diệp Phàm này không phải là người, số này thì thế nào? Diệp Phàm vừa nói vừa đưa ra ba đầu ngón tay, ý tứ tâm ba thành là đủ rồi. Cảm ơn chủ nhiệm Diệp đặc biệt chiếu cố thị trấn Lâm Tuyền, cứ quyết định như vậy đi. Mâu Dũng vội vàng biểu thị thái độ, y chính là có chút bận tâm Diệp Phàm nhất thời lại thay đổi, thầm nghĩ. Một ít đất đai đoán chừng cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhiều nhất là 20 vạn. Xem ra chủ nhiệm Diệp vốn xuất thân từ Lâm Tuyền ra tới, cũng có thể suy nghĩ cho Lâm Tuyền. Được, anh xem, tối nay người nào đi với tôi lên thành phố một chuyến, gặp Tổng Giám đốc Phạm của Tập đoàn Điện lực xem thế nào. Chuyện này có thể làm nhanh thì tốt hơn, nếu để lâu chỉ sợ sinh biến. Cục thành phố cũng có vẻ phức tạp, nghe nói có một số người của Cục Điện lực thành phố có ý kiến. Diệp Phàm gật đầu, bóng gió nhắc nhở. Bởi vì Vương Á Chiết của Cục Điện lực thành phố chính là một con hổ cản đường. Lần này y tranh giành vị trí chủ tịch Tập đoàn Điện lực với Phạm Trọng Dương thất bại, trong lòng khẳng định đang nén giận. Người nào chọc vào y nhất định sẽ xui xẻo. Chuyện này bí thư Mâu đi thì tốt hơn, anh quen thuộc nhiều người trong thành phố. Tôi tới xã Khanh Hương xử lý chuyện chỗ ở của chính quyền, chuẩn bị ký kết hợp đồng. Tạ Đoan trái lại rất biết điều. Chủ nhiệm Diệp, cảm ơn anh. Tạ Đoan vừa đi, Phương Nghê Muội liền gọi điện đến. Cảm ơn gì, anh có làm gì đâu. Diệp Phàm cố ý nói. Hừ, anh còn giả vờ với em. Kiếm Ba nói buổi tối mời anh ăn cơm. Phương Nghê Muội hừ nói. Tối nay sợ không được, anh phải lên thành phố, hôm khác nhé. Nghê Muội, chuyện này không cần cảm ơn anh, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa giữa chúng ta cần gì phải nói nhiều như vậy. Diệp Phàm nói xong trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Hy vọng em có thể hạnh phúc. Hắn nói xong liền cúp điện thoại, mơ hồ từ trong điện thoại vang lên tiếng nức nở cuối cùng. Em trai Phương Nghê Muội là Phương Kiếm Ba sau khi chuyển nghề vẫn muốn vào Cục Công an, Tạ gia cũng đồng ý sau một năm sẽ cho y vào Cục Công an. Cho nên hiện tại tạm thời thu xếp ở văn phòng đảng chính thị trấn Lâm Tuyền, thật ra với quyền thế của Tạ gia cần gì đợi đến một năm sau, chỉ cần Tạ Cường chịu ra mặt, chẳng lẽ bộ phận nhân sự của huyện không nể mặt ông ấy. Tạ gia đương nhiên cũng có lo nghĩ của mình, đương nhiên là muốn đợi làm xong hôn sự của Phương Nghê Muội và Tạ Đoan mới giải quyết chuyện Phương Kiếm Ba, Tạ Đoan rất thích Phương Nghê Muội. Vừa vặn khu kinh tế Lâm Tuyền muốn thành lập một phân cục công an, do Triệu Thiết Hải nhậm chức cục trưởng phân cục. Nhân viên được điều từ các xã và thị trấn trực thuộc khu kinh tế. Đương nhiên, Sở Công an thị trấn Lâm Tuyền trực tiếp điều tới 40 người trong 80 người đặt nền móng, Cục Công an huyện cũng điều mấy người xuống, chuẩn bị sau này thi hành nhiệm vụ trị an 6 trấn 2 xã, có lẽ một số vụ án hình sự cũng do khu phân cục kinh tế Lâm Tuyền trực tiếp tiếp nhận, chia sẻ gánh nặng cho cục huyện. Diệp Phàm muốn nhân cơ hội này rút Phương Kiếm Ba từ văn phòng đảng chính thị trấn Lâm Tuyền thu xếp nhậm chức trưởng phòng phòng an ninh trật tự phân cục công an khu kinh tế Lâm Tuyền, thật ra là cán bộ cấp trưởng ban. Đương nhiên, trong khu kinh tế Lâm Tuyền vẫn rất có phân lượng, cũng là thành viên đảng ủy của phân cục. Phương Nghê Muội đương nhiên rất vui mừng, nghĩ đến chỉ cần em trai đi theo Diệp Phàm, trải qua 2-3 năm cất nhắc lên phó phòng hẳn là không khó, cho nên mới muốn mời Diệp Phàm ăn cơm, tỏ vẻ cảm tạ. Trong lòng Diệp Phàm có chút hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với Phương Nghê Muội, có thể giúp được đương nhiên sẽ giúp hết sức. Chủ nhiệm Diệp, gần đây mưa gió bắt đầu khởi động. Thiết Minh Hạ lo lắng nói. Thiết Minh Hạ vốn nhậm chức phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, gần đây vẫn đi theo Triệu Thiết Hải dán chặt vào Diệp Phàm, cho nên Diệp Phàm vừa lên tiếng, y dứt khoát đến khu kinh tế Lâm Tuyền nhậm chức trưởng phòng khoa kế hoạch, cũng là chức vụ cấp phó phòng, quyền lực so với lúc ở Lâm Tuyền lớn hơn rất nhiều. Khu kinh tế Lâm Tuyền là một đơn vị cấp phó ban, cho nên toàn bộ các phòng cấp dưới đều được nâng lên nửa cấp, trưởng phòng đều là cấp phó phòng chứ không phải cấp trưởng ban. Sau này kế hoạch tài chính của khu kinh tế toàn bộ đều nằm dưới chủ tính của y, tương lai rất hứa hẹn. Y vừa lên nhậm chức đã tiếp nhận hạng mục lớn chủ bị 3.000 vạn tài chính, kích động Thiết Minh Hạ thiếu chút nữa choáng váng. Trước kia y làm phó chủ tịch thị trấn, trên tay không có quyền lợi ký tên phê tiền. Hiện tại hạng mục lớn mấy ngàn vạn đều nằm do mình chủ bị thực hiện, hoài bão cuộc đời mở rộng không ngừng. Hơn nữa chủ nhiệm Diệp Phàm đối với thuộc hạ từ trước tới nay cũng không hẹp hòi, trao cho cấp dưới rất nhiều quyền lực vốn thuộc mình. Các chủ nhiệm trưởng phòng của khu kinh tế giống như bọn họ, một năm trong tay cũng có mười mấy vạn kinh phí hoạt động làm việc do bọn họ tiêu xài,
chỉ cần một nét bút là quyết định. Trong tay chánh văn phòng Đinh Hương Muội lại càng thịnh soạn, tiền qua tay một năm có lẽ có mấy trăm vạn. So sánh với phó cục trưởng của các cục khác trong huyện khí phách hơn rất nhiều. Cho nên, nhân viên công vụ của khu kinh tế tương đối tôn kính chủ nhiệm Diệp, hơn nữa Diệp Phàm chưa bao giờ thể hiện quan khí, không dùng thế áp người. Con người cũng lộ ra vẻ hòa ái, âm thầm mọi người đều thân thiết gọi hắn là Diệp thủ lĩnh. Tư tưởng của Diệp Phàm đó là muốn ngựa chạy nhanh phải cho nó ăn cỏ ngon ở đây đương nhiên chính là tiền. Chủ yếu là bản thân Diệp Phàm cũng không thiếu tiền, cho nên cũng không để ý đến quyền tiền trong tay mình, vì vậy hắn cũng không nghĩ đến có thể mò được bao nhiêu lợi ích từ bên trong, lại quả được bao nhiêu tiền, cho nên cũng tiến hành trao quyền. Chương 517, thần hồn nát thần tính. Diệp Phàm nhận được khen ngợi của các trưởng phòng khu kinh tế, ngay cả cán bộ cấp phó ban một năm trong tay cũng có hơn vạn đồng chi tiêu, chuyện này là chuyện trước nay chưa từng có, vào năm 96 thì tiền vạn vẫn là con số rất lớn. Ngay cả phó chủ nhiệm thường vụ Trương Quốc Hoa cũng âm thầm gật đầu, đối với chuyện này trong lòng y rất vui mừng. Bởi vì Diệp Phàm cũng cho y sở hữu tài sản vượt qua thực chức phó chủ nhiệm thường vụ, một năm trong tay có thể trực tiếp phê xuống mức chi tiêu dưới 30 vạn. Phó chủ nhiệm Ngọc Xuân Thiền cũng không khác gì, cũng có 20 vạn chi phí, cho nên kết quả tạo thành chính là tất cả đều vui vẻ. Mọi người đều nói chủ nhiệm Diệp hào phóng, không ôm quyền, không tham lam, khu kinh tế trái lại đoàn kết đến mức chưa từng có. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng xác định cho mọi người, làm tốt công tác, dùng thành tích nói chuyện. Gần đây có nghe được tin tức gì hay không? Diệp Phàm ném điếu thuốc cho Thiết Minh Hạ. Ban đầu chúng tôi vốn gọi thầu cho tất cả các công ty công trình, tuy nhiên gần đây có một số người bịa đặt, nói chủ nhiệm Diệp là bán huyện, đem toàn bộ tiền của huyện Ngư Dương chúng ta ném ra cho người ngoài kiếm tiền. Lần này công ty tham dự đấu thầu không những ở Ngư Dương, thành phố cũng có, trong tỉnh cũng có, ngay cả bên cạnh tỉnh Tích Ninh gần đây, địa khu Đức Bình Hoang Vu cũng có công ty tới đấu thầu. Có người còn nói tiền của đại công trình Ngư Dương chúng ta nên để lại cho người Ngư Dương kiếm tiền. Chủ thầu chính là người Ngư Dương, công nhân ở dưới cũng là người Ngư Dương. Ngư Dương chúng ta nghèo nổi tiếng, không để cho người Ngư Dương kiếm tiền thì còn cho ai kiếm tiền? Thiết Minh Hạ nói thẳng không ngại ngần, y thật sự thấy lo lắng thay cho Diệp Phàm. Kẻ bán huyện, nói hay thật, chính là thi hành chính sách bế quan tỏa cảng vào thời nhà Thanh, kết quả như thế nào, người ngoài không vào được, bản thân lại càng không ra được, khoa học kỹ thuật dừng bước không tiến. Người ngoại quốc dùng súng đại pháo lão tổ tông chúng ta truyền lại bắn phá trở lại. Bạc trắng không phải bị người ngoại quốc cướp đi theo cách này sao, nếu không có cạnh tranh xã hội làm sao tiến bộ, kinh tế làm sao chấn hưng. Hơn nữa chúng ta cùng thuộc Hoa Hạ, còn phân chia cái gì? Đương nhiên, cũng cần tính chất bảo vệ địa phương, nhưng công trình là thứ đặc thù, chất lượng quan hệ đến hàng ngàn hộ dân. Nếu giao toàn bộ công trình này cho người Ngư Dương, không có cạnh tranh thì tất cả sẽ lộn xộn, kết quả tạo thành sẽ như thế nào, ha ha, đoán chừng sẽ xuất hiện một số công trình bã đậu, đến lúc đó người chịu khổ không phải là dân chúng Ngư Dương sao. Cho nên, không cần lo người khác nói như thế nào, chúng ta làm tốt công việc trong trách nhiệm của mình là được, mấu chốt là phải làm được, đưa lợi ích của dân chúng lên vị trí đầu não, không cần có quá nhiều tư tâm được mất, sợ thiệt, lão thiết, không cần có tư tưởng bao bọc. Diệp Phàm cười khích lệ. Đoàn Hải, tôi đưa anh từ ban kho khu núi Bà La điều đến khu kinh tế nhậm chức trưởng phòng chiêu thương, trọng trách trên vai không nhẹ, nói trắng ra nhiệm vụ quan trọng nhất của khu kinh tế chính là chiêu thương và thu hút đầu tư. Nếu không có tài chính bên ngoài, xây dựng khu kinh tế cũng không có ý nghĩa gì nữa. Bí thư huyện ủy Cổ và chủ tịch huyện vệ đều đặt cược vào khu kinh tế chúng ta, cần người có người, muốn tiền đưa tiền, muốn quyền cho quyền, không thể bảo là không coi trọng. Phòng chiêu thương trước mắt chỉ một mình anh, tư lệnh không có quân, bản thân anh chọn được người nào thì có thể đề xuất. Anh không cần đợi tôi, tranh thủ trong thời gian một tháng, thương lượng với Lực Văn, thành lập phòng chiêu thương của khu kinh tế chúng ta, hơn nữa phải nắm chặt đầu tư vào công tác chiêu thương mới được. Diệp Phàm lộ vẻ nghiêm túc, nhìn Đoàn Hải đang trên ghế đối diện có chút lo sợ không yên. Chủ nhiệm Diệp, chuyện chọn người tôi cũng đã suy nghĩ mấy ngày qua, thật ra có hai người. Một người tên là Cổ Dương, 24 tuổi, tốt nghiệp khoa Trung văn Đại học Sư phạm Hoa Đông, hiện tại làm phó ban văn thư của văn phòng huyện ủy. Mặc dù nói chỉ là một cán bộ nhỏ bình thường cấp trưởng ban, tuy nhiên tốt xấu gì y cũng đang công tác ở văn phòng huyện ủy,
danh tiếng lớn, cho nên có chịu xuống phòng chiêu thương khu kinh tế chúng ta làm nhân viên hay không vẫn là một ẩn số. Một người khác tên là Trang Hồng Ngọc, 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính Đông Nam, khi mới ra trường được trực tiếp phân tới phòng tài chính huyện, làm việc rất tốt, sau lại, ai? Đoàn Hải nói đến đây có vẻ nói không nên lời. Có phải đắc tội với lãnh đạo nào đó hay không? Diệp Phàm suy đoán nói. Ừ. Đoàn Hải trả lời. Anh nói qua xem. Diệp Phàm cười cười. Là trưởng ban tạ. Đoàn Hải bối rối nói. Tại sao lại như vậy? Diệp Phàm cười không nổi, không nghĩ tới Trang Hồng Ngọc lại có thể đắc tội với thường vụ huyện ủy, trưởng ban chỉ huy quân sự Tạ Cường, chẳng lẽ Tạ Cường muốn biến cô ta thành tình nhân? Chuyện này thật sự có chút phiền toái, nếu như điều Trang Hồng Ngọc đến khu kinh tế Tạ Cường nhất định sẽ không vui. Mình tuy nói không sợ Tạ Cường, nhưng người ta giàu gì cũng là một thường ủy, gặp khi khu kinh tế có đại sự gì muốn thông qua hội nghị thường ủy huyện, y ném ra một phiếu phản đối, hơn nữa phí ra gây rối, Ngọc ra dậu đổ bìm leo, rất có thể sẽ làm phương án đề xuất của khu kinh tế Lâm Tuyền chết từ trong trứng nước. Con trai Tạ Cường chính là Tạ Đoan, trước kia hình như có theo đuổi Trang Hồng Ngọc, khi đó Trang Hồng Ngọc mới tốt nghiệp đại học được phân phối đến phòng tài chính huyện. Lúc ấy Triệu Bính Kiện còn là cục trưởng cục tài chính huyện, được Tạ Cường ủy thác làm bà mối, vẫn luôn rất chiếu cố Trang Hồng Ngọc. Không lâu sau thì đề bạt làm trưởng phòng nhân sự cục tài chính huyện. Chẳng qua tính tình Trang Hồng Ngọc tương đối bướng bỉnh, ở phương diện tình cảm lại càng bướng bỉnh hơn nữa, không thích ai thì sẽ không gật đầu, Tạ Đoan theo đuổi nửa năm thậm chí không nắm được cả tay cô ấy. Tạ Cường có lẽ cảm thấy có chút mất thể diện, cho nên, sau đó Trang Hồng Ngọc bị đá ra khỏi cục tài chính huyện, hiện tại làm trưởng phòng phòng lưu giữ tài liệu của cục hồ sơ. Công việc cả ngày chính là sắp xếp lại một đống hồ sơ cũ, vô cùng thanh nhàn. Cô ấy vốn xuất thân từ cục tài chính, cho nên tương đối quen thuộc với công việc tài chính. Hơn nữa phương diện chiêu thương cũng cần nhân tài. Đoàn Hải có vẻ bất bình nói. Ừ. Diệp Phàm nghe quá nhắm mắt lại suy nghĩ. Mấy ngày nữa phải tới sở tài chính tỉnh truy tiền, nếu như có cấp dưới quen thuộc nghiệp vụ tài chính như Trang Hồng Ngọc đi theo cũng tiện làm việc. Tuy nhiên chuyện phiền phức của cô ta cũng không nhỏ, có lẽ bây giờ Tạ Cường đã sớm quên cô ả này rồi, chẳng qua nếu như mình đưa cô ta tới khu kinh tế Lâm Tuyền chạm mặt với Tạ Đoan, Tạ gia khẳng định sẽ nhớ ra cô gái này, có lẽ lúc ấy đại ca Triệu Bính Kiện cũng khó xử, thật là phiền toái. Đoàn Hải, tối mai cậu tìm cơ hội hẹn bọn họ ra ngoài ăn cơm. Tôi nghĩ anh chàng tên Cổ Dương đó vẫn chỉ là cán bộ nhỏ cấp trưởng ban, nếu như nằm ở văn phòng huyện ủy có lẽ không có ngày nổi danh. Diệp Phàm nói. Trong mắt Đoàn Hải đột nhiên lấp lánh, nói. Đúng thế, tôi cũng thấy lo lắng cho cậu ấy, thời gian trước tôi thăng lên làm chủ nhiệm ban kho khu, tiểu tử này và Trang Hồng Ngọc lập tức lao đến núi Ba La, cứ luôn la hét muốn tôi mời khách. Chẳng qua vì cửa ải cuối năm bận rộn nên lỡ dịp. Tối mai tôi phải dứt khoát chuẩn bị bàn ăn ở Tửu Lâu Xuân Hương mời bọn họ. Đoàn Hải, có phải cậu có ý gì với Trang Hồng Ngọc không? Ha ha. Diệp Phàm hỏi nửa câu, trêu chọc nhìn Đoàn Hải. Đoàn Hải nghe Diệp Phàm cười một tiếng như vậy, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng lắc đầu nói. Chủ nhiệm Diệp, cô ấy làm gì để ý đến tôi, ngay cả Tạ Đoan của Tạ gia, cô ấy cũng không đặt trong mắt, làm gì đến lượt tôi. Ha ha ha. Không phải cậu có mục tiêu khác sao? Thật ra cậu cũng không còn trẻ nữa nên tìm một người đi, có một gia đình ổn định có lợi cho phát triển sự nghiệp của cậu. Diệp Phàm nửa cười nửa không. Đến lúc đó mời chủ nhiệm Diệp uống rượu là được, Trang Hồng Ngọc đúng là ưu tú, không phải là người Đoàn Hải này có thể nắm giữ. Cô ấy là người cực kỳ kiêu ngạo, chẳng qua gia thế không được tốt, sau lưng không có núi dựa, gần đây tốt nghiệp nghiên cứu sinh, vẫn muốn tới thành phố. Tuy nhiên vì không có ai hỗ trợ, hơn nữa tính cách quật cường của cô ấy cũng khiến cô ấy không học được cách nhờ vả người khác, cho nên cũng không làm được trò trống gì. Tôi với cô ấy, cả Cổ Dương nữa thật sự rất hợp duyên, chỉ là quan hệ bạn bè. Đoàn Hải nói hết sức chân thành. Ha ha ha, thú vị thật. Diệp Phàm cười nói, Đoàn Hải mới vừa đi, Diệp Phàm đã gọi điện thoại. Triệu ca, đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ, ha ha ha. Diệp Phàm cười khan. Khỏe cái rắm, lão để cậu thăng quan cũng không mời khách. Cậu bây giờ giỏi rồi, nhanh như chớp vừa chạy tới Lâm Tuyền đã trốn đi, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Lúc nào cậu về huyện đi, để lão Triệu này làm thịt một bữa mới hả giận,
ha ha ha. Triệu Bính Kiện vẫn giữ dáng vẻ thân thiết, nói chuyện với Diệp Phàm rất là tùy ý. Không thành vấn đề, đến lúc đó anh Triệu muốn uống gì cứ gọi. Trước kia có một nhân viên tên là Trang Hồng Ngọc hình như công tác ở Cục Tài chính huyện, sau đó làm sao thoáng cái đã điều đến xó xỉnh Cục Hồ sơ huyện, nghe nói cô ấy còn tốt nghiệp Đại học Tài chính Đông Nam, hẳn là một nhân tài. Diệp Phàm cười ha ha. Cô ấy tìm đến cửa của cậu rồi. Triệu Bính Kiện chấn động, tỏ ra hứng thú. Cũng không phải, gần đây khu kinh tế Lâm Tuyền đang thiếu người tài, không có một nhân viên nào tốt nghiệp đại học chính quy, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy khẳng định là không được, cho nên tôi đang suy nghĩ, nhét Trang Hồng Ngọc vào cục hồ sơ có phải thật đáng tiếc hay không? Diệp Phàm tiếp tục pha trò. Ai nói không có nhân tài, không phải cậu trực tiếp đưa lão đệ Triệu Đính của tôi từ xã Xài Mốc điều đến khu kinh tế đảm đương phó chủ nhiệm hay sao? Ha ha ha! Triệu Bính Kiện lại có thể nghiêm mặt đoạt mũ cho em trai, lại bồi thêm một câu nói. Lão đệ cậu đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi, đẩy bí thư cổ ra làm lá chắn, tôi biết bí thư cổ đã toàn quyền giao cho cậu xử lý chức vụ phó chủ nhiệm trưởng phòng nhân sự cuối cùng, cậu điểm ai thì là người đó. Anh Triệu, chuyện này. Diệp Phàm cảm thấy khó xử, Triệu Đính rõ ràng không đủ tư cách, xã Xài Mộc là xã khó khăn, nếu như để bạt y phó chủ nhiệm khu kinh tế. Những bí thư đảng ủy thị trấn khác trong khu kinh tế còn không gõ hỏng cửa phòng làm việc của mình. Mâu Dũng, Trung Minh Đào, Phí Tiểu Nguyệt cầm quyền mấy thị trấn kinh tế mạnh, mạnh không dùng lại dùng yếu, làm gì có đạo lý này. Tuy nhiên anh Triệu đã nói ra, Diệp Phàm tương đối khó xử, không biết dùng từ ngữ gì để từ chối. Được rồi lão đệ, đùa với cậu thôi, xem cậu sợ đến thế nào, sắp thành người câm rồi. Tôi biết Triệu Đính chưa đủ tư cách, như vậy đi. Nếu như lão đệ đẩy một người trong bí thư đảng ủy thị trấn khu kinh tế lên làm phó chủ nhiệm, bên đó nhất định sẽ thiếu một vị trí. Đến lúc đó bí thư cổ nhất định sẽ hỏi cậu chọn người nào thích hợp để bù vào chỗ trống đó, vì cậu là người đứng đầu của khu kinh tế, mặc dù cậu không thể trực tiếp quyết định quyền lực của một bí thư đảng ủy một thị xã trực thuộc, nhưng vẫn có tư cách đề nghị. Còn một chuyện nữa, tôi hy vọng cậu có thể ưu ái một chút cho xã Xài Mộc trong phương diện tài chính sửa đường. Anh Triệu chỉ xin lão đệ chuyện này thôi, xã Xài Mộc sống dậy, em trai Triệu Đính của tôi cũng có đường sống, cũng có tư cách tiến cấp. Triệu Bính Kiện nói thẳng không e ngại. Chương 518, người nhà họ Phí đoàn kết thành một khối. Được, phương diện tài chính, em sẽ cho xã Xài Mộc thêm 50 vạn, tuy nhiên anh Triệu anh cũng biết muốn kiếm một chức chủ nhiệm tương đối khó. Lãnh đạo của 6 trấn 2 xã trên danh nghĩa là cấp dưới của em. Thật ra thì bọn họ đâu có phục tùng ai. Tất cả mọi người đều là chư hầu các nơi, nếu như có thể cho em thêm chức danh thường vụ thì còn có thể. Cho nên, anh Triệu, không phải anh quen biết với cục trưởng Mã của cục tài chính sao? Hơn nữa anh Triệu làm cục trưởng cũng bao nhiêu năm rồi, trong thành phố cũng quen thuộc nhiều ngóc ngách, anh kiếm thêm cho xã Xài một ít tiền là được. Khu kinh tế bên em tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, thế nào hả? Vì xã Xài Mộc, chúng ta cùng nhau cố gắng. Diệp Phàm thoáng cái đã đem chuyện mò tiền nhét vào trong tay Triệu Bính Kiện. Được, cậu cho thêm 50 vạn cũng không tệ, coi như là đặc biệt chiếu cố. Tôi biết lão đệ cậu cũng khó. Một phó chủ tịch huyện muốn trấn trụ lãnh đạo của 8 thị xã, còn phải đè ép 2 trợ lý chủ tịch huyện, hơn nữa đều từ thành phố trực tiếp nhảy xuống, thật sự khó khăn a. Anh Triệu này không làm khó cậu nữa. Hơn nữa tôi đã dặn dò Triệu Đính. Sau này trong đại hội đảng ủy kêu y toàn lực ủng hộ lão đệ cậu, một phiếu của y cậu cũng không cần lo lắng gì cả. Chúng tôi không ủng hộ cậu còn ủng hộ ai? Chẳng qua hội nghị đảng ủy lão đệ cậu đoán chừng cũng khó mở a. Phức tạp, ha ha ha. Ngoài ra, Trang Hồng Ngọc đích xác là một tài vụ giỏi, lúc ấy điều cô ấy tới cục hồ sơ thật ra tôi cũng vì tình thế ép buộc. Nếu lão đệ muốn điều cô ấy vào khu kinh tế cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Phía bên Tạ gia có gây khó dễ gì đó không? Triệu Bính Kiện trực tiếp chỉ ra nguyên nhân là vì Tạ gia. Cảm ơn anh Triệu đã ủng hộ, em sẽ thận trọng suy nghĩ. Diệp Phàm cúp điện thoại, trong lòng vẫn tương đối cao hứng, bởi vì có câu nói của Triệu Bính Kiện, một phiếu của Triệu Đính xem như chắc chắn, cộng thêm một phiếu của mình, liễu chính một phiếu, nếu như có thể ổn định lại Tống Ninh Giang thì trong hội nghị đảng ủy mình vững vàng có 4 phiếu rồi. Tuy nhiên như vậy còn chưa đủ. Còn phải đi tranh thủ ra tay, đối tượng ra tay đương nhiên chính là Thái Đại Giang và Trung Minh Đào. Phí Tiểu Nguyệt và Phí Quốc Tư là người của Phí gia,
khẳng định không có hy vọng tranh thủ. Mậu Dũng và Ngọc Xuân Thiền hình như là người của Ngọc gia, hai người này cũng không có hy vọng. Đến lúc đó một phiếu của phó chủ nhiệm thường vụ Trương Quốc Hoa tương đối mấu chốt, có lẽ chính là mấu chốt để chuyện bại thành thắng, ngoài mặt người này nhìn qua rất hiền hòa, tuy nhiên trong lòng có lẽ không biểu hiện giống như ngoài mặt. Diệp Phàm nhiều lần bày ra thuật xem tướng, quan sát Trương Quốc Hoa hồi lâu, càng quan sát càng cảm thấy người này tâm tư khó suy đoán, giấu giếm tương đối sâu. Trương Quốc Hoa đoán chừng là tay chân của Cổ Bảo Toàn đặc biệt rút từ thành phố xuống tới đè áp khu kinh tế Lâm Tuyền, nếu sau này mình có vẻ bất lợi với Cổ Bảo Toàn, Trương Quốc Hoa sẽ lên thay, cho nên muốn tranh thủ Trương Quốc Hoa toàn lực ủng hộ cũng tương đối khó khăn. Đây chính là nghệ thuật giữ thăng bằng của Cổ Bảo Toàn, vừa toàn quyền giao quyền lực cho mình, vì khu kinh tế Lâm Tuyền mà bán lực liều mạng, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, lại tặng thêm trên đầu mình một chiếc vòng kim cô, chiếc vòng đó đương nhiên chính là Trương Quốc Hoa. Xem ra Cổ Bảo Toàn cũng không hoàn toàn tin tưởng mình, trong lòng Diệp Phàm có chút buồn phiền. Hắn cảm thấy ấm ức như đàn bà, bản thân bán mạng như vậy nhưng vẫn không đổi được tín nhiệm thật lòng của lãnh đạo. Xem ra Cổ Bảo Toàn có tính đa nghi, khó có thể kết thành đồng tâm chân chính với y rồi. Xế chiều Trịnh Lực Văn chạy tới Lâm Tuyền, đặc biệt báo cáo với Diệp Phàm chuyện liên quan đến nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương. Chủ nhiệm Diệp, nhân dân xung quanh nhà máy thảm sợi vừa nghe nói mảnh đất của mình có thể phải phá bỏ và rời đi nơi khác, trong khoảng thời gian này tất cả đều ồ ạt gấp rút xây dựng, cửa hàng vốn chỉ có 2 tầng trong 10 ngày bọn họ đã tăng thêm 1 tầng, hơn nữa còn đang tiếp tục thêm tầng, tùy tiện xây thêm phòng ốc, huyện cũng không ra văn kiện giấy tờ gì ngăn lại. Nếu như mặc kệ như vậy, sau này chuyện phá bỏ và rời đi nơi khác sẽ gặp đại phiền toái, khoản tiền đền bù lẽ nào phải trả thêm. Trịnh Lực Văn hết sức kích động nói. Cậu báo cáo qua với chủ tịch huyện vệ chưa? Diệp Phàm hỏi. Tôi đã nói rồi, cô ấy cũng không tỏ thái độ, chỉ gật đầu nói là chuyện nhà máy thảm sợi tơ dệt tạm thời do anh chịu trách nhiệm, chuyện hùn vốn chỉ là ký hợp đồng ban đầu, không thể chắc chắn, trước khi hợp đồng chính thức còn chưa được ký kết. Huyện cũng không nên có động tác gì. Hơn nữa còn nói với tôi, thúc giục anh nhanh chóng giải quyết chuyện hùn vốn với tập đoàn Phi Vân Hồng Kông. Trịnh Lực Văn tức giận nói. Hừ, tất cả đều đang ép tôi cũng không có thuật phân thân, khu kinh tế Lâm Tuyền bên này mới thành lập, cơ cấu chưa gọn gàng, không đủ nhân viên, chuyện của 6 thị trấn 2 xã nhiều như Lông Châu, hàng trăm công tác đang đổ lên đầu. Chuyện gọi thầu không lâu nữa phải cử hành, kêu tôi làm sao quản. Huyện nhiều phó chủ tịch huyện như vậy, tại sao không gọi bọn họ đi làm, mấy người biết đó là miếng xương cứng khó gặp, toàn bộ đặt trên đầu tôi. Tôi chỉ là một phó chủ tịch huyện, cũng không phải là thường vụ, có bao nhiêu năng lượng có thể giải quyết chuyện này. Diệp Phàm buột miệng mắng một hồi mới dẹp loạn được đè nén trong lòng. Ừ, tôi cũng cảm thấy buồn bực, chuyện lớn như phá bỏ và rời đi nơi khác ít nhất phải phái thường vụ ra mặt giữ thể diện mới đúng. Chuyện này là chuyện lớn liên quan đến mấy trăm gia đình trong huyện, làm không tốt sẽ khiến quần chúng nổi giận, làm loạn lên thì phiền toái. Trên văn kiện đối chiếu trên huyện thì thổi phồng coi trọng như vậy, trên thực tế nào có mấy người chân chính chịu trách nhiệm chuyện này. Vành mắt Trịnh Lực Văn đỏ hoe, có vẻ là hệ quả của thức đêm nhiều. Ai, Lực Văn, cũng đừng trách chủ tịch huyện vệ và bí thư cổ rồi, bọn họ phải giải quyết quá nhiều việc, tình huống Ngư Dương phức tạp lắm. Diệp Phàm thở dài, an ủi mấy câu, lại nói. Chuyện phá bỏ và rời đi nơi khác cậu có hỏi thăm ý kiến của các hộ gia đình không vậy? Tôi nghe được một số tin đồn. Trịnh Lực Văn nhìn Diệp Phàm có vẻ khó nói. Nói đi, đối với tôi cậu còn che giấu làm gì? Diệp Phàm cười nói. Có người đồn đãi là người Phí gia đang dở trò, lúc ấy sau khi nghe tin đồn tôi liền lặng lẽ triển khai điều tra, thật đúng là phát hiện chỗ kỳ quái. Trong 160 hộ muốn phá bỏ và rời đi lại có 100 họ đều là họ Phí, chuyện này thật đúng là trùng hợp. Có tin tức nói là Phí gia đã tổ chức những người này lại, đến lúc huyện có ý tứ muốn phá bỏ và rời đi nơi khác có lẽ sẽ giao giá trên trời, cố ý gây khó khăn. Hơn nữa tôi vừa nghe được một tin, gần đây có một người bạn nói là phát hiện một hiện tượng kỳ quái, gần đây trên đường Hà Mỹ của thị trấn Thành Quan nơi xây dựng nhà máy thảm sợ tơ dệt huyện. Người làm các thủ tục chứng nhận bất động sản sang tên, chuyển hộ tương đối nhiều. Hơn nữa phần lớn chứng nhận bất động sản đều làm thành họ Phí, trước đây người nhà họ Phí có bất động sản ở đây không quá 50 hộ, gần đây thoáng cái bất ngờ tăng lên hơn 100 hộ, tựa hồ tăng lên gấp đôi.
Trịnh Lực Văn hình như nghĩ tới những thứ gì, sắc mặt hết sức khó coi. Ha ha, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Xem ra một số người Phí gia đoàn kết lại muốn làm đầu cơ, muốn mượn chuyện phá bỏ và rời đi để chiếm đoạt tài sản quốc gia. Sau lưng chuyện này có phải có bàn tay đen nào đó đang điều khiển không? Diệp Phàm cười nhạt, Nhà Khói cũng không có vẻ lo lắng. Có lẽ có, nếu không làm sao làm ra những chuyện rắc rối kịp thời như vậy. Làm sao bây giờ, thế lực Phí gia sắp chạm trời rồi, đến lúc đó khoản tiền đền bù không đạt tới yêu cầu, bọn họ gây chuyện ồn ào thì thật là nhức đầu. Trịnh Lực Văn cũng không dám suy nghĩ, cảnh tượng này nhất định là đặc biệt hỏng bét. Đừng lo lắng Lực Văn, bọn họ muốn thêm tầng thì để cho bọn họ thêm đi, chuyện này hẳn là chuyện của bộ phận đất đai, chưa được phê duyệt chính là vi phạm luật lệ xây dựng, nếu như Phí gia muốn nhúng tay ăn chặn tài sản quốc gia cứ để cho bọn họ đi làm. Làm càng lớn càng tốt. Hừ, đến lúc đó nhất định phải để cho bọn họ công dã tràng, ôm nhà lầu khóc lóc. Diệp Phàm thoáng cái sầm mặt xuống. Hắn quay đầu lại trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, cười nói. Chuyện nhà máy dệt tổng giám đốc Tiếu Ngạo Xương tới từ Hồng Kông nói như thế nào? Cô ta ngoài mặt ra sức thúc giục cục chiêu thương chúng ta nhanh chóng xác định chuyện mở rộng nhà máy, tuy nhiên ngầm nghe nói tổng giám đốc Tiếu đã chuẩn bị từ bỏ tơ dệt Ngư Dương chúng ta rồi. Tôi cũng len lén nhờ cậy một người bạn ở thành phố Phúc Xuân điều tra, nghe nói bên kia đã triển khai đàm phán với tập đoàn Phi Vân Hồng Kông, điều kiện hậu đãi hơn nhiều so với Ngư Dương chúng ta. Hơn nữa vị trí địa lý của họ tốt, tình hình kinh tế càng không phải thứ Ngư Dương chúng ta có thể so sánh được, tôi suy đoán lần này tiên sinh Thiếu Phi Thành đã sớm tính toán rút vốn. Bây giờ còn đang kéo dài đơn giản là cảm thấy vẫn còn nể mặt. Bọn họ đoán chừng chúng ta không cách nào giải quyết xong chuyện phá bỏ và rời các hộ dân đi nơi khác. Cho dù chúng ta có thể thuận lợi phá bỏ và rời đi nơi khác, huyện cũng trả không nổi khoản tiền đền bù, chuyện này cũng phải tiêu tốn gần 1.600 vạn, nếu có số tiền này chúng ta cũng có thể xây dựng nhà máy mới. Nếu để Phí gia tiếp tục gây loạn, 1.600 vạn tuyệt đối không đủ, khả quan nhất cũng phải 2.300 vạn. Chuyện này tôi thấy sắp thất bại rồi, ai? Cục chiêu thương chúng ta ra quân bất lợi, làm chuyện đầu tiên lại bị quấy nhiễu. Trịnh Lực Văn ủ rũ, cay đắng, cũng không thể làm gì được. Hừ, nếu như tình huống thật sự như vậy, tiên sinh Tiếu Phi Thành thật sự là một người qua cầu rút ván. Có lẽ số tiền 300 vạn dự chi thời kỳ đầu cũng không có ý định đòi lại, coi như là quyên tặng sao. Hừ, Diệp Phàm nói, thầm nghĩ. Ta vất vả lắm mới kiếm được nửa mặt bằng tầng thứ 3 cao ốc Thiên Mã của tập đoàn Nam Cung Hồng Kông cho tập đoàn Phi Vân các ngài, không ngờ Tiếu Phi Thành vừa nắm được trong tay đã lập tức trở mặt. Thương nhân tại sao đều nham hiểm như vậy, danh dự lời hứa đi đâu hết rồi. Ai, chuyện này cũng khó trách y, biết rõ không kiếm tiền được ở Ngư Dương còn ép bọn họ ném tiền vào, chúng ta hình như cũng không có đạo lý, ba ba lại nói là rùa, cũng chẳng khác gì. Diệp Phàm suy nghĩ một lát cũng có vẻ tiêu tan, tuy nhiên ánh mắt tức giận vẫn có thể cảm giác được. Hắn khẽ nhếch miệng lên, cười nói. Lực Văn, cậu trở về tiếp tục nói chuyện với tập đoàn Phi Vân, nếu như bọn họ muốn chơi chúng ta thì chúng ta cũng chơi với bọn họ. Cậu phải lấy lại tinh thần, phải tin tưởng trời không tuyệt đường đi của con người. Thời gian này có thể toàn diện tung lưới rồi, không giới hạn ở tập đoàn Phi Vân Hồng Kông, cục chiêu thương huyện thành lập. Mục đích chính là chiêu thương và thu hút đầu tư, phải động não, khai quật con đường tài chính, cũng sẽ thu hoạch nhiều hơn. Gần đây thực hiện bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn có lợi ích rất lớn với công tác chiêu thương của huyện chúng ta, đợi sau khi khu công nghiệp Quỷ Anh Than toàn diện khởi động, hoàn toàn có thể làm thủ đoạn chiêu thương, cậu có thể tuyên truyền nhiều hơn nữa cục chiêu thương các cậu phải đối mặt với toàn huyện, khu kinh tế Lâm Tuyền có thể thu hút được thương nhân, tiến cử tài chính cũng là công lao của cục chiêu thương các cậu có phải không? Tôi đoán Tiếu Phi Thành cứ kéo dài chính là muốn cho chúng ta mở miệng trước, đề xuất chuyện hủy bỏ hiệp ước, một là Tiếu Phi Thành dựa vào chuyện này có thể ăn nói với các hương thân phụ lão của Ngư Dương, không phải y không chịu đầu tư, mà là Ngư Dương chúng ta tự mình rút lui trước. Thứ hai nếu như chúng ta hủy bỏ hiệp ước trước, khoản tiền dự chi 300 vạn trước đó phải trả lại cho bọn họ. Những thứ này chỉ là phán đoán của tôi mà thôi, chẳng qua từ trên người Tiếu Ngạo Xương tôi cảm giác có chút manh mối. Đoàn Hải có vẻ tức giận. Chương 519, Bội Tín. Đoàn Hải vừa đi, Diệp Phàm đã sầm mặt xuống. Hắn suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm, Tiếu Phi Thành, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, nếu ông không biết nắm lấy,
tôi cũng đành phải phản kích, trên đời này cũng không chỉ có tập đoàn Phi Vân Hồng Công các ông. Diệp Phàm tiện tay gọi điện. Tiên sinh Thiếu Phi Thành, xin chào, tôi là Diệp Phàm. Chủ tịch huyện Diệp à, anh vẫn khỏe chứ? Con gái Nhân Hề của tôi nói, trị liệu của anh tương đối hữu hiệu, nếu như tiếp tục đoán chừng có thể hoàn toàn trị lành, thật không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Thái độ của Thiếu Phi Thành tương đối thân thiết, xem ra tâm tình không tệ. Cảm ơn, ông cảm ơn như vậy sao? Trong lòng Diệp Phàm âm thầm mỉa mai, tuy nhiên ngoài miệng vẫn cười nói. Tiện tay mà thôi, lúc ấy đoán chừng cũng là vận khí tốt, vừa vặn mèo mù đụng phải chuột chết, nếu rảnh rỗi, ông kêu Nhân Hề đến Ngư Dương, tôi trị liệu thêm cho cô ấy vài lần, cứ cách 3 tháng đến một lần, hiệu quả dần dần sẽ hiện ra, chữa bệnh nhất thời cũng không gấp được có phải không? Ha ha ha! Ai, chủ tịch huyện Diệp, chuyện mở rộng nhà máy phía bên Ngư Dương làm thế nào rồi? Thiếu Phi Thành nói đến đây, tâm tình có vẻ xuống thấp, đoán chừng là có tâm sự. Ha ha, chủ tịch Tiếu, nói thật, tập đoàn Phi Vân các ngài làm như vậy có vẻ không có chút đạo lý. Chuyện phá bỏ, bố trí đất đai không có 2.000 vạn thì không thể giải quyết được, khoản chi phí này các ngài lại không muốn gánh chịu, hơn nữa đây là điều kiện duy nhất để ký hợp đồng mà các ngài đề ra, chuyện này thật sự là ép Ngư Dương chúng tôi tuyệt lộ. Diệp Phàm có vẻ tức giận rồi. Thật xin lỗi chủ tịch huyện Diệp, ai, tôi tuy nói là chủ tịch, nhưng trong gia tộc còn có rất nhiều người khác. Công ty là tập đoàn, còn có rất nhiều cổ đông, chuyện này là hội đồng quản trị quyết định. Như vậy đi, tôi cũng nói thẳng, sợ làm lỡ việc của các anh, nếu thật sự làm không được chúng tôi xin đề xuất rút lui trước, số tiền 300 vạn xem như là tiền vi phạm hiệp ước của tập đoàn Phi Vân chúng tôi, không đòi các anh trả lại, ai, chủ tịch huyện Diệp, chuyện này Thiếu Phi Thành này làm không có đạo lý, xin anh lượng giải. Thiếu Phi Thành đoán chừng cũng bị ép buộc, xem ra chủ tịch cũng không thể nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Phàm cảm giác được một vài gia tộc công ty Hồng Kông hình như nội bộ đều rất phức tạp, giống như tập đoàn Nam Cung trước kia, danh tiếng chủ tịch dễ nghe, thật ra có rất nhiều chuyện cũng bất đắc dĩ. Nếu đã như vậy thì coi như xong đi, nói thật, điều kiện của Ngư Dương thật sự không bằng thành phố Phúc Xuân, tập đoàn các ngài có quyền tự do lựa chọn. Số tiền 300 vạn xem như là Thiếu tiên sinh ái tâm quyên tặng, bây giờ ngài có kêu tôi lấy số tiền đó ra tôi cũng không lấy ra nổi. Nếu các ngài có ý đồ rút lui xin mời tiến hành, nếu không cứ kéo dài mãi cũng không hay. Chẳng qua sau này Diệp Phàm này có chỗ nào có lỗi với tập đoàn các ngài cũng đừng trách tôi là được. Diệp Phàm thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, giọng nói cũng không còn thân thiết như trước. Một giờ sau, Diệp Phàm đang chuẩn bị lên đường đi thành phố thì nhận được điện thoại của Trịnh Lực Văn, nói là Tổng Giám đốc tạm thời của Ngư Dương Thiếu Ngạo Sương đã đề xuất giải ước, hỏi tính toán của Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh lùng nói mấy chữ. Lập tức giải ước. Sau khi cúp điện thoại Diệp Phàm lập tức gọi điện cho Tề Thiên. Tề Thiên, cậu điều tra một số chuyện của tập đoàn Phi Vân và tập đoàn Bố Thăng Hồng Kông cho tôi, càng cặn kẽ càng tốt. Đại ca, có phải bọn họ chọc vào anh hay không? Tề Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên. Không có việc gì, chút chuyện làm ăn thôi. Diệp Phàm chậm rãi nói. Không thành vấn đề. Một canh giờ sau em sẽ gửi tài liệu cho anh. À, nói cho anh biết đoàn trưởng Thiết đã thăng thiếu tướng rồi. Tề Thiên cười nói, tuy nhiên trong lời nói vẫn lộ ra mùi vị chua xót. Vậy tôi cũng phải tới Thủy Châu chúc mừng anh Thiết một phen, ha ha ha. Diệp Phàm cũng tương đối cao hứng, lại nói. Tiểu tử cậu có phải ăn dấm rồi không? Ăn dấm, em không thích ăn thứ đó. Tề Thiên nhất thời không kịp phản ứng, cứ lắc đầu. Cậu không ăn dấm làm sao cảm giác có vị chua, tôi còn ngửi thấy mùi thiêu trong điện thoại. Diệp Phàm trêu ghẹo nói. Ai, lão đại, anh cũng thăng lên thượng tá rồi, huynh đệ này bây giờ vẫn chỉ là thiếu tá, thảm hại, đến khi nào mới có thể tăng một cấp chứ? Tiểu tử Tề Thiên này kêu khổ thấu trời, giả bộ thê thảm. Cậu muốn thăng cấp thì dễ thôi, gia tăng luyện công đi, đạt tới quốc thuật tứ đoạn là có thể thăng lên trung tá rồi. Tiểu tử cậu thật không biết đủ. Cậu mới 24 tuổi, người ta muốn làm thiếu tá có lẽ cũng phải 27 tuổi, cậu thăng tiến như vậy đã là rất nhanh rồi. Diệp Phàm cười mắng. Hừ, anh không phải là mới tròn 19 tuổi đã là thượng tá sao? Tề Thiên không nhịn được thầm cằn nhằn lên tiếng, thiếu chút nữa làm Diệp Phàm chết nghẹn, ra vẻ dạy dỗ nói. Được rồi, lúc nào đó hai chúng ta đấu thử, nếu cậu thắng được tôi,
vậy tôi sẽ nhường chức thượng tá lại cho cậu, thế nào hả? Đừng, em vẫn mang mũ thiếu tá thôi, so chiều với anh, đây không phải là muốn chết sao, loại tai to mặt lớn như sát thần tàn ác phá thiên cũng phải gọi anh một tiếng anh, em là cóc khô gì? Tề Thiên rất biết mình biết ta, lập tức sợ hãi kêu lên. Ừ, biết là tốt rồi, khổ công tu luyện mới là vương đạo, chẳng qua. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến tổ hạch tâm số 8 của tổ A Đặc Cần, Tề Thiên hiện tại chỉ là đội viên liệp báo, cũng không thuộc về tổ Đặc Cần, nghe nói muốn đi vào tổ Đặc Cần khảo hạch tương đối khó khăn, thành viên chính thức của tổ A Đặc Cần cũng không quá 60 người. Những người khác đều là hàng tạp nham, phối hợp giúp đỡ hậu cần, giống như là cả binh đoàn liệp báo đều là vì tổ hạch tâm số 8 tổ Đặc Cần quốc gia. Nếu như đưa Tề Thiên vào tổ hạch tâm số 8, tiền đồ sau này của tiểu tử này sẽ lớn hơn rất nhiều, chẳng qua tổ Đặc Cần thi hành nhiệm vụ nguy hiểm hơn nhiều so với liệp báo. Khi gặp nhiệm vụ cấp đặc biệt, bất cứ lúc nào đều có thể rơi đầu, giống như lần trước Diệp Phàm tới Y Hạ Ma Cung của Nhật Bản, có thể xem là thập tử nhất sinh. Lúc ấy Trương Cường và Lý Sơn đều thiếu chút nữa mất mạng, Lạc Tuyết Phiêu Mai cao thủ cấp ngũ đoạn, thực lực chân thật đạt đến năng lượng của cao thủ lục đoạn, cuối cùng còn không phải vì kịch chiến khiến bệnh cũ của cô ta tái phát. Cuối cùng nghe nói quốc thuật ngũ đoạn thoáng cái rất xuồng tam đoạn, tương đương với Tề Thiên. Cho nên tổ Đặc Cần quốc gia giao cho bọn họ quyền lực rất lớn, nhưng cũng cho bọn họ nguy hiểm lớn hơn. Diệp Phàm vẫn suy nghĩ có nên tiến cử Tề Thiên vào tổ Đặc Cần hay không, tuy nói khảo hạch của tổ cực kỳ khó khăn, nhưng Diệp Phàm tin tưởng có mình tiến cử, hơn nữa thân thủ của mình khiến tổ có chút kiêng kỵ, đoàn trưởng Thiết tương đối coi trọng bản thân mình, theo lý thuyết giản xếp một người hẳn là không thành vấn đề. Chẳng qua làm sao vậy đại ca, làm sao chỉ nói nửa câu. Tề Thiên kêu lên trong điện thoại. Tề Thiên, nửa mặt bằng tầng 3 của cao ốc Thiên Mã thuộc tập đoàn Nam Cung do tập đoàn Phi Vân Hồng Kông thuê, một nửa khác không biết cho ai thuê, cậu có bản lĩnh khuyên khách thuê rút lui không? Diệp Phàm nghiêm túc hỏi. Hiện tại em không thể trả lời, bởi vì em không biết đối phương là người nào, hơn nữa đoán chừng đều là công ty của Hồng Kông. Hồng Kông hiện tại vẫn đang bị người Anh quốc thống trị, tương đối khó khăn. Tề Thiên có vẻ ấp úng, xem ra tiểu tử này không ép cho thì không chịu xuất lực rồi. Ha ha ha, nghe khẩu khí của cậu cho dù khó khăn, cũng có cách của mình có phải không? Diệp Phàm cười nói. Chuyện đó là đương nhiên, cha em có một người bạn thân thiết từ nhỏ ở Hồng Kông, nghe nói công ty của gia tộc kia cũng có gia sản mười mấy tỷ, thế lực khổng lồ. Tiểu tử Tề Thiên này lại ra vẻ kiêu ngạo. Vậy thì đúng rồi. Cậu lấy danh nghĩa của lão đầu tử nhà cậu chạy một chuyến, nói không chừng còn có thể đuổi được khách thuê nửa mặt bằng tầng 3 còn lại ở cao ốc Thiên Mã, nhượng quyền cho thuê lại. Diệp Phàm răng bẫy Tề Thiên cứ thế rơi vào. Đại ca anh đang đào hố bẫy em sao? Tuy nhiên chuyện này không thể làm được, tuy nói vị bá phụ kia có quan hệ tương đối thân thiết với cha em, cũng rất yêu thích em, tuy nhiên, đại ca chuyện anh nói có lẽ liên quan tương đối lớn, hẳn là có hơn ngàn vạn tài chính sang tên sao? Tề Thiên cũng không ngu ngốc, thoáng cái đã đoán chúng. Hơn nữa bá phụ kia có một con gái, hình như. Tề Thiên ấp úng không dám nói ra. Có phải cô ta có ý tứ với cậu hay không? Diệp Phàm thiếu chút nữa cười phá lên, thầm nghĩ Tề Thiên này thật đúng là ai gặp cũng thích. Đại ca biết rồi còn nói, chẳng qua cô ấy lớn hơn em 2 tuổi, làm chị thì còn được, làm bà xã nhất định không được, nữ cường nhân A. Nghe nói công ty bá phụ hiện tại có 3 thành công việc là cô ta xử lý. Sau này cưới nữ cường nhân ngày ngày trông coi mình thì sống thế nào? Hơn nữa nếu em đi cầu xin bá phụ, đoán chừng ông ấy sẽ thu xếp cho em đi cầu xin chị gái cường nhân đó. Chuyện này lão đầu tử nhà em hình như cũng có chút ý tứ, không có đường sống. Tề Thiên kêu khổ thấu trời. Ồ, thì ra là như vậy, ừ, tôi cũng không thể đem lão để cậu cứng rắn nhét vào trong hố lửa có phải không? Ai, coi như vậy đi. Vốn là tôi muốn giới thiệu. Diệp Phàm lại bắt đầu câu cá rồi, nói nửa câu, khiến Tề Thiên không nhịn được kêu lên. Lão đại, giới thiệu cái gì? Nói nhanh lên. Nói cũng không có cách nào, tiểu tử cậu sợ hãi nữ cường nhân người ta. Diệp Phàm tiếp tục chơi câu cá. Chuyện có liên quan đến nữ cường nhân thì xong rồi. Xem ra Tề Thiên thật sự sợ hãi nữ cường nhân này, thất vọng lắc đầu. Được rồi. Tôi giới thiệu người khác đi. Hắn thấy Tề Thiên có ý rút lui, Diệp Phàm lại ném ra một quả bom nặng cân, nổ Tề Thiên sắp hộc máu, trầm mặc một chút,
cuối cùng vẫn không nhịn được, cười khan, hỏi. Đại ca, rốt cuộc là giới thiệu làm cái gì? Cậu sợ nữ cường nhân còn hỏi làm gì? Giọng điệu của Diệp Phàm tăng lên. Hắc hắc, hỏi một chút, tò mò thôi. Tề Thiên lại cười khan. Cậu từng nghe nói quốc gia có một tổ chức thần bí chưa? Diệp Phàm rốt cục cũng đưa ra chủ đề chính, hắn biết Tề Thiên nhất định tự nhảy vào trong cạm bẫy, chẳng qua trong lòng Diệp Phàm vẫn còn có vẻ do dự. Màng nhĩ Diệp Phàm ong ong vang lên. Tiểu tử cậu nhỏ giọng một chút được không, lỗ tai lão tử sắp bị cậu làm điếc rồi, muốn gọi sói à? Diệp Phàm tức giận mắng. Ha ha, xin lỗi đại ca, em kích động quá. Tề Thiên cười khan, đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Có phải đơn vị bộ đội thần bí đó không? Ừ, hình như có chữ A ở đầu. Diệp Phàm cố ý chỉ nói một nửa. Thật sao, mẹ ơi, tổ A đặc cần quốc gia, thần linh của em, thượng đế vạn năng của em, đại ca, anh thật có thể giới thiệu em vào đơn vị bộ đội đó. Tề Thiên giơ tay lên, như một giáo đồ thành kính. Mẹ kiếp, tiểu tử cậu tin vào thần linh chó má ngoại quốc à, nếu gọi cũng phải kêu Tam Thanh Đạo Tôn mới đúng, thượng đế cái rắm gì? Diệp Phàm mắng. Chương 520, thóc đâu mà đãi gà rừng. Đúng, đúng, thượng đế là cái rắm, Tam Thanh Đạo Tôn, đại ca, nếu thật sự có thể vào đơn vị bộ đội thần bí đó, tiểu đệ này có phải lên núi đao, xuống biển lửa cũng phải đi Hồng Kông va chạm, nữ cường nhân là cái quái gì, chúng ta là bá nhạc tuần phục ngựa, còn không dễ như trở bàn tay. Tề Thiên thoáng cái thế khí ngẩng cao, hưng phấn đến nỗi ngay cả gương mặt đều đỏ rừng rực. Giới thiệu là được. Chẳng qua còn phải khảo hạch, nghe nói khảo hạch tương đối khó khăn, tuy nhiên tôi có thể đề cử cậu vào tổ dự bị, từ từ đi, chuyện này không vội, như thế nào đây? Còn có một điểm, chuyện này cấp cơ mật, không được để lộ bí mật nửa câu, ngay cả bạn gái của cậu, nhân tình, cha cậu cũng không được. Diệp Phàm vô cùng nghiêm nghị. Dạ, em sẽ kiên quyết giữ bí mật, tuyệt không tiết lộ nửa câu. Liệp báo có kỷ luật, tổ đặc cần lại càng có kỷ luật sắt. Đại ca, lão đầu tử hiện tại cũng không biết anh đang ở trong liệp báo, không ngờ đại ca lại là tổ A, chuyện này đại ca nhất định phải giúp em. Tề Thiên này nằm mộng cũng muốn vào bộ đội thần bí, dù chết cũng cam lòng. Tề Thiên nói chuyện như đinh đóng cột. Chết chóc cái gì, huynh đệ chúng ta phải sống vui vẻ mới đúng. Tuy nhiên tôi cũng phải nói rõ với cậu, tổ đặc cần quốc gia càng nguy hiểm, so với liệp báo càng nguy hiểm gấp 10 lần, đi thi hành nhiệm vụ bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Cậu suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Hơn nữa, nếu cậu thành đội viên tổ dự bị, để có thể trở thành một thành viên chính thức, nhiệm vụ nguy hiểm càng lớn. Có lẽ còn chưa trở thành đội viên chính thức đã mất mạng, cậu phải suy nghĩ kỹ càng. Đương nhiên, về tổ cơ mật không thể nói với cha cậu, tôi tin cha cậu trước kia làm quan lớn trong quân đội, có lẽ cũng đã được nghe nói tới tổ A đặc cần. Chuyện có nên gia nhập bộ đội trái lại cậu có thể thương lượng với cha cậu một chút. Cậu nói là lãnh đạo tổ A nhìn chúng cậu, hỏi ý kiến người nhà là được, không được dò gì tôi ra. Diệp Phàm thận trọng nói. Không cần, thủ trưởng, em thỉnh cầu trở thành đội viên dự bị. Thủ trưởng, em không sợ chết, em thích cuộc sống như vậy. Da ngựa bọc thây, vinh quang. Tề Thiên không chút do dự. Tốt, có tin tức tôi sẽ báo cho cậu. Diệp Phàm cũng vô cùng nghiêm túc nói, khi nói chuyện nghiêm túc, Tề Thiên phải gọi hắn là thủ trưởng. Cảm ơn đại ca, tối nay em sẽ chạy tới Hồng Kông, em nhất định sẽ hoàn thành chuyện này. Đại ca chờ tin tốt đi. Tề Thiên vội vàng, phút cuối cùng cúp điện thoại vẫn không quên dặn dò một câu. Đại ca chuyện kia ngàn vạn đừng quên, em chờ. Ai, không biết chuyện này mình làm có đúng không nữa. Sau khi cúp điện thoại Diệp Phàm thở dài nói, hai mắt có vẻ mơ màng, giới thiệu Tề Thiên vào tổ đặc cần, tiền đồ đương nhiên lớn hơn rất nhiều, nhưng lại càng nguy hiểm. Từ trong đáy lòng, Diệp Phàm không muốn mất đi hảo huynh đệ này. Bí thư cổ, gần đây chuyện gọi thầu của khu kinh tế đang sôi lên sùng sục, người khen ngợi cũng có, người mắng chửi cũng có. Anh xem, mới vừa rồi đồng chí Ngưu Lập Phú của ban thông tin đưa tới trên 100 lá thư, tất cả đều là tiếng hô phản đối, hô hào huyện ra mặt can thiệp vào cách làm độc đoán của đồng chí Diệp Phàm, nói là tiền của người Ngư Dương không thể để cho người bên ngoài vớt sạch được, bất lợi cho phát triển kinh tế Ngư Dương. Bất lợi giải quyết lực lao động thẳng dư của Ngư Dương. Phó Chủ tịch huyện Tiếu Tuấn Thần đưa cho Cổ Bảo Toàn một chồng thư tín. Ừ, để tôi xem qua. Cổ Bảo Toàn không tỏ thái độ,
nhanh chóng lật xem, đốt thuốc lá, trầm mặc một hồi, hỏi. Lão Tiếu, anh có suy nghĩ gì? Từ trình tự gọi thầu công trình đã nói, chủ nhiệm Diệp làm không có gì đáng chê trách, quang minh chính đại, bây giờ quốc gia đang ra sức ngăn chặn vấn đề ăn bất công trình, Tích Ninh năm ngoái vì chuyện sửa đường, có mấy quan lớn của sở giao thông đã rớt đài. Tuy nhiên hiện trạng ngư dương chúng ta lại làm cho người khác bối rối, lao động thẳng dư đặc biệt nhiều. Trên bảng thống kê huyện chúng ta nói lao động thẳng dư chiếm 2 thành, tôi thấy không dừng ở con số này, ngoài đường đầy những kẻ không có công ăn việc làm, dỗi hơi, những người này dễ gây chuyện nhất, vì không có việc làm, trong túi không có tiền. Thế nhưng bọn họ lại muốn có tiền tiêu xài, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ăn trộm móc túi, thậm chí đột nhập vào nhà ăn trộm. Chuyện cướp bóc tháng trước đã xảy ra rồi. Tiêu Tuấn Thần cũng không nói mình ủng hộ hay đồng ý, tuy nhiên ý tứ cũng là muốn kiếm nhiều tiền hơn cho huyện. Đúng, công trình lớn vượt qua 3.000 vạn, nếu để cho người ngư dương tiếp nhận, chí ít cũng có thể kiếm về hơn 1.000 vạn. Nguyên liệu, sức lao động, tiêu phí, một khoản thu vào khả quan. Ngư dương chúng ta đa phần là nông nghiệp, cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu người. Dù sao cũng phải để cho bọn họ kiếm cơm ăn, cùng cực dễ sinh biến. Tuy nhiên cách làm của đồng chí Diệp Phàm rất công chính, đạo nghĩa, cậy mạnh cưỡng chế hắn sửa đổi phương án gọi thầu rất có thể sẽ khiến hắn ghét, thậm chí tức giận. Lúc ấy cũng đã nói, huyện chúng ta cấp cho khu kinh tế Lâm Tuyền quyền tự do rất lớn, phát huy năng lượng đầy đủ của bọn họ, huyện chỉ giám sát, chuyện này rất khó làm. Cổ Bảo Toàn thở dài. Sau khi hút được nửa điếu thuốc, hình như hạ quyết tâm, nói. Chuyện này để hội nghị thường ủy bàn bạc đi, dù sao cũng liên quan đến đại công trình 3.000 vạn. Bí thư Cổ, tập đoàn Phi Vân rút vốn rồi. Tiêu Tuấn Thần vừa đi vệ sơ tinh vội vã đi vào. Cái gì, tại sao? Cổ Bảo Toàn cả kinh đứng lên, chuyện này là hiện tượng rất hiếm thấy, có thể khiến Cổ Bảo Toàn biểu hiện mất bình tĩnh như vậy. Một giờ trước. Người phụ trách tạm thời của tập đoàn Phi Vân Hồng Kông ở Ngư Dương là Tiếu Ngạo Sương nói là nhận được chỉ thị của Tổng Bộ, nói là xét thấy nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương không thể mở rộng nhà máy như hứa hẹn, mà điều kiện của Ngư Dương cũng không bằng Phúc Xuân, cho nên đề xuất rút vốn. Vệ sơ tinh kích động nói. Chuyện này chủ nhiệm Diệp có báo cáo với cô không? Cổ Bảo Toàn nhướng mày. Không có, đồng chí Trịnh Lực Văn của Cục Chiêu Thương mới tới báo cáo. Nói là đã hoàn thành hiệp nghị rút vốn với tập đoàn Phi Vân, hiệp ước đã ký, còn nói người ta muốn rút vốn chúng ta ngăn chặn cũng không ngăn được. Vệ sơ tinh tức giận nói. Chuyện lớn như vậy chủ nhiệm Diệp không báo cáo cho cô, chỉ ít khi tập đoàn Phi Vân báo rút vốn, hắn phải báo cáo với huyện ủy, sao qua loa như vậy, báo cho đồng chí Diệp Phàm, kêu hắn lập tức trở về huyện, giải thích rõ cho tôi, hừ. Cổ Bảo Toàn cũng khó giữ được bình tĩnh, đập bốp lên bàn. Tập đoàn Phi Vân ở trong mắt của y là một con rùa đẻ trứng, vất vả lắm mới câu được một con đột nhiên lại trốn thoát mất, càng tức giận là Diệp Phàm có thể độc đoán ngang ngược như vậy, chuyện lớn như vậy không báo cáo với huyện, bản thân tự mình quyết định. Tôi mới liên lạc, hắn đi thành phố rồi. Sắc mặt vệ sơ tinh lại càng khó coi, gần như xanh mét. Hắn đi thành phố làm gì, không ở Lâm Tuyền giải quyết công việc của khu kinh tế lại chạy đi thành phố, thật là trẻ tuổi tính tình ham chơi. Cổ Bảo Toàn hừ một tiếng, đột nhiên xoay người hỏi. Khoản tiền dự chi 300 vạn đợt đầu của tập đoàn Phi Vân xử lý như thế nào? Trịnh Lực Văn nói, chủ nhiệm Diệp và tiên sinh Tiếu Phi Thành bàn bạc qua điện thoại, cuối cùng tập đoàn Phi Vân gánh chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng, số tiền 300 vạn xem như đền bù hợp đồng. Vệ sơ tinh nói, ai? Cổ Bảo Toàn như quả bóng hết khí, ngồi phịch xuống ghế. Báo cho Diệp Phàm. Kêu hắn sáng sớm ngày mai đến phòng họp hội nghị thường ủy, hắn phải báo cáo với các thường vụ chuyện liên quan đến gọi thầu của khu kinh tế, cũng phải giải thích với mọi người chuyện tập đoàn Phi Vân rút vốn lần này, chuyện này quá lớn, hồ đồ. Cổ Bảo Toàn chỉ tiếc rèn sắt không thành. Đúng rồi, hắn có nói đi thành phố làm gì không? Hắn nói đi thành phố giải quyết chuyện địa bàn chính quyền xã Khanh Hương bán lại cho tập đoàn điện lực, cùng đi có Mâu Dũng và Tạ Đoan. Hắn nói chuyện này không thể kéo dài được nữa, chỉ sợ chậm thì sinh biến. Vệ sơ tinh nói. Ừ, thôi đi, chuyện kia cũng liên quan đến khoản tiền lớn 800 vạn, nếu như có thể lấy về được coi như là công lao lớn. Sắc mặt Cổ Bảo Toàn hòa hoãn một chút. Bí thư Mâu, tôi cảm thấy huyện chúng ta có phải cho chủ nhiệm Diệp quyền lực quá mức hay không,
khu kinh tế Lâm Tuyền sắp biến thành khu tự trị rồi, nói khó nghe chính là huyện trong huyện. Vệ Sơ Tinh cuối cùng cũng thốt ra những lời bất mãn. Quyền lực lớn, tuy nhiên trách nhiệm cũng lớn, chúng ta không phải ép hắn trong 2 năm mục tiêu là tăng trưởng GDP 5% hay sao? Nếu như vừa muốn áp gánh nặng xuống, lại muốn chói tay chân bọn họ, làm sao có thể hoàn thành mục tiêu? Tiểu tử này tật bệnh không ít, chẳng qua khả năng lớn hơn, thời gian trước không phải thoáng cái kiếm được 3.000 vạn quyên tặng, tiền mặt cũng có khoảng 2.600 vạn. Thể diện rất lớn, nhân mạch rất rộng, tiền đồ rộng, hơn nữa tầm mắt rộng rãi, ngay cả phó chủ tịch thành phố Lô cũng phải khen thưởng. Ông ấy nói là người này hoàn toàn có thể đảm đương chức vụ cục trưởng cục chiêu thương thành phố, ý tứ là để chúng ta Ngư Dương không biết trọng dụng nhân tài. Chủ tịch huyện vệ, cô có tin, nếu chúng ta chịu thả người, đoán chừng phó chủ tịch thành phố Lô nhất định sẽ bắt hắn đến cục chiêu thương thành phố. Lúc đó tiểu tử này chỉ lưu lại danh hiệu, đại sư hóa duyên. Cổ Bảo Toàn trái lại khen ngợi Diệp Phàm một phen. Phương diện năng lực tôi không có nói gì, chúng ta đúng là cần người tài giỏi như thế. Chẳng qua hắn xử lý một số chuyện có vẻ thô bạo, chỉ sợ hắn có chút thiếu sót ở phương diện làm việc với đồng nghiệp, điều khiển cấp dưới. Khu kinh tế Lâm Tuyền liên quan đến 6 thị trấn 2 thị xã, tựa hồ chiếm một nửa sự vụ huyện chúng ta. Nhân viên đông, công việc phức tạp, hắn có thể giành được tín nhiệm hay không? Vệ Sơ Tinh cũng nói ra lo lắng của mình. Ngọc không mài không sáng, con người đều có quá trình trưởng thành. Nếu chúng ta sợ này sợ kia, vậy hắn vĩnh viễn chỉ có thể là một con chim non, vĩnh viễn cũng khó bay lên trời xanh. Hơn nữa chúng ta không phải đã sắp xếp hai trợ lý chủ tịch huyện phối hợp công tác với hắn, có chuyện gì tôi tin tưởng hai đồng chí Trương Quốc Hoa và Ngọc Xuân Thiền sẽ phối hợp rất tốt, còn về phương diện tín nhiệm, thật ra tiểu tử này không hề kém so với người khác. Khu kinh tế Lâm Tuyền thành lập cũng được ít ngày, phản ứng của cấp dưới tương đối tốt. Nghe nói hắn thi hành một loạt chính sách ủy quyền, ngay cả một trưởng phòng cấp phó ban dưới tay hắn một năm cũng có 10 vạn tài chính. Chuyện này các phòng cục trong huyện rất khó làm được. Người không có tư tâm mới làm được đại nghĩa như vậy. Một số lãnh đạo các ngành, bọn họ sợ quyền lực trong tay mình bị người khác phân đi, quản lý chữ ký rất là chặt chẽ, phân tán quyền lực phù hợp không phải càng dễ làm việc, cũng có lợi kích thích tính tích cực của cấp dưới. Cổ Bảo Toàn lúc này trái lại dễ dàng nói với Vệ Sơ Tinh. Chương 521, đã kích phí ra. Bí thư Cổ, đồng chí Diệp Phàm đúng là rất ưu tú, tuy nhiên chuyện nhà máy thảm sợi lần này, hắn xác thực làm không tốt, thậm chí có thể nói là tương đối không thỏa đáng, khó khăn lắm mới kết nối được với tập đoàn Phi Vân, kết quả bị hắn phá hỏng. Trong lòng Vệ Sơ Tinh vẫn khó có thể quên được, bởi vì áp lực của cô ta quá lớn, cũng khó trách. Được rồi, chờ hắn trở lại đã. Trước mắt chuyện gọi thầu công trình sửa đường Lâm Tuyền gặp khó khăn rồi, chủ tịch huyện vệ, gần đây cô bớt chút thời gian chú ý, xem chừng cẩn thận, nếu không chọc ra chuyện gì thì phiền toái. Cổ Bảo Toàn luôn có một loại dự cảm xấu, chẳng qua nhất thời không tìm được dấu hiệu gì. Buổi tối, trong đại viện Phí gia, Phí Vũ Vân âm trầm, tức giận nói. Cha, tiểu tử Diệp Phàm này thật là nham hiểm, hắn chơi chúng ta một vố. Ừ, tổn thất bao nhiêu? Bí thư khối đảng ủy Phí Mặc mặt không chút thay đổi nói. Đại khái hơn 200 vạn, mẹ kiếp, tiểu tử này trước đó cũng không tiết lộ. Hắn nói giải ước với tập đoàn Phi Vân thiếu gia thì giải ước, làm hại chúng ta liều mạng sang tên chuyển hộ địa bàn xung quanh nhà máy. Một số nhà hư hỏng, chúng ta còn bỏ tiền ra mua vượt giá thị trường. Chuồng heo chuồng bò mà bỏ ra hơn một vạn, nếu như nhà máy không mở rộng, mua những thứ đó để làm gì? Phí Vũ Vân thiếu chút nữa tức hộc máu. Ai, Phí gia chúng ta lần này đã bỏ ra số tiền lớn để đấu với Diệp Phàm, để thu lợi. Mất 200 vạn mua những nhà lầu hư hỏng cũng không nói, chủ yếu nhất là ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Hình như có 5-60 hộ nhà Phí gia cũng nghe lời con, liều mạng xây thêm tầng lầu, chuồng heo chuồng gà cũng bị bọn họ giải tán sửa thành nhà ở. Phòng ốc xây dựng tạm thời rất thô ráp, nền móng làm tùy tiện, bên trong vôi vữa có lẽ không trộn đến mấy bao xi măng, người không thể ở, bây giờ còn bỏ tiền mời công nhân phá bỏ, nếu không sau này xảy ra chuyện thì phiền toái. Trải qua chuyện ầm ĩ như vậy, sau này Phí gia chúng ta có hiệu triệu mọi người một lần nữa làm gì đó đoán chừng cũng khó khăn, ảnh hưởng rất lớn. Tất cả đều là ảnh hưởng tiêu cực, Võ Vân, chuyện lần này là một bài học cay đắng, sau này phải bình tĩnh một chút, không nên nghe thấy một chút động tĩnh thì mù quáng hành động,
tình huống phía bên Diệp Phàm phải quấn chặt rồi mới chuẩn bị. Phí Mặc lạnh lùng nói, thỉnh thoảng cau mày. Chẳng lẽ cứ như vậy, mẹ kiếp, con dứt khoát phải tìm người đánh què tiểu tử này, dám ám hại Phí gia chúng ta, đó là hơn 200 vạn, không phải là 1-2 đồng. Phí Vũ Vân run rẩy, sắc mặt dữ tợn như sói. Dạy dỗ cái rắm, con có thể đánh tàn mấy người. Con cho rằng Diệp Phàm là một tên soàng xính sao. Hôm đó chuyện xảy ra trên đỉnh Nam Thiên của xã Tây Bàn, tiểu tử con thử nghĩ xem, có phải có phát hiện gì không? Phí Mặc há mồm quát lên, vẻ mặt nghiêm nghị. Có cái gì, hắn chỉ một tiểu tử thư sinh, tốt nghiệp không quá nửa năm, có thể có năng lực gì? Phí Vũ Vân nổi giận đùng đùng, vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử này, con kêu cha phải nói gì đây? Con thật là một hỗn cẩu, con có phải ngu xuẩn tận cùng rồi không? Con suy nghĩ thật kỹ, hôm đó sau khi Ngọc Sử Giới đang chửi Diệp Phàm thì xảy ra chuyện gì? Phí Mặc chỉ tiếc công rèn sắt không thành thép a. Để con nghĩ. Phí Vũ Vân đương nhiên không phải là kẻ ngu ngốc chính tông, nhắm mắt suy nghĩ một lát, đột nhiên mặt hiện kinh hãi, thất thanh kêu lên. Đúng, đúng, hôm đó hình như tiểu tử Kháo Sơn Hổ kia từ không trung vào tới muốn đánh Diệp Phàm. Sau lại không biết từ chỗ nào toát ra một người thanh niên lạnh lùng, một quyền ngăn cản, lúc ấy Ngọc Thế Hùng còn lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa té như chó gặm bùn, sau đó nghe nói người thanh niên kia là tài xế của Diệp Phàm, chẳng lẽ tiểu tử này cũng là người luyện võ? Con cũng không ngốc, con thử nghĩ xem, Diệp Phàm trong thời gian không lâu có phải đánh nhau mấy lần rồi hay không, có một lần nào đó hắn thật sự rất thảm, cuối cùng bọn người đó bị hắn dọa đến tè ra quần. Lần đầu tiên cùng Chu Tiểu Đào ở Thủy Vân Cư, kết quả Chu Tiểu Đào bị bắt vào căn cứ Dương Đầu Phong, thiếu chút nữa bị tiểu đoàn trưởng Tạ gì đó lột ra, nghe nói cuối cùng Chu Trường Hà phải cầu xin ông bà mới có thể cứu con trai ra ngoài. Lần thứ hai Vương Tiểu Ba cùng Cổ Trinh Hoa của huyện cục sử dụng hình phạt riêng đối với Diệp Phàm. Kết quả như thế nào, Cổ Trinh Hoa vào đại lao, bây giờ còn đang trong đại lao hát, nước mắt sau song sắt, còn Vương Tiểu Ba bây giờ cũng là người chờ xử tội. Nếu không phải y có thần tài Vương Thiên Lượng đoán chừng đã sớm vào trong lao ăn cơm tù rồi. Lần thứ ba em trai Văn Viễn của con không phải cũng bị hắn nhốt vào sở thú. Cho nên, tiểu tử này không phải là người tầm thường, tuy nói bản thân hắn chưa ra hình dáng gì, chính là vận khí tốt. Con phải ghi nhớ, đừng gây chuyện với tiểu tử đó, đừng chọc ra chuyện gì lớn hơn. Con thử nghĩ xem, Ngọc Kiều Long của Ngọc gia bị hắn đùa giỡn, Ngọc Sử Giới bị chửi, kết quả như thế nào? Tiểu tử đó đầu tiên bị lột mũ quan đày đi trông coi đập chứa nước, mấy ngày sau lập tức thăng lên phó chủ tịch huyện, chỗ kỳ quái trong chuyện này cho tới bây giờ cha cũng không hiểu rõ. Mấy ngày hôm trước phó chủ tịch thành phố Lô Trần Thiên hình như khen ngợi tiểu tử đó không dứt miệng, lẽ nào sau lưng tiểu tử này có chỗ dựa chính là phó chủ tịch thường vụ thành phố Lô Trần Thiên. Phí Mặc cẩn thận giáo dục con trai. Chuyện này có lẽ không phải, nếu là Lô Trần Thiên. Trước kia hắn mới tốt nghiệp cũng sẽ không bị Tần Chí Minh nhét vào đập thiên thủy đi làm một thôn quan, nếu có chút quan hệ có lẽ cũng không thân thiết. Phí Vũ Vân tự có cách nhìn của mình. Cũng đúng, có lẽ là Lô Trần Thiên thật sự yêu thích người tài, tiểu tử kia đích xác là người hóa duyên. Người có thể làm ra tài chính, đương nhiên cũng rất được coi trọng. Tuy nhiên so với hắn, tiểu tử con còn phải học tập nhiều, đừng cả ngày chỉ biết thao tác trên bụng đàn bà, không được chỉ lo gieo giống. Phí gia chúng ta không thiếu con gái, nhưng các cô gái thích gì, đương nhiên là thích tiền, không có tiền người ta sẽ không để ý đến con nữa, con đừng tưởng con ưa nhìn thì có thể lừa được con gái, cái đó không đáng giá mấy tiền, cho nên kiếm tiền mới đúng. Tuy nhiên cha tin tiểu tử kia lần này khó thoát tai kiếp, nghe nói chuyện tập đoàn Phi Vân giải ước với nhà máy dệt huyện là do hắn tự chủ trương, ngay cả vệ sơ tinh và cổ bảo toàn cũng không được báo cáo. To gan lớn mật. Hắn tưởng Ngư Dương là thiên hạ của hắn, chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền, nói khó nghe một chút là chức vụ cổ bảo toàn có thể lột xuống bất cứ lúc nào. Phí Mặc khôi phục bình tĩnh. Cha, con thấy phải trực tiếp bắt giữ tiểu tử này mới được, nếu không chuyện gọi thầu lần này có phiền toái lớn. Phí Vũ Vân cười nói, vẻ mặt như vui mừng trước khó khăn của người khác. Bắt giữ, không dễ dàng. Chuyện này ít nhất phải để cho cổ bảo toàn hoàn toàn mất đi lòng tin lúc với hắn mới có cơ hội. Chuyện lần này có lẽ nhiều nhất chỉ phê bình một bữa là xong. Muốn dùng chuyện này đánh đổ hắn, thời cơ còn chưa đủ thành thục, chẳng qua cũng có thể thử một chút, không đánh đổ hắn công ty võ thần chúng ta nhất định sẽ phiền toái,
rõ ràng không chống đỡ nổi với công ty lớn của thành phố và tỉnh ngoài. Nếu nói đi cạnh tranh công bằng, công ty trong huyện chúng ta cũng không đến phần, phải xem hội nghị thường ủy ngày mai có thể đem đối tượng công trình giới hạn bên trong Ngư Dương hay không. Cha nghĩ cổ bảo toàn và vệ sơ tinh có lẽ cũng có chút ý đồ, 3.000 vạn cho người ngoài kiếm tiền còn không bằng cho Ngư Dương chúng ta kiếm tiền. Chẳng khác nào thoáng cái tăng thêm 3.000 vạn tổng thu nhập của Ngư Dương, nếu kéo dài sẽ không dừng ở con số này. Nếu hội nghị thường ủy không quyết định được chuyện này thì con nói với Tiểu Nguyệt còn có thể mở con đường nội bộ từ khu kinh tế Lâm Tuyền. Chuyện lớn như vậy nhất định phải do tập thể đảng ủy khu kinh tế quyết định mới được, đánh bại từ bên trong có lẽ có hiệu quả hơn, cha tin thiếu gia cũng sẽ ủng hộ tiền này để cho người Ngư Dương kiếm tiền. Phí Mặc cũng cảm thấy chuyện này có vẻ khó giải quyết. Trong kiểm phổ các của thành phố Mặc Hương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực thành phố vừa nhậm chức Phạm Trọng Dương đang đỏ bừng mặt, có lẽ một nửa là vì rượu Mao Đài làm loạn, một nửa nguyên nhân là gần đây y gặp số đỏ, chiếc ghế chủ tịch tập đoàn cuối cùng đã kết thúc, với thất bại của Vương Á Chiết. Đương nhiên, quan hệ thân thiết của Phạm Trọng Dương và Diệp Phàm làm cho Mâu Dũng và Tạ Đoan đều cảm thấy khó hiểu. Theo lý Diệp Phàm chẳng qua chỉ là một phó chủ tịch huyện, Tổng Giám đốc Phạm là lãnh đạo của Tập đoàn Điện lực thành phố, một cán bộ cấp trưởng phòng chính tông. Từ phương diện tài lực mà nói tuyệt đối không thua kém bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn, làm sao làm cho người ta cảm giác Tổng Giám đốc Phạm vô cùng thân mật với Diệp Phàm, thậm chí cho Mâu Dũng và Tạ Đoan cảm giác chính là Tổng Giám đốc Phạm có vẻ nịnh bợ Diệp Phàm. Cán bộ cấp trưởng phòng nịnh bợ cán bộ cấp phó phòng, nếu như Diệp Phàm nhậm chức phó trưởng ban, phó chủ nhiệm ban tổ chức thành phố còn có chút đạo lý, tình huống như vậy làm người ta vô cùng khó hiểu. Hai người đương nhiên chỉ có thể giả ngốc. Ngóc ngách bên trong có lẽ cũng chỉ có hai người Diệp Phàm và Phạm Trọng Dương biết rõ, đại nhân vật đương nhiên chính là trưởng ban tổ chức thị ủy Tào Vạn Niên. Người Phạm Trọng Dương kính trọng đương nhiên cũng không phải là Diệp Phàm, hơn nữa người phía sau Diệp Phàm là Tào Vạn Niên. Lần này Phạm Trọng Dương lên chức, trưởng ban tổ chức Tào Vạn Niên cũng tốn một phen tâm tư, vì cạnh tranh quá khốc liệt. Cho nên, trong lòng Tổng Giám đốc Phạm có cảm kích Diệp Phàm cũng bình thường, sau khi hai trai Mao Đài xuống bụng. Chuyện tập đoàn điện lực mua tòa nhà chính quyền xã Khanh Hương về cơ bản đã được quyết định. Chủ nhiệm Diệp, chúng ta cạn chén. Phạm Trọng Dương cười híp mắt nói. Được, cạn thêm chén nữa. Diệp Phàm cũng hào sảng giơ chén lên, uống một hơi cạn sạch. Tốt, hay lắm, như vậy đi, ngày mai tôi sẽ thu xếp người đến thị trấn Lâm Tuyền ký kết hợp đồng, sang tên quyền thổ địa và bất động sản. Tài chính đã quyết định là 800 vạn, chẳng qua. Hy vọng sau khi công trình sửa đường bắt đầu có thể kéo dài đến 3 trạm phát điện của tập đoàn điện lực chúng tôi ở thị trấn Lâm Tuyền. Phía bên Khanh Hương vì trạm phát điện cấp 2 Trúc Thủy Khê chuẩn bị khởi công, tiến độ công trình đường đi cũng nhanh hơn không ít. Tổng Giám đốc Phạm cười nói. Được, con đường của đập Thiên Thủy nhất quán có thể thông đến Khanh Hương, đồng thời xuyên qua Lâm Trường Cảnh Dương, lại xuyên qua trạm phát điện khác. Mặt khác con đường ở Khanh Hương cùng lúc khởi công, tăng nhanh tiến độ công trình. Trạm phát điện cấp 2 sắp khởi công rồi. Diệp Phàm cười ha ha nói. Cảm ơn, Tổng Giám đốc Phạm, tôi đại diện nhân dân Lâm Tuyền cảm tạ ngài ra sức ủng hộ thị trấn Lâm Tuyền chúng tôi. Mâu Dũng và Tạ Đoan đồng thời giơ chén lên mời rượu. Sau khi làm xong việc Diệp Phàm tới chỗ lão bí thư Lý Hồng Dương đi dạo một vòng, thỉnh giáo một chút đạo lý quan trường, làm Lý Hồng Dương cảm thấy thỏa mãn. Kể từ sau khi rời khỏi Ngư Dương, Lý Hồng Dương sống rất buồn bực, đám bộ hạ cũ cũng không còn mấy người đến thăm y, chỉ có Diệp Phàm mỗi lần đến thành phố đều lấy hai bình Mao Đài đến thăm. Tần Chí Minh thỉnh thoảng cũng tới chơi, những người khác đều không đến. Sau khi ra khỏi chỗ Lý Hồng Dương, Diệp Phàm chạy thẳng tới nhà máy giấy thị trấn Giác Khê. Chương 522, Nhu tình của Yến Chiếu Nguyệt. Đại ca Diệp Cường không có ở đây, đã sớm chạy đến thâm quyến lăn lộn. Cho nên chuyện nhà máy giấy đều giao cho chị em Yến ra xử lý. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng rất yên tâm, tin tưởng với thủ đoạn của mình thì chị em Yến ra cũng không dám dở trò gì, dĩ nhiên về nhân viên tài vụ đều là do Diệp Phàm tự mình thu xếp. Yến Thu Lâm không có ở đây, cửa vừa mở ra đã thấy Yến Chiếu Nguyệt đầu tóc hơi rối, cúc áo ngực trễ chẳng có thể thấy được làn da trắng nõn bên trong, thấy thấp thoáng cả hai núm đỏ của bầu ngực. Diệp Phàm khẽ giật mình, thầm nghĩ. Phong vận thiếu phụ của Chiếu Nguyệt ngày càng thành thục. Ma sai quỷ khiến, hơn nữa còn được hơi rượu Mao Đài kích thích, Diệp Phàm tiến tới một bước, đưa tay ôm Yến Chiếu Nguyệt vào ngực. Đừng,
Thảo Thảo ở trong phòng. Yến Chiếu Nguyệt hoảng hốt khẽ nói rồi quay lại nhìn vào phòng, tuy nhiên cũng không né tránh, tựa hồ là ngầm đồng ý, chỉ là còn e con của mình ở trong phòng. Không có chuyện gì, con bé còn ngủ. Diệp Phàm nói khẽ rồi khẽ đóng cửa phòng Thảo Thảo lại, hai người ngồi ở trên ghế xa. Khuôn mặt Yến Chiếu Nguyệt đỏ ửng lan cả xuống cổ, khẽ nghiêng đầu thả lỏng, bộ dạng quyến rũ mê người. Tôi thất lễ. Diệp Phàm mặt đỏ bừng vì rượu, nói ra phả đầy hơi rượu. Anh uống nhiều rồi, để tôi nấu cho anh chén canh giải rượu. Yến Chiếu Nguyệt dịu dàng, giống như vợ hiền, phong tình vạn trùng. Ừ, cũng tốt. Diệp Phàm híp nửa mắt, đúng là có chút say. Vốn ở Kiểm Phổ Các uống đã nhiều rồi, tiếp đó bị Vu Kiến Thần chộp được uống tiếp một bình, cuối cùng đi lão bí thư Lý Hồng Dương cũng uống hai chén, may là có nội kình hóa đi ba thành sức rượu, nếu không đã sớm nằm xuống bất tỉnh nhân sự. Nếu không anh tắm trước đi, bận rộn một ngày cũng rất mệt mỏi. Buổi tối thì ngủ ở đây, Thu Lâm cũng đi vắng, còn có phòng. Yến Chiếu Nguyệt đi nấu canh rồi nói. Cũng tốt, tuy nhiên tôi không thích ngủ ở phòng của Thu Lâm. Diệp Phàm giả bộ mê đắm, đùa giỡn. Không ngủ ở phòng Thu Lâm, vậy anh ngủ, nếu không tôi sang ngủ với Thảo Thảo, anh ngủ ở phòng tôi đi, phòng Thu Lâm toàn mùi mồ hôi. Yến Chiếu Nguyệt đỏ rực cả mặt mày, khẽ liếc Diệp Phàm, giả vờ nói. Vậy được, gian phòng của cô chắc chắn sẽ rất thơm, tôi đi tắm đây. Diệp Phàm vừa nói đứng lên đang muốn vào phòng tắm, đột nhiên lại dừng lại ra vẻ ngượng ngùng. Tôi không mang quần lót. Tôi vừa mua. Yến Chiếu Nguyệt nói khẽ, thấy Diệp Phàm nhìn mình có vẻ quái dị thì vội vàng giải thích. Vốn là chuẩn bị cho Thu Lâm, nó còn chưa quay lại thì anh cứ lấy dùng trước đi. Ừ. Diệp Phàm nhận lấy bộ đồ lót mới, cũng không nói thêm gì, sau khi tắm xong mặc vào thấy rất vừa. Trong lòng thầm nghĩ, hẳn không phải là cho mua Yến Thu Lâm, quá hợp thân thể của mình, mà thân thể mình rất khác với Yến Thu Lâm. Chẳng lẽ cô ấy đặc biệt mua cho mình vẫn luôn để đây? Chẳng lẽ cô ấy có ý với mình, nếu không khó có thể giải thích tại sao lại vậy? Hắn nghĩ đến đây lại nghĩ tới thân thể đầy đặn của Yến Chiếu Nguyệt thì nhất thời rung động, chỗ kín đã sớm nhất trụ kình thiên. Hai người cũng không nói chuyện nhà máy giấy, lúc này nói chuyện đó đúng là dư thừa. Sau khi uống xong chén canh, Diệp Phàm liếc Yến Chiếu Nguyệt một cái, không khí trong phòng cực kỳ mập mờ, hai người đều có chút né tránh. Diệp Phàm đưa tay vuốt nhẹ trên mặt Yến Chiếu Nguyệt, cô cũng chỉ cúi đầu mà không có ý né tránh. Lúc móng vuốt của Diệp Phàm vuốt ve đến bộ ngực thì thân thể cô run rẩy, tuy nhiên biên độ giãy giụa cũng không quá mạnh. Diệp Phàm vừa nhìn biết có cửa, thầm nghĩ. Điều này trong sách tâm lý đã mô tả chính là khi phụ nữ cho phép đàn ông, lửng lơ con cá vàng, chẳng lẽ cô ấy đã ngầm đồng ý, tuy nhiên có lẽ không phải. Hắn do dự một chút rồi quyết định theo thế đi xuống. Đầu ngón tay cong lại một cái thì đã mở nút áo ngực Yến Chiếu Nguyệt, một tay đặt lên đỉnh núi cao, thấy cực kỳ đàn hồi. A, à, Yến Chiếu Nguyệt chắc là đã lâu không có đàn ông chiều chuộng, dưới sự kích thích không nhìn được khẽ rên lên một tiếng, thân thể run rẩy như lên cơn sốt, vội vàng cúi mặt không dám nhìn Diệp Phàm. Xem ra cô ấy rất nhạy cảm. Diệp Phàm âm thầm mừng rỡ, phụ nữ nhạy cảm thường dễ lên đỉnh. Diệp Phàm bắt đầu âu yếm. Yến Chiếu Nguyệt đã sớm thở hồng hộc, đôi mắt hiện lên tia đỏ, đôi môi khẽ khẽ hé không ra tiếng, cả người ngã vào lòng Diệp Phàm. Thấy thời cơ chín muồi, Diệp Phàm thuận thế đẻ Yến Chiếu Nguyệt ra ghế xa bắt đầu hôn cuồng nhiệt. Yến Chiếu Nguyệt cũng hé miệng quấn quýt, phảng phất quên mất thời gian, quên mất năm tháng, quên mất tất cả, nụ hôn kéo dài đến vài phút đồng hồ, âm dương bắt đầu hòa hợp. Diệp Phàm lúc hôn cũng không quên âu yếm, dùng sức nhẹ nhàng bế Yến Chiếu Nguyệt vào phòng. Lúc khác, không được. Yến Chiếu Nguyệt đang mê muội lại chợt kêu khẽ. Thật xin lỗi. Diệp Phàm cho là cô không muốn, hơi bối rồi, nhẹ nhàng buông xuống. Đối với chuyện nam nữ, Diệp Phàm tuyệt sẽ không dùng sức mạnh, nam nhân phải phong lưu nhưng phải trên cơ sở tự nguyện, nếu không sẽ rất khó hòa hợp. Không phải, là tôi đến ngày. Yến Chiếu Nguyệt hơi hốt hoảng, sợ Diệp Phàm hiểu lầm, nói xong cũng không dám nhìn mặt Diệp Phàm, úp mặt vào ngực hắn. Chỉ nghe tiếng trái tim đập thình thịch. Xui xẻo, đến lúc này rồi mà còn thế, sau này làm sao có cơ hội. Diệp Phàm âm thầm mắng một câu, tương đối mất mát. Hắn ngượng trêu chọc. Vậy là em đồng ý, vậy thì tốt. Chúng ta đắp chăn mà ngủ là được, chỉ ôm không vuốt ve nhé, ha ha ha.
Nói xong hắn cười đắc ý ôm người chạy thẳng đến phòng ngủ. Cả hai cùng ngã xuống mặt giường lớn rồi lại tiếp tục hôn thật sâu, tuy nói không thể động thật nhưng đồng chí Diệp Phàm cũng hưởng hết mùi thơm da thịt. Bàn tay hắn thám hiểm khắp nơi, tuy nhiên cả đêm không ngủ, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, nỗi đau này đúng là khó mà chịu được. Yến Chiếu Nguyệt cứ luôn bị cây gậy của anh chưa cả vào, biết hắn rất khó chịu. Nói khẽ, thế này nhé, làm sao, không nói, nếu không làm sao. Diệp Phàm để tay lên ngực cô, hỏi khẽ. Yến Chiếu Nguyệt không nói lời nào, gương mặt hồng đến như lửa. Chẳng qua chỉ sau một giây thì đồng chí Diệp Phàm rốt cục cảm thấy một bầy tay run rẩy nắm lấy cây gậy của mình, hóa ra là cô dùng tay. Tuy chỉ là vậy nhưng cả đêm cũng phải giải quyết tới vài lần, ngay cả Yến Chiếu Nguyệt cũng thầm kinh hô hắn cường hãn. Vào lúc Diệp Phàm lên xe thì Yến Chiếu Nguyệt nói một câu. Ngày mai sẽ có thể rồi. Diệp Phàm nghe xong chỉ muốn đập đầu vào tường, thầm mắng mình tới không đúng lúc, nếu đổi là mai mới lên thì có phải hay không? Em ở lại nhé, mấy ngày tới anh không rảnh, anh đi đây. Diệp Phàm gật đầu lên xe chậm rãi đi. Nhìn xe Diệp Phàm đi xa, Yến Chiếu Nguyệt thở dài. Anh đúng là luôn quấy cho lòng em nổi sóng. Ai, lúc nào anh kết hôn thì mang tân nương đến cho em xem, nhất định phải cưới một người vợ xinh đẹp gấp 10 lần em mới được, nếu không, em sẽ hận anh. Vào sáng sớm, Diệp Phàm chạy về huyện. Đến cửa phòng họp, hắn sửa sang lại đầu tóc. Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Tuy nhiên vừa mới bước vào thì đứng ngây ra. Cả đám thường vụ đều đang ở đây nhìn hắn chằm chằm. Ha ha, các vị lãnh đạo đều ở đây à? Diệp Phàm gắng gượng cười. Ngồi đi. Cổ Bảo Toàn mặt không chút thay đổi hừ một tiếng. Diệp Phàm giật mình, thầm nghĩ. Khí sắc Cổ Bảo Toàn không được tốt à? Hôm nay hội nghị thường vụ chắc sẽ có chất vấn. Bắt đầu đi. Đồng chí Diệp Phàm, anh đem chuyện gọi thầu công trình khu kinh tế Lâm Tuyền nói cho các ủy viên nghe một chút. Yêu cầu cặn kẽ, cụ thể. Vệ Sơ Tinh phát biểu đầu tiên. Được. Diệp Phàm đem tài liệu đã sớm chuẩn bị xong lấy ra. Mỗi một thường vụ được phát một phần, giới thiệu toàn diện công tác chủ bị gọi thầu công trình khu kinh tế Lâm Tuyền, từ lúc bắt đầu cho đến hôm nay mới kết thúc cũng chỉ ghi danh những công ty lớn có sức cạnh tranh. Đồng chí Diệp Phàm. Tình trạng những công ty này khu kinh tế các anh đều xác định qua chưa? Phí Mặc hỏi. Xác định qua, tình huống đại khái là thật. Hơn nữa là từ tập đoàn Lộ Hào và tập đoàn Thiên Lộ của tỉnh Tích Ninh tới. Người ta đè ép 400 vạn xuống sổ sách của khu kinh tế. Công ty Hải Thiên của thành phố Mặc Hương chúng ta cũng tới. Tổng Giám đốc Ngô cũng ra giá 300 vạn. Công ty bản địa Ngư Dương bao gồm công ty Vũ Thần và công ty Nhật Thăng đưa ra giá thầu thấp nhất là 150 vạn. Diệp Phàm trấn định đáp trả. Người nào cho anh quyền lực đem công ty bên ngoài tới cạnh tranh, đây là đại công trình liên quan đến 3.000 vạn, công ty bản địa Ngư Dương chúng ta có chút thua kém, anh làm lãnh đạo Ngư Dương cũng nên nghĩ cho bản địa Ngư Dương. Ngược lại anh lại đem tiền đưa cho người ngoài, như thế rất bất lợi cho việc phát triển kinh tế bản địa Ngư Dương. Anh thử nghĩ xem có 3.000 vạn có thể giải quyết vấn đề lao động cho bao nhiêu người. Có thể làm cho bao nhiêu dân chúng không có tiền chữa bệnh có chút tiền chữa bệnh. Ít nhất ở con số của Cục Thống kê có thể gia tăng cho Ngư Dương một giá trị sản lượng không nhỏ. Nếu như để cho công ty bên ngoài cạnh tranh thì là để cho người ta kiếm tiền, sản lượng gia tăng cũng là của người ta. Bí thư Ủy ban Kỷ luật Chu Trường Hà phát pháo thứ hai, khẩu khí nghiêm nghị. Nói một chàng tựa hồ nghĩ thoáng cái sẽ đem Diệp Phàm đánh sụp. Bí thư Chu, anh nói vậy có ý gì? Muốn người nào cho quyền lực, đương nhiên là đảng và quốc gia cho, trực tiếp nhất là bí thư Cổ đại biểu huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cho. Tôi nói vậy có đúng không bí thư Cổ? Diệp Phàm xảo diệu đem đạn pháo Chu Trường Hà dẫn hướng sang bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn. Chương 523, chủ nghĩa bảo hộ địa phương. Về chuyện quyền lực thì không cần nói. Lúc đó tôi đã nói rồi, thành lập khu kinh tế Lâm Tuyền, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã trao quyền tự do quyền cho đồng chí Diệp Phàm rất lớn. Đương nhiên, trọng trách Diệp Phàm cũng không nhẹ, quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Cổ Bảo Toàn nói một câu công đạo, thật ra nghe khẩu khí của Chu Trường Hà, trong lòng Cổ Bảo Toàn cũng thấy không thoải mái. Thầm nghĩ, Cổ Bảo Toàn trao chút quyền lực cho thuộc hạ, bí thư ủy ban kỷ luật nhà anh xem vào làm gì. Cũng không phải là chuyện xét xử quan viên tham ô, đúng là lắm chuyện, thò tay ra dài quá rồi đấy. Bí thư Cổ,
ý tứ của tôi không phải là vậy. Tôi muốn nói nếu đồng chí Diệp Phàm làm phương án gọi thầu theo lý phải thông qua trước huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện mới đúng, báo cáo công tác cho lãnh đạo là chuyện nhất định phải làm của cấp dưới. Nếu người nào cũng làm như vậy thì ủy ban nhân dân chẳng phải là sẽ ở trong trạng thái vô chính phủ, cấp dưới mạnh ai nấy làm thì còn cần cấp trên làm gì. Chu Trường Hà cũng không ngờ Cổ Bảo Toàn lại ra mặt lộ liễu vì Diệp Phàm như vậy nói chuyện, dĩ nhiên y càng không ngờ lúc trước Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh cho Diệp Phàm quyền lực tự do lớn như vậy, vốn định nhân chuyện này đánh cho Diệp Phàm một cào, ai ngờ vừa ra đòn đã bị đánh trả, gương mặt hơi đỏ lên. Ha ha ha, bỏ qua chuyện quyền hạn thì tôi nghĩ đồng chí Diệp Phàm làm lãnh đạo trực tiếp, lúc định ra phương án gọi thầu cũng có đã suy nghĩ chu đáo để làm kinh tế địa phương phát triển. Khoản này tài chính quá khổng lồ, Ngư Dương chúng ta lại có mấy được doanh nghiệp được tham gia, có thể đem lại lợi nhuận cao từ đó dân chúng cũng có thêm thu nhập. Cho nên, chủ nhiệm Diệp gọi thầu cũng là chế định đi cơ hội thi thố của một số doanh nghiệp địa phương. Người khác có lẽ sẽ nói, làm như vậy là không công bằng với các doanh nghiệp khác, điển hình của chủ nghĩa bảo hộ địa phương. Thật ra thì nhìn ra cả Hoa Hạ, chủ nghĩa bảo vệ địa phương có chỗ nào không có. Không làm vậy thì sao kinh tế bản địa có thể nhanh chóng phát triển? Nhìn xa hơn một chút, từ phương diện quốc tế, quốc gia còn bảo vệ hơn nữa. Tại sao nước Mỹ lại thiết kế các hàng rào nặng nề đối với sản phẩm xuất khẩu của Hoa Hạ chúng ta? Đây chính là điển hình chủ nghĩa bảo vệ địa phương. Nước Mỹ là quốc gia hùng mạnh như vậy còn bảo vệ, chúng ta Ngư Dương thì càng không cần phải nói rồi. Kinh tế lạc hậu, trụ cột công nghiệp yếu kém, là một điển hình của một huyện nông nghiệp. Hơn nữa còn không phải là huyện nông nghiệp mạnh. Người nhiều ít đất, núi non hiểm trở, điều kiện giao thông hạn chế, vì vậy chúng ta lại càng phải xuất phát từ kinh tế bản địa. Phí Mặc Trái lại nói ra một loạt lý luận. Từ quốc nội đến quốc tế, ngay cả thế giới siêu cường Mỹ cũng nói ra, làm trong thường vụ cũng có ủng hộ, y đúng là có chút tài nghệ. Ngay cả Diệp Phàm cũng âm thầm đều giơ ngón tay cái lên, những lời này đúng là kín kẽ. Nếu như Diệp Phàm không sửa đổi kế hoạch chỉ sợ cũng biến thành tội nhân phá hoại kinh tế Ngư Dương, nếu như có thêm người vỗ gió đốt lửa chắc sẽ có một số quần chúng không rõ ngọn ngành đứng ra phản đối phương án gọi thầu của khu kinh tế Lâm Tuyền. Ừ, nghe Lão Phí nói tôi cũng thấy đồng tình, kinh tế Ngư Dương chúng ta quá yếu ớt, giống như một đứa trẻ sơ sinh cần người lớn bảo vệ. Đương nhiên, chuyện công bằng cũng chỉ là tương đối, cũng có một quá trình tiến dần, chủ nhiệm Diệp lãnh đạo khu kinh tế Lâm Tuyền. Hướng dẫn nhân viên khu kinh tế Lâm Tuyền làm ra phương án gọi thầu đúng là đứng ở phương diện đạo nghĩa công bình để làm, điểm này không gì đáng trách. Quốc gia bây giờ không phải là đã từ từ đề xướng gọi thầu công khai, cho nên chủ nhiệm Diệp làm được không tồi. Chẳng qua từ tình hình thực tế bản địa Ngư Dương mà xét thì kế hoạch này đúng là cũng có thể chế định ra một chút ưu thế đối với công ty bản địa Ngư Dương, có lợi cho bảo vệ và phát triển kinh tế địa phương, dĩ nhiên cũng chiếu cố đến chuyện công bằng. Phó Chủ tịch, Thường vụ huyện ủy Tiếu Tuấn Thần lần đầu tiên mở miệng ủng hộ Phí Mặc. Mấy thường vụ đang ngồi dĩ nhiên không ngốc, biết công ty Nhật Thăng có quan hệ với Tiếu gia. Tiếu Tuấn Thần ủng hộ Phí Mặc thật ra thì là ủng hộ công ty của gia tộc mà thôi, chẳng qua Tiếu Tuấn Thần nói chuyện so sánh uyển chuyển, cũng chiếu cố cảm thụ Diệp Phàm, không gây sự như Chu Trường Hà, làm Diệp Phàm có thể tiếp nhận. Phương diện bảo vệ kinh tế địa phương này thật ra thì ban đầu tôi cũng suy nghĩ qua. Tuy nhiên tôi lo lắng sẽ làm cho những công ty bên ngoài lo lắng. Bọn họ sợ khu kinh tế Lâm Tuyền có thể sẽ giở trò, gọi thầu chỉ trên hình thức, nên không đến để cạnh tranh. Một mình ăn cả, không có cạnh tranh thì có ý nghĩa gì nữa, từ phương diện đại cục mà nói cũng không lợi cho công ty bản địa Ngư Dương chúng ta trưởng thành vì không có áp lực cạnh tranh. Tôi đang suy nghĩ, cả ngày kêu gào sói đến, mọi người đều phải làm công tác chuẩn bị, nếu không thật chờ sói đến thì trở tay không kịp. Kết quả sẽ càng hỏng bét. Nói ví dụ như công tác chiêu thương và thu hút đầu tư, chúng ta đương nhiên chiêu dụ bên ngoài là chính, nói khó nghe chính là bọn họ đưa ra điều kiện. Đương nhiên, nhìn từ góc độ khác thì một khi bọn họ tiến vào sẽ là sự tấn công đối với các xí nghiệp bản địa, bất kể là quan niệm hay là sản lượng cũng sẽ có thay đổi rất lớn. Chẳng lẽ nói vì bảo vệ bản địa mà chúng ta không làm công tác chiêu thương và thu hút đầu tư rồi? Làm như vậy có khác gì chủ trương bế quan tỏa cảng của Mãn Thanh, hậu quả lại càng nặng nề, càng không có lợi cho kinh tế bản địa xúc tiến và phát triển, không thể tạo thành vòng tuần hoàn phát triển. Đang ngồi đây tất cả đều là thường vụ, là những người cầm lái của Ngư Dương chúng ta, lãnh đạo trọng yếu.
quyết sách của các đồng chí sẽ quyết định vận mệnh Ngư Dương, quyết định chất lượng cuộc sống của 70-80 vạn dân chúng Ngư Dương, khu kinh tế Lâm Tuyền tuy nói là đại khu, bao gồm 6 trấn 2 xã. Nhưng cũng là dưới sự lãnh đạo triển khai công tác của Ban Thường vụ huyện ủy. Diệp Phàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, từ phương diện cơ chế cạnh tranh để tiến vào, có lực đánh trả phát biểu của Phí Mặc và Tiếu Tuấn Thần, ngay cả Vệ Sơ Tinh là phái đi du học về làm chủ tịch huyện cũng âm thầm gật đầu. Mấy người Ngọc Nhã Chi, Tạ Cường sau đó cũng nói chuyện cách nhìn, tuy nhiên cũng không khác gì lắm với Tiếu Tuấn Thần, xem ra vẫn thiên lệch về công ty bản địa. Điểm xuất phát của chủ nhiệm Diệp là tốt. Làm như vậy là để đạo nghĩa công bình. Chẳng qua công bình đạo nghĩa cũng là thành lập ở hoàn cảnh tương đối, Ngư Dương chúng ta tình huống đặc biệt, phải ra sức bảo vệ công ty bản địa để họ phát triển. Tôi tin tưởng đồng chí Diệp Phàm cũng có thể thấy điểm này, suy nghĩ đầy đủ đến tình cảnh công ty bản địa, suy nghĩ đến vấn đề lợi nhuận của dân chúng bản địa. Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh nói chuyện cực kỳ vòng vèo, thật ra thì người sáng suốt nhìn vào thì thấy vẫn là đồng ý cách nhìn của Phí Mặc. Các vị thường vụ đều nêu ra ý kiến của mình, xem ra hội nghị thường vụ của chúng rất thành công. Bộ máy chúng ta rất đoàn kết, trong bộ máy luôn có tranh luận để cải tiến công tác, vì nhân dân phục vụ, thể hiện đầy đủ dân chủ, tự do của chúng ta. Đồng chí Diệp Phàm đối với cái nhìn của các đồng chí trong thường vụ, khu kinh tế Lâm Tuyền các anh có cái gì để cải tiến? Cổ Bảo Toàn nói chung chung, nhưng cũng ngầm có điểm đồng ý với ý kiến của các thường vụ. Mong Diệp Phàm cải tiến phương án gọi thầu. Diệp Phàm cũng rất bất đắc dĩ, nếu tất cả đều đã như vậy thì mình coi như đã tận lực, chỉ cần vấn lòng không thẹn là được. Có một số việc cũng không phải là tự mình có thể thay đổi và quyết định, đừng nói là mình, ngay cả Cổ Bảo Toàn làm người đứng đầu huyện Ngư Dương cũng phải chịu rất nhiều cản trở, không thể tùy tâm sở dục. Đây là vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thân, mỗi người từ lợi ích bất đồng sẽ có cái nhìn bất đồng. Cho nên, một lãnh đạo cầm quyền nhất phương là mấu chốt, vận mệnh mười mấy vạn người, thậm chí mấy trăm hơn ngàn vạn người nắm giữ trong một số rất ít người, ví dụ như các tầng thứ của hội nghị đảng ủy. Lúc này càng khơi dậy trong Diệp Phàm hào khí ngất trời, đó là phải ra sức cố gắng tiến thủ, đi lên cao tầng lãnh đạo cao hơn, hiện giờ nhu cầu cấp bách của hắn là ngồi lên vị trí cầm quyền một phương, ví dụ như bí thư huyện ủy. Đến lúc đó mới có thể chân chính áp dụng hoài bão của mình. Tuy nói huyện ủy cho chủ nhiệm khu kinh tế quyền lực rất lớn, nhưng toàn bộ thường vụ phía trên đầu mình, hơn nữa còn rất gần, đều nhìn chằm chằm vào đó. Bản thân mình chưa có chỗ trong thường vụ, tiếng nói rất yếu, yếu đến độ cơ hồ bị bỏ qua. Đương nhiên, Diệp Phàm mình cũng biết, muốn ngồi lên vị trí bí thư huyện ủy không phải một năm hai năm là có thể thực hiện. Hắn còn phải đi một con đường dài, mục tiêu trước mắt chính là kiếm được một ghế trong thường vụ huyện ủy. Làm cho mình có quyền lên tiếng nhất định thì đám thường vụ này mới chân chính coi trọng. Hơn nữa việc này cũng có lợi đối với việc quản lý khu kinh tế. Hiện tại quan hệ 6 trấn 2 xã với mình trên thực tế cũng không phải là quan hệ lãnh đạo và bị lãnh đạo, gần giống như thể chế liên bang, tương đối rời rạc. Nói trắng ra là tự mình không có quyền lực thay đổi vận mệnh bọn họ, quyền đó do hội nghị thường vụ bổ nhiệm, liên quan chặt chẽ đến Cổ Bảo Toàn. Cho nên bọn họ cũng chưa chắc chịu nghe mình, trong hội nghị đảng ủy khu kinh tế đặc biệt khó khăn, tất cả mọi người đều có thể lớn mật lên tiếng, hơn nữa không có gì băn khoăn. Bởi vì chính mình không quyết định được vận mệnh bọn họ. Suy tư một chút, Diệp Phàm nói. Các thường vụ, nếu muốn thay đổi thì các đồng chí xem như vậy có được không? Anh nói đi. Vệ Sơ Tinh gật đầu. Hạng mục gọi thầu lần này chẳng những có sửa đường. Khu kinh tế Lâm Tuyền còn có tòa cao ốc văn phòng, ký túc xá, tổng giá trị rất lớn đạt 3.500 vạn. Tính toán của tôi là có thể rút ra 1.000 vạn đặc biệt để lại cho công ty bản địa Ngư Dương chúng ta đi cạnh tranh. Còn dư lại 2.500 vạn thì trải ra cạnh tranh công bằng, dĩ nhiên ngoài mặt là toàn thể. Đương nhiên, công ty bản địa Ngư Dương cũng có thể tham dự cạnh tranh, chỉ cần bọn họ có bản lĩnh thắng được, khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi cũng vỗ tay khen hay. Diệp Phàm nói. Chương 524, môi súng lưỡi tên. Phương án cũng không tệ lắm, vừa chú ý đến công ty bản địa Ngư Dương, vừa chiếu cố đến cạnh tranh công bình của công ty bên ngoài, cũng không để lòng người lạnh quá mức. Tạ Cường gật đầu đầu tiên. Ít là thiếu một chút, chẳng qua cũng đành phải như thế, tôi đồng ý với cái nhìn của huyện đội trưởng Tạ. Tiêu Tuấn Thần nói. Cách này cũng có thể. Phí Mặc gật đầu, y biết. Cũng không thể ép Diệp Phàm quá mức,
nếu như ép quá thì lực phản kích của tiểu tử này rất mạnh, làm hắn phát hỏa lên cứ một mực đòi giữ công bình thì không để cho công ty bản địa Ngư Dương chút mặt mũi. Từ đại nghĩa mà nói thì thiên hạ đều làm thế cả, trừ phi hái được cái mũ Diệp Phàm, chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền đổi chủ. Tuy nhiên muốn làm vậy vào lúc này là không thể nào, từ giọng của Bảo Toàn có thể thấy được sự khen ngợi đối với Diệp Phàm. Chẳng qua Phí Mặc sau khi nói xong thì ánh mắt vô tình quét qua Tiếu Tuấn Thần, chắc cũng tính toán làm sao để đem công ty Nhật Thăng của Tiếu ra gạt đi, mọi chuyện đều do công ty Võ Thần bên mình ôm hết. Thật ra thì Tiếu Tuấn Thần cũng có tính toán này, hai người trong lúc vô tình nhìn nhau rồi rất tự nhiên lảng đi, giống như căn bản là không có chuyện này. Ừ, chuyện này cứ định như vậy, đồng chí Diệp Phàm sau khi trở về lập tức tổ chức cho cấp dưới sửa đổi phương án, phát thông báo cho bên ngoài. Chuyện này nên sớm không nên trễ, tránh cho phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, nếu như có công ty cho là thiệt muốn rút lui thì cũng để cho bọn họ rút lui, trong vòng một ngày sau khi phát thông báo. Chuyện sửa đổi kế hoạch ra sao thì tôi tin đồng chí Diệp Phàm sẽ có xử lý thích đáng. Cổ Bảo Toàn vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu. Bí thư Cổ, tôi nghe nói tập đoàn Phi Vân Hồng Kông đã rút vốn rồi. Ngọc Nhã Chi đột nhiên ném ra đề tài. Nghe cô vừa hỏi như vậy. Toàn thể thường vụ đều nhìn về Cổ Bảo Toàn. Ừ, hiệp nghị rút vốn đều ghi lại. Cổ Bảo Toàn khẳng định chuyện này là sự thật. Nghe nói bản thân đồng chí Diệp Phàm tự mình quyết định, chuyện rút vốn lớn như vậy lại không báo cáo với huyện, cũng không có thông qua hội nghị đảng ủy khu kinh tế Lâm Tuyền, hoàn toàn thuộc về hành vi cá nhân của chủ nhiệm Diệp. Điểm này tôi đúng là nghĩ không ra, đây là chuyện liên quan đến con số hơn 2.000 vạn tài chính. Ngư Dương chúng ta không có 2.000 vạn. Đồng chí Diệp Phàm làm kiểu như vậy có phải là quá thất trách không? Phí Mặc cười quỷ dị, lộ ra vẻ tính trước, ý chính là trợ lực đốt lửa rồi. Bí thư Cổ, loại hành vi này ngàn vạn không được. Nếu như tất cả thuộc hạ đều dối gạt lãnh đạo cấp trên, không phục tùng tổ chức, không hướng tổ chức báo cáo, ủy ban nhân dân chúng ta thành cái gì? Đối với hành động liên quan đến 2.000 vạn tài chính khổng lồ không làm tròn trách nhiệm, tôi cho là ủy ban kiểm tra hoàn toàn có thể lập án điều tra. Chu Trường Hà cảm thấy cuối cùng đã bắt được cái đuôi Diệp Phàm, L ngay cả lập án điều tra cũng nói ra, vẻ mặt rất nghiêm túc, đúng có khí thế của một bí thư ủy ban kỷ luật bao công mặt đen. Không làm tròn trách nhiệm, bí thư Chu, anh tại sao phải nói tôi không làm tròn trách nhiệm? Diệp Phàm cũng nổi giận, người này một mực dở trò, động một chút là muốn lập án điều tra, thật giống như nha môn là nhà y mở. Liên quan đến đầu nhập đến tài chính 2.000 vạn. Chuyện trọng đại như vậy anh cũng không báo cáo với bí thư Cổ hoặc chủ tịch huyện vệ, chẳng lẽ còn cãi sao? Trước hết anh đã vượt quyền nghiêm trọng rồi, làm sao anh nhìn bí thư Cổ và tổ chức đảng? Anh không hề còn một chút nguyên tắc giai cấp, không còn vì nhân dân phục vụ, vì quốc gia phát triển xuất lực để cống hiến. Anh nhìn xem, anh đã đem lại cho Ngư Dương tổn thất đến cỡ nào, nếu như tập đoàn Phi Vân Hồng Kông bơm tiền thành công có thể giải quyết vấn đề cơm ăn của mấy trăm công nhân nhà máy thảm sợi tơ dệt. Hơn nữa một năm cũng có thể đem lại mấy trăm vạn tài chính cho huyện. Chỉ vì anh tự ý quyết định lỗ mãng đã tạo cho quốc gia tổn thất khổng lồ như vậy còn không coi là không làm tròn trách nhiệm sao? Đưa anh vào đại lao đã là nhẹ rồi, hừ. Chu Trường Nghiêm hà mặt dậy người. Ban đầu bí thư Cổ và chủ tịch huyện vệ trao cho tôi quyền độc lập xử lý chuyện nhà máy, có thể tùy tình huống mà làm việc. Chẳng lẽ bí thư Cổ và chủ tịch huyện vệ quang quyền còn phải thông qua đồng chí Chu Trường Hà sao? Bọn họ làm việc chẳng lẽ còn hướng đồng chí Chu Trường Hà báo cáo xin chỉ thị. Rồi nói chuyện nhà máy tơ dệt tôi tự có ý kiến của mình, điều kiện duy nhất của tập đoàn Phi Vân Hồng Kông là mở rộng khu diện tích nhà máy, cơ hồ đến chừng gần gấp đôi. Trịnh Lực Văn của Cục Chiêu Thương, chủ nhiệm Tần của Ủy ban Kinh tế Thương mại tổ chức một nhóm người điều tra kết luận, nếu như muốn đem khuếch trương nhà máy gấp đôi thì phải đem gần 200 hộ gia đình xung quanh đó rời đi, chi phí đền bù chừng hơn 2.000 vạn. Hơn nữa khoản tài chính này tập đoàn Phi Vân Hồng Kông sẽ không xuất ra một xu, huyện chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy nhập vào nhà máy, không có tiền làm sao bảo người ta rời đi. Hiện tại đã không phải là niên đại trước kia chỉ cần ủy ban nhân dân vừa lên tiếng quần chúng đã nghe rồi, bây giờ là xã hội pháp chế, làm cái gì cũng phải theo pháp luật. Chuyện tập đoàn Phi Vân Hồng Kông bơm tiền tôi tự có biện pháp, chuyện này tôi sẽ một mình hướng bí thư Cổ báo cáo. Diệp Phàm thanh âm cũng lớn thêm không ít, khí thế dâng cao. Cạch cạch, Cổ Bảo Toàn nhướng mày, gõ bàn, vẻ mặt nghiêm túc.
Đồng chí Diệp Phàm cần chú ý, đồng chí Chu Trường Hà là đại biểu thường vụ đang thảo luận, anh có thể nói ý kiến của mình, nhưng phải chú ý ngữ khi đối với cấp trên. Sau khi nói xong liếc Chu Trường Hà, nói. Đồng chí Diệp Phàm nói chính là sự thật, ban đầu tôi cùng chủ tịch huyện vệ trao quyền hắn độc lập xử lý chuyện nhà máy dệt tơ. Chuyện này đồng chí Diệp Phàm tuy nói xử lý hơi vội nhưng tôi nghĩ chắc là hắn có lý do. Đối với điều kiện hà khắc của tập đoàn Phi Vân Hồng Kông thì đối với huyện đúng là rất khó khăn, họ đã không có ý đầu tư, đưa ra yêu cầu rút vốn thì chúng ta cũng không cần thiết níu giữ. Đầu tư là hai bên cùng có lợi mới có thể làm, hơn nữa chuyện lần này đồng chí Diệp Phàm cũng coi như là đã xuất lực mạnh, tập đoàn Phi Vân Hồng Kông đầu tư 300 vạn trước cũng không đòi, nói là sẽ bồi thường vì phá hủy hợp đồng. Cổ Bảo Toàn kết luận, đã vậy thì những thường vụ khác cũng không còn có lời gì để nói. Một đòn cuối cùng của Ngọc Nhã Chi cũng không dậy nổi thanh âm gì, Chu Trường Hà sầm mặt im lặng, Phí Mặc và Tiếu Tuấn Thần có tính toán riêng, hiện tại Diệp Phàm nắm trong tay khu kinh tế Lâm Tuyền, chuyện gọi thầu công ty nhà mình còn cần phải hắn tương trợ mới được vì thế cũng không lên tiếng. Sau khi hội nghị thường vụ tan cuộc thì Cổ Bảo Toàn nghiêm mặt nói với Diệp Phàm. Xế chiều đến tới phòng làm việc của tôi thảo luận với chủ tịch huyện vệ. Hơn 3 giờ chiều, Diệp Phàm mới vào phòng làm việc của Cổ Bảo Toàn. Hừ, chuyện lần này anh làm không thỏa đáng, đầu tư tài chính 2.000 vạn mà anh nói cho ký thì ký. Cũng quá không đem huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng ta vào mắt, anh không còn có một chút tính nguyên tắc giai cấp, một chút quan niệm tổ chức nào. Còn chuyện gọi thầu, dĩ nhiên phải chiếu cố công ty bản địa vì đây nghĩ cho việc phát triển kinh tế địa phương, đừng có mà nghĩ đến cái gì tránh nghĩa, công bình, cái gì cũng phải trên cơ sở nhất định, còn là chưa chín chắn a. Diệp Phàm vừa đặt mông xuống thì Cổ Bảo Toàn đã chút cho một tràng. Bí thư Cổ, anh phê bình rất đúng. Chẳng qua C huyện tập đoàn Phi Vân Hồng Kông đầu tư thì anh cũng thấy, người ta căn bản không có thành ý. Thay vì dây dưa làm cả hai đều khổ sở chi bằng dứt khoát, nhưng bọn họ cũng đã nói bồi thường 300 vạn, cái này tôi cũng phải nói một phen lời lẽ. Diệp Phàm giải thích, anh còn có công có phải không? Ánh mắt không được quá chỉ nhìn chằm chằm vào hiệu quả và lợi ích ngắn hạn. Phải nhìn vào lâu dài. Nếu như bơm tiền thành công sau này có thể mang đến bao nhiêu lần 300 vạn, cũng giải quyết được chuyện nhà máy tơ dệt thảm sợi. Cổ Bảo Toàn giáo huấn. Bí thư Cổ nói cách giải quyết ra sao, chi phí di rời không thấp, nếu như ngư dương chúng ta có thể lấy chừng đó thì tự mình có thể cứu sống nhà máy rồi, còn muốn mời tập đoàn Phi Vân làm gì? Diệp Phàm cãi bướng. Cái đó thì từ từ tính, chúng ta suy nghĩ sẽ có biện pháp, vậy mà anh một phát cắt đứt. Tổn thất lâu dài của huyện là không thể đo lường, anh quả thực là tội nhân ngư dương, lấy cái nhìn của tôi đem anh trở về làm thôn quan đập thiên thủy còn ngại chướng mắt, hừ. Vệ Sơ Tinh một phát khai pháo. Dọn cô ta tràn đầy tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm như muốn ăn thịt người, phong độ của chủ tịch huyện hoàn toàn đánh mất. Bởi vì kinh tế là chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh chủ quản, nếu không khôi phục thì cô ta trực tiếp bị ăn gậy. Hừ, có biện pháp, anh nói biện pháp cho tôi nghe xem. Người ta đều nói lên rút vốn rồi, theo tin tức có thể tin, tập đoàn Phi Vân bọn họ đã đàm phán với thành phố Phúc Xuân. Giao thông ngư dương chúng ta là một trở ngại rất lớn, kinh tế lại càng thảm hại hơn nữa, bản thân tôi muốn thỉnh giáo chủ tịch huyện vệ một chút xem chỉ có biện pháp gì để kéo lại tập đoàn Phi Vân. Diệp Phàm tức giận, thầm nghĩ bà cô này sao mà hung hăng thế, lão tử lại đem ra làm thịt bây giờ. Nói chuyện sao vậy, nói với chủ tịch huyện vệ như vậy sao? Anh tôn kính lãnh đạo vậy có phải không? Có còn chút tổ chức quan niệm hay không? Anh đó, lẽ ra hôm nay trong hội nghị thường vụ tôi phải để cho mọi người kiểm điểm anh nghiêm khắc mới được. Cổ Bảo Toàn gõ bàn, nghiêm nghị quát Diệp Phàm. Xít, các ngươi hung hăng thì được, lão tử thì không chắc. Diệp Phàm oán thầm Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh, trên mặt cũng đổi thành bình tĩnh, cười nói. Thật xin lỗi, tôi hơi nóng nảy. Không quản rồi. Ban đầu anh bảo đảm với tôi và bí thư Cổ, nói là chuyện của nhà máy tơ dệt sẽ do anh làm chủ, chúng tôi cũng đã đáp ứng ủy quyền cho anh. Bây giờ ngược lại thì sao? Tốt, hôm nay trước mặt bí thư Cổ, Vệ Sơ Tinh tôi đáp ứng nếu giải quyết xong chuyện nhà máy tơ dệt thì việc quản lý nó sẽ do khu kinh tế mà không thuộc về Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện. Vấn đề tiền lương công nhân, phúc lợi, dân sinh, cuộc sống đều do mình anh giải quyết, bất kể thế nào huyện cũng sẽ không nhúng tay. Hừ, để sau này anh làm sao? Thật hết chỗ nói,
làm sai rồi khẩu khí còn cứng như thế, quả thực chính là đá hầm cầu vừa thối vừa cứng. Vệ Sơ Tinh trừng trừng mắt Hạnh, thật giống như giận dỗi, lại có thể đem toàn bộ chuyện nhà máy dệt đóng gói cho Diệp Phàm. Chương 525, cô gái này, .86 điểm. Chủ tịch huyện vệ, chuyện này tuyệt đối không thể, nguyên cục diện rối rắm của nhà máy giấy Ngư Dương huyện đã ném cho Lâm Tuyền, vào lúc khu kinh tế Lâm Tuyền thành lập lúc các đồng chí lại rút ra ném dưới cờ khu kinh tế. Bây giờ lại định ném thêm chuyện nhà máy tơ dệt, cứ như vậy thì Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện dứt khoát nhập vào khu kinh tế Lâm Tuyền đi. Bảo sao công tác chúng tôi không thể triển khai, khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi biến thành nơi chứa rác có phải hay không? Diệp Phàm cố ý kêu khổ, ra vẻ tức giận, thật ra thì trong lòng có chủ ý riêng. Được đấy, miệng anh không nhỏ nhỉ, ngay cả Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện cũng muốn nuốt vào. Tôi thấy vấn đề này có thể suy nghĩ. Cổ Bảo Toàn bất ngờ đưa ra củ cà rốt làm Diệp Phàm ngơ ngác. Thầm nghĩ, kỳ quái, hai vị huyện thái gia thật giống như diễn song hoàng, không phải là thiết kế bẫy dập để mình chui vào chứ, chắc là không phải, có lẽ là do mình quá nhạy cảm. Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện trông coi không ít ngành, trực thuộc nó có tới mười mấy ngành, tuy nhiên đều đang sống dở chết dở, làm hại chủ nhiệm Tần Chí Minh cũng kêu khổ thấu trời, người cũng gầy không ít, dù sao cũng phải làm cho nhà người ta một miếng cơm ăn. Bí thư Cổ, tôi đâu dám nghĩ như vậy, tôi chỉ là một phó chủ tịch huyện nho nhỏ, đâu thể đảm đương gánh nặng như thế. Diệp Phàm kêu lên, biết là tốt rồi, khẩu khí còn mạnh như vậy. Tuy nhiên về chuyện nhà máy tơ dệt thì chủ tịch huyện vệ cũng thương lượng qua, phó chủ tịch huyện Tiếu cũng đồng ý, trực tiếp rút về khu kinh tế quản lý, sau này anh chính là lãnh đạo cấp trên trực tiếp của nó rồi. Chuyện này đã do anh làm ra, tục ngữ không phải nói, tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Anh chẳng phải là muốn quyền lực phải không, quyền này rất lớn đấy, ha ha. Anh nhìn xem, chủ tịch huyện vệ ngay cả văn kiện cũng đã chuẩn bị. Anh xem đi. Cổ Bảo Toàn cười vui vẻ, tuy nhiên trong mắt Diệp Phàm lại biến thành quỷ dị, nói xong thì đưa văn kiện cho Diệp Phàm, thiếu chút nữa thì làm cho hắn hôn mê. Hắn nhanh chóng dở ra rồi hoảng hốt. Thật sự là chuyển sang, huyện dù sao cũng phải cho ăn lót dạ chứ. Năm ngoái tập đoàn Phi Vân Hồng Kông cấp khoản tiền kia cho nhà máy chắc huyện cũng nên rút ra chuyển sang sổ sách của khu kinh tế Lâm Tuyền. Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là lấy lui mà cầu, biết lần này Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh đã làm cái bẫy rất chắc, ngay cả văn kiện của đảng cũng lấy ra, bên dưới còn có chữ ký của thường vụ huyện đồng ý. Tự mình muốn trả nhà máy là không thể nào, nhưng muốn nhận không cũng không được, cứ đem tiền ra đây cái đã. 300 vạn, không có. Vệ Sơ Tinh cũng cười quỷ dị, nhìn Diệp Phàm ẩn ước có một tia giễu cợt. Không có, vậy bảo tôi làm sao bây giờ, vậy 300 vạn kia thì sao? Diệp Phàm thiếu chút nữa giống lên, cầm lấy tờ văn kiện, lần này thì đúng là ngất thật. Khu kinh tế Lâm Tuyền các anh chẳng phải là có 2.600 vạn, cứ chuyển sang nhà máy tơ dệt cấp cứu là được rồi. Nếu còn chưa tìm được đối tác thích hợp thì cứ tạm thời thế đã. Vệ Sơ Tinh nói chuyện nhẹ nhàng thoải mái. Thật giống như chuyện này vô cùng đơn giản. Chuyển, số tiền này sửa đường còn chưa đủ, còn chuyển thì có sửa đường hay không? Diệp Phàm tức giận, bắt đầu phát tác. Nhìn xem, đồng chí Diệp Phàm, tôi đã chẳng nói với đồng chí là phải bình tĩnh, học cách trấn định. Đây mới là phong cách của một phó chủ tịch huyện chủ trì 6-2 xã. Cổ Bảo Toàn lại lên tiếng. Cười nói, cơ hội vẫn còn. Mấy ngày nữa chẳng phải anh sẽ đi sở tài chính tỉnh chạy tài chính. Huyện chúng ta vẫn còn có một hạng mục là tỉnh sẽ giúp đỡ cơ sở trà. Nếu có thể thành thì có chừng 300 vạn, xem anh có lấy được không? Khẳng định không dễ dàng. Diệp Phàm cào nhau một câu. Đương nhiên không dễ dàng, dễ dàng còn nói anh đi. Trong tỉnh cũng không phải là khắp nơi hoàng kim, khom lưng có thể nhặt. Tôi đồng ý là nếu có thể làm được chuyện cơ sở trà thì sẽ xây ở khu kinh tế Lâm Tuyền, sử dụng tài chính, hạng mục xây dựng cũng do anh trông coi, như thế nào đây? Cổ Bảo Toàn cười híp mắt giống như lão hồ ly. Anh xem, đồng chí Diệp Phàm, bí thư Cổ đem hạng mục lớn như vậy cho khu kinh tế Lâm Tuyền các anh, nói rõ huyện ủy rất coi trọng nó. Đi chạy đi, phát động khắp mọi mặt quan hệ, tôi tin tưởng anh nhất định sẽ thắng lợi trở về. Không cô phụ kỳ vọng huyện ủy, ủy ban nhân dân. Vệ Sơ Tinh khích lệ. Được rồi, tôi đi thử một chút. Diệp Phàm gật đầu bất đắc dĩ, đi ra ngoài.
phía sau còn nghe Vệ Sơ Tinh hô. Còn có một điểm anh phải chú ý, hạng mục này nghe nói trong tỉnh sẽ lựa chọn huyệt, nên anh phải nắm chắc, chuẩn bị kế hoạch chu đáo, tranh thủ chiến thắng để kéo về cơ sở lá trà cho Ngư Dương. Chiến thắng cái rắm, mẹ kiếp, năm huyện tranh giành, một huyện nghèo chúng ta sao có thể qua được thành phố Phúc Xuân, còn có các huyện khác, căn bản là vẽ một cái bánh. Vệ Sơ Tinh cũng thật âm độc a, khó trách có người nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà, lão tử coi như là xui xẻo. Rõ ràng không thể bắt giữ hạng mục còn nói mình đi làm, trên mặt mũi còn nói dễ nghe, cho khu kinh tế Lâm Tuyển chúng tôi hơn 300 vạn. Diệp Phàm giận đến vò nát tờ văn kiện ném vào hành lang vừa đúng lúc chúng vào mặt của một người vừa đi ra, người này đột nhiên cảm giác trời giáng thần vật, trong thoáng chốc mới phát hiện là một tờ văn kiện vò nát. Y đang bốc hỏa chuẩn bị mở miệng mắng chửi ngẩng đầu vừa nhìn, thầm nghĩ. À, nguyên lai là phó chủ tịch huyện Diệp, Ngưu Nhân. May là không mắng, nếu không thì việc vui tìm tới rồi. Diệp Phàm còn chưa hả giận, giơ cước đá theo tờ văn kiện, nhất thời cảm thấy hồ đồ. Thật ra thì người mà hắn muốn đá dĩ nhiên là Vệ Sơ Tinh. Làm hại mấy nhân viên công vụ đi ngang qua tất cả đều hoảng sợ trố mắt líu lưỡi, không ai dám tới gần. Cả đám chỉ sợ chọc phải vị này oán khí đang không có chỗ phát tiết. Phó chủ tịch huyện Diệp Phàm vốn nghe nói Hồng Nhân lẫn Ngưu Nhân. Trên hội nghị thường vụ dám đối chọi với Phí Mặc, Chu Trường Hà, Ngọc Nhã Chi, trong tay nắm 6 trấn 2 xã, cục chiêu thương. 5 giờ chiều. Trong bách chân lâu của Ngư Dương, trưởng phòng phòng chiêu thương khu kinh tế Lâm Tuyền Đoàn Hải đang ngồi cùng với một nam một nữ nói chuyện, khí thế ngất trời. Đoàn Hải thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem, vừa giống nhìn giờ vừa xem tin tức. Nhìn gì Đoàn Hải, có phải tối nay đi với bạn gái hay không, để tôi và Hồng Ngọc tham mưu cho. Cũng tốt, đồng chí Đoàn Hải của chúng ta bây giờ vừa thăng quan còn thiếu mỹ nhân, quan trường đắc ý sao có thể thiếu phong lưu, ai? Tôi mệnh khổ rồi, thảm a. Người nam nhìn qua vẻ lão luyện đùa cợt, tuy nhiên trong lòng vẫn có một tia mất mát. Ai, Cổ Dương, anh cũng sắp 25 rồi, ở mãi trên huyện ủy làm gì, anh nhìn Đoàn Hải, người ta đã là cán bộ cấp phó phòng rồi. Anh cũng phải tranh thủ đi, trên 30 tuổi còn lăn lộn gì nữa. Trang Hồng Ngọc cũng nhướng mày, đột nhiên cũng có chút ấm ức đột nhiên, bởi vì nghĩ tới tình cảnh của mình. Em còn nói anh, ở cái cục hồ sơ bỏ đi đó còn thảm hại hơn anh. Hồng Ngọc, em đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi, bên kia chuẩn bị tốt không vậy? Cổ Dương thu liễm nụ cười, gương mặt cũng trở nên nặng nề. Chuẩn bị, làm sao chuẩn bị, không thấy lãnh đạo của anh không có tiền thì không giải quyết sao, người ta không phải là không muốn, chỉ sợ việc bại lộ anh trả đũa. Huống chi nhà em căn bản không có nhiều tiền như vậy, không có 2-3 vạn là không xong. Tiền lương chúng ta một tháng được bao nhiêu, 8 năm không ăn không uống cũng mới chỉ được 2 vạn đồng. Gương mặt Trang Hồng Ngọc như đưa đám. Hồng Ngọc, lúc trước em cũng quá bướng bỉnh rồi, nếu cứ đi theo Tạ Đoan thì có phải hay không? Đoàn Hải cố ý nói. Đừng nói vậy Đoàn Hải, không thể nào, Trang Hồng Ngọc này có ở cục hồ sơ cả đời cũng không bán mình. Tình cảm không thể dùng kim tiền quyền thế địa vị để hình dung. Trang Hồng Ngọc sầm mặt làm Đoàn Hải cũng im thít. Đúng vậy, tình cảm đúng là không thể dùng kim tiền quyền thế địa vị cân nhắc, ha ha ha. Bởi vì phải đợi Diệp Phàm, cho nên Đoàn Hải không đóng cửa phòng, Diệp Phàm vừa lúc đi vào liền nghe thấy. Chủ nhiệm Diệp đến. Đoàn Hải vội vàng mở cửa bắt chuyện. Ừ, làm mọi người chờ lâu, ngồi đi. Nghe Đoàn Hải hô lên chủ nhiệm Diệp. Cổ Dương và Trang Hồng Ngọc cũng ngơ ngác. Người thanh niên nhìn qua cũng anh tuấn này lại là phó chủ tịch huyện Diệp Phàm thanh thế như mặt trời ban trưa ở Ngư Dương, chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền, hai người cũng đứng lên mỉm cười chào hỏi. Diệp Phàm đáp lễ rồi ngồi xuống. Hắn thấy Cổ Dương để tóc húi cua, sống mũi cao, thân hình chắc khỏe chắc là thường xuyên rèn luyện, tướng mạo cũng tương đối tuấn tú. Trang Hồng Ngọc đương nhiên là trọng điểm chiếu cố của Diệp Phàm. Bởi vì nghe Đoàn Hải nói cô gái này có cá tính rất bướng bỉnh, cũng không phải là loại phụ nữ có thể dụng kim tiền quyền thế địa vị hấp dẫn. Cô mặc một chiếc áo khoác mày vàng thanh lịch, tuy trông đã cũ nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm, mái tóc dài buông xõa lộ ra vẻ cao quý, thanh nhã. Bên dưới mặc váy lộ ra cặp chân trần trắng trẻo, đi đôi giày cao gót màu hồng lại càng tôn thêm vẻ rong ròng. Khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ cũng không trang điểm son phấn trông rất thuần khiết mịn màng. Da rẻ trắng mềm ôn nhuận như ngọc. Cặp lông mày nhỏ cong vút,
đôi mắt sâu thẳm như có thể soi thấu lòng người, mỗi khi đối diện với cô ai có ý nghĩ xấu xa gì đều cảm thấy hổ thẹn, chiếc mũi xinh xắn bố trí rất hài hòa ở giữa, càng tăng thêm vẻ xinh đẹp.